Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 551, người báo thù. Hướng Chính Nhất tò mò hỏi, ấn gì cơ ạ? Ngô Bình nói, tôi đang bảo ấn trong tranh đẹp quá, sao nhà ông lại có những bức tranh này? Hướng Chính Nhất đáp, tôi cũng không rõ, nhà tôi nhiều đồ lắm. Ngô Bình không xem nữa mà cất bốn bức tranh ấy vào trong nhẫn rồi nói, ông Hướng, ông đừng đau lòng, tôi chỉ chọn thêm một món đồ nữa thôi. Nghe thấy Ngô Bình chỉ chọn thêm một món nữa, Hướng Chính Nhất thở phào một hơi rồi cười nói, cậu Ngô, cậu cứ chọn thoải mái đi. Ngô Bình nhìn về phía xa, có một tảng đá dài đứng thẳng, nó cao gần 2 mét, một người không thể ôm hết được, bề mặt có màu đỏ, rất trơn bóng. Anh nhìn xuyên thấu xong thì phát hiện bên trong tảng đá có một thứ hình người, hình như còn dấu vết của sự sống. Nhưng tảng đá này được làm từ một chất liệu đặc biệt nên anh không thể nhìn quá rõ bên trong. Anh hỏi, tảng đá này là gì? Hướng Chính Nhất lắc đầu, tôi không biết, từ nhỏ tôi đã thấy nó ở đây rồi. Bố tôi bảo tìm được nó trong một ngôi mộ lớn. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, tôi sẽ lấy tảng đá này, coi như món cuối luôn. Hướng Chính Nhất vội nói, được, tôi sẽ cho người mang đến nhà cho cậu sau. Ngô Bình, không cần đâu. Nói rồi, anh lấy kiếm Hắc Long ra rồi bổ thành một chỗ để cầm nắm, sau đó dùng một tay xách cả tảng đá rồi quay người bỏ đi. Hướng Chính Nhất vội chạy theo rồi nói, tiên sinh, pháp khí chữ đồ của cậu có phải của tiên nhân không? Ông ấy không có tu vi nên chỉ hiểu biết lơ mơ, nhưng vẫn thấy món pháp bảo của Ngô Bình rất thần kỳ. Ngô Bình, đương nhiên, tôi là tiên nhân đây. Hướng Chính Nhất chấn động, tiên sinh là tiên nhân ư. Tôi nghe nói tiên nhân được chia thành hai cảnh giới nhân tiên và địa tiên. Ngô Bình, đúng thế, tôi ở cảnh giới nhân tiên. Nhưng tôi mạnh hơn các tu sĩ nhân tiên bình thường nhiều, anh không hề che giấu thực lực của mình. Hướng Chính Nhất cười nói, vậy sau này, tôi sẽ gọi tiên sinh là tiên nhân Ngô. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngô Bình xua tay, thôi, cứ gọi như bây giờ đi. Hai người rời khỏi nhà kho, Ngô Bình đặt tảng đá vào trong nhà trúc, Hướng Chính Nhất cun cút đi theo rồi hỏi, tiên sinh bảo sẽ tìm hung thủ giúp tôi, không biết tiên sinh định tìm thế nào. Ngô Bình nói, chuyện này dễ mà, lát ông hãy gọi hết mọi người tới, sau đó bảo mọ đi qua trước mặt tôi. Nhớ phải gọi hết tất cả đấy, không được bỏ qua một ai hết. Hướng Chính Nhất sáng mắt lên nói, được, tôi sẽ đi ngay. Ngô Bình ngồi luyện công trong nhà trúc, không lâu sau, Hướng Chính Nhất đã dẫn quản gia quay lại. Ông Chu hỏi, tiên sinh, mọi người đến hết rồi, có thể bắt đầu chưa ạ? Ngô Bình nói, bảo họ vào đi. Ông Chu giơ tay lên vẫy, một người đàn ông đi qua mặt Ngô Bình, anh liếc nhìn nhưng không nói gì, chỉ ra hiệu cho người đó rời đi. Sau đó đến người thứ hai, thứ ba, nhà họ Hướng rất đông người, còn cả hàng dài đằng sau. Lúc này, có một người đàn ông trung niên mập mạp đi tới. Ngô Bình chợt nói, đứng lại. Người đàn ông dừng bước, sau đó tươi cười mà không hề lo lắng gì. Ông Chu nói, tiên sinh, đây là quản gia Phạm, một trong bốn quản gia của nhà họ Hướng, chủ yếu lo việc ở Đông Viện. Ngô Bình nhìn người đó rồi nói, giấu cũng kỹ đấy. Anh phát hiện người này có tu vi, là một cao thủ cảnh giới thần. Hơn nữa, khí tức trong cơ thể rất kỳ lạ, không giống chân khí bình thường. Quản gia Phạm tỏ vẻ mù mờ nói, cậu bảo sao? Cảnh giới thần gì cơ? Bù! Ngô Bình bắn một chỉ phong về phía người đó, quản gia Phạm vô thức né người sang một bên, đồng thời tấn công lại anh. Khi người đó tung một chưởng ra, có hắc khí xen lẫn mùi tanh hôi ập tới. Ngô Bình thi triển thần quỷ kình rồi vạch một đường trên không, chuyển hướng của hắc khí đó. Cùng lúc đó, anh lách người tiếp cận quản gia Phạm, sau đó tung một chưởng đánh ngã người đó. Đây là sự cách biệt giữa tu sĩ cảnh giới nhân tiên và tu sĩ bình thường, Ngô Bình có thể dễ dàng hạ gục quản gia Phạm chỉ bằng một chiêu. Người đó căm phẫn nhìn Ngô Bình rồi nói, dám phá hỏng chuyện tốt của tao, mày sẽ phải hối hận. Hướng Chính Nhất ngạc nhiên nhìn quản gia Phạm, ông ấy lớn lên từ nhỏ với tôi. Sao có thể là cao thủ được? Ngô Bình điểm vào người quản gia Phạm mấy cái rồi nói, có thể ông ta không phải quản gia Phạm đâu. Quả nhiên, ngay sau đó người của quản gia Phạm đã biến đổi. Một phút sau, ông ta đã biến thành một người đàn ông có gương mặt dài, vóc dáng cũng lùn hơn. Hướng Chính Nhất há hốc miệng rồi hỏi, đây không phải quản gia Phạm, vậy rốt cuộc là ai? Ngô Bình nói, bảo mọi người lui xuống hết đi. Ông Chu đi giải tán mọi người. Giờ chỉ còn quản gia Phạm giả, Hướng Chính Nhất và Ngô Bình ở lại.
người đó nằm dưới đất với vẻ mặt thống khổ, Ngô Bình đã hạ cấm chế vào người anh ta nên anh ta không thể cử động được. Ngô Bình, giờ tôi hỏi, còn anh trả lời, tốt nhất anh nên phối hợp, không thì tôi đành dùng vũ lực thôi. Chẳng dễ gì anh mới đột phá lên được cảnh giới thần, giờ mà bị hủy tu vi thì sao nhỉ? Người đó khoảng 30 tuổi, anh ta nhìn Ngô Bình đăm đăm, mày là ai? Có dám dùng mặt thật để đối diện với tao không? Anh ta nhận ra Ngô Bình đang không dùng thân phận thật. Ngô Bình, tôi là ai không quan trọng, còn anh tự lo cho thân mình trước đi. Người đàn ông hừ nói, đừng tưởng khống chế được tao là xong. Tao nói cho mày biết, tao không chỉ có một mình đâu. Phía sau tao còn người khác nữa, mày không dây vào được đâu. Ngô Bình cười lớn nói, thế à? Thế anh nói cho tôi biết người đó là ai đi, biết đâu tôi lại sợ rồi chạy mất dép. Tên kia nói, tao khuyên mày nên biến ngay đi. Ngô Bình thở dài nói, xem ra, anh không định nói rồi. Dứt lời, Ngô Bình vỗ vào người tên đó, anh ta lập tức kêu gào đau đớn. Ngô Bình thi triển bàn gân thủ, khiến cơ bắp toàn thân anh ta co lại, cơn đau khủng khiếp này không ai có thể chịu được. Ngô Bình đã ở cảnh giới nhân tiên nên uy lực của bàn gân thủ rất mạnh, tu sĩ cảnh giới thần sao chịu nổi. Chưa đến 3 giây sau, tên kia đã nói, tôi nói, tha cho tôi. Ngô Bình đá anh ta một cú, cơn đau lập tức biến mất. Nói mau. Tên đó hít sâu một hơi rồi nói, tôi đến để trả thù. Ngô Bình hỏi, trả thù ai? Tên đó căm phẫn chỉ vào hướng chính nhất, hướng chính nhất. Hướng chính nhất nổi giận, vớ vẩn, tôi không biết cậu là ai hết. Người đàn ông cười lạnh, làm sao ông biết tôi được, vì khi ấy tôi mới 7 tuổi thôi. Hướng chính nhất ngẩn ra, hình như đã nhớ ra chuyện gì đó nên run giọng hỏi, cậu tên là gì? Người đàn ông gằn giọng nói, bố tôi là Hướng Chính Nghĩa. Hướng Chính Nhất hét lên, cậu là Hướng Côn con trai của anh tôi. Người đàn ông cười phá lên, đúng đấy chú, tôi là Hướng Côn. Cháu ruột của chú đây. Hướng Chính Nhất vô thức lùi lại, không thể nào, cậu chết rồi cơ mà. Đúng là tôi nên chết rồi, Hướng Côn căm hận nhìn Hướng Chính Nhất, năm tôi lên 7, bố mẹ tôi đưa tôi đi tham gia cuộc thi thư pháp, trên đường về thì xe rơi khỏi cầu, bố mẹ tôi đều mất cả, chỉ có tôi được cứu sống. Người cứu tôi đã chữa khỏi vết thương cho tôi, ông ấy bảo bố mẹ tôi là do ông hại chết. Chương 552, Tứ Tuyệt Thư Sinh. Hướng Chính Nhất tức giận quát, vớ vẩn, sao tôi có thể hại chết anh trai mình được, cậu đừng ăn nói hàm hồ. Nói hàm hồ, Hướng Côn cười lạnh, nếu không phải ông hại họ thì tại sao bố tôi vừa mất, ông đã tiếp quản sản nghiệp của nhà họ Hướng luôn. Hướng Chính Nhất nói, Hướng Côn, xưa nay luôn là chú và bố cháu quản lý việc kinh doanh của gia đình. Anh ấy chẳng may mất sớm, đương nhiên chú phải lo việc kinh doanh. Chú không làm thì để cho ai đây? Hướng Chính Nhất, nếu là đàn ông thì ông hãy thừa nhận mọi tội lỗi đi, Hướng Côn gào lên. Ngô Bình cau mày, anh chợt nghĩ ra điều gì đó rồi hỏi Hướng Côn, anh có từng nghĩ tại sao người đó lại cứu anh kịp thời không? Tại sao cứu anh được, mà lại không cứu cả bố mẹ anh? Hướng Côn ngẩn ra rồi nói, khi đó, ông ấy tình cờ chèo thuyền ngang qua, còn bố mẹ tôi đã mất trước đó rồi. Ngô Bình cười lạnh, người đó nói gì anh cũng tin à? Hướng Côn cau mày, tại sao lại không? Ông ấy chính là ân nhân cứu mạng của tôi mà. Ngô Bình thở dài nói, có phải bắt đầu từ đó, vị ân nhân kia đã bồi dưỡng anh, truyền thụ võ công cho anh, sau đó cổ vũ anh về nhà họ Hướng trả thù không? Hướng Côn nói, đúng, đây cũng là việc tôi muốn làm. Tôi phải trả thù cho bố mẹ mình. Ngô Bình nói, Hướng Côn, tôi biết thôi miên, có thể bắt người khác phải nói sự thật. Giờ tôi sẽ thôi miên Hướng Chính Nhất, sau đó để anh hỏi ông ấy, anh thấy sao? Hướng Côn ngẩn ra, thôi miên ông ấy ư. Ngô Bình gật đầu, đến lúc ấy, anh tha hồ mà hỏi, xem có phải ông ấy giết bố mẹ anh không? Nếu đúng thì tôi không xen vào chuyện này nữa. Hướng Chính Nhất không hề lo lắng mà nói, đúng, nhờ tiên sinh hãy thôi miên tôi, để cháu nó hỏi. Không phết Hướng Chính Nhất to gan, mà là ông ấy rất thân với anh trai mình. Ngày nhỏ ông ấy thường xuyên phạm lỗi nên hay bị bố mẹ trách mắng, nếu không có anh trai che chở và giấu tội cho thì ông ấy no đòn bao trận rồi. Có thể nói, ngoài mẹ ra thì anh trai là người mà ông ấy yêu thương và tin tưởng nhất. Hướng Côn do dự rồi nói, sao tôi biết anh có thôi miên ông ấy thật không? Ngô Bình cười lạnh, cái này dễ đoán mà, anh không phải lo. Hướng Côn nghiến răng, được. Ngô Bình lập tức thôi miên Hướng Chính Nhất. Hướng Chính Nhất là một người bình thường nên nhanh chóng đỡ người đi ngay. Ngô Bình nói, Hướng Chính Nhất,
Hướng Côn hỏi gì thì ông phải đáp nấy, rõ chưa? Hướng Chính Nhất lẩm bẩm, vâng, tôi sẽ nói thật. Hướng Côn hỏi, Hướng Chính Nhất, tôi hỏi ông, chính ông đã hại Hướng Chính Thuần đúng không? Hướng Chính Nhất, vụ tai nạn trên cầu của nhà anh trai tôi không liên quan gì đến tôi hết, tôi từng cho người đi điều tra, nhưng xe của nhà anh tôi đã bị ai đó giở trò, song tôi không tìm ra được hung thủ. Hướng Côn chấn động, sau đó không dám tin mà hỏi tiếp, Hướng Chính Nhất, ông thật sự không giết bố tôi ư? Hướng Chính Nhất, tôi có thể thề với trời, tôi không hại anh trai mình. Anh là người thân với tôi nhất, tôi sẽ không bao giờ làm hại anh. Hận ý trong lòng Hướng Côn lập tức tiêu tan, anh ta chợt gào khóc, không phải chú, vậy ai đã hại bố mẹ cháu? Là ai chứ? Ngô Bình cười lạnh, ngu dốt, đến giờ vẫn chưa biết à? Hướng Côn trợn tròn mắt, ý anh là hung thủ chính là người đã cứu tôi ư? Ngô Bình, nếu không phải người đó, sao ông ta biết anh rơi xuống nước mà cứu? Nếu không phải người đó, tại sao ông ta phải dạy võ cho anh, để anh về nhà họ Hướng trả thù? Ngu đần, trên đời có nhiều chuyện trùng hợp thế à? Hướng Côn khóc như mưa, không thể nào. Sư phụ rất tốt với tôi coi ông ấy như bố mình, ông ấy, chính ông ấy hại chết bố mẹ tôi ư? Ngô Bình thở dài nói, giang hồ hiểm ác lắm, năm xưa anh mới 7 tuổi nên không thể phân biệt trắng đen. Hướng Côn, giờ anh có thể nói cho tôi biết sư phụ anh là ai không? Hướng Côn cúi đầu xuống, ông ấy là. Anh ta vừa lên tiếng thì có thứ gì đó bay vút tới đầu Hướng Côn. Ngô Bình phản ứng nhanh nhạy, giơ tay ra đỡ thì thấy là một cây phi đao, rõ ràng nó đã được tẩm độc. Anh không thèm nhìn mà ném ngược cây phi đao trả lại. Phập, trong rừng trúc gần đó phát ra một tiếng động, sau đó đã có người vội vàng bỏ chạy. Ngô Bình không đuổi theo mà nói với Hướng Côn, thấy chưa, sư phụ anh định giết người diệt khẩu đấy. Hướng Côn nổi giận nói, xin tiên sinh giải cấm chế cho tôi. Ngô Bình giơ tay ra vỗ vào người anh ta, Hướng Côn đứng dậy rồi hành lễ với anh cảm ơn tiên sinh. Ngô Bình, nói đi, sư phụ anh là ai? Hướng Côn, sư phụ tôi tên là Từ Á Phu, am hiểu thuật tả đạo, là một cao thủ cảnh giới nhân tiên. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, Từ Á Phu? Lẽ nào là Từ Á Phu mà mọi người hay gọi là Tứ Tuyệt Thư Sinh? Ông ta chết rồi cơ mà. Hướng Côn, đúng, hầu như ai cũng gọi ông ấy là Tứ Tuyệt Thư Sinh. Diệp Thiên Tông từng nhắc đến Tứ Tuyệt Thư Sinh, ông ấy rất hâm hộ người này, thậm chí còn nói nếu hai bên giao đấu, khả năng cao mình sẽ thua. Chuyện tốt của tôi sắp thành rồi, không ngờ bị cậu phá hỏng. Đột nhiên trong rừng trúc vang lên một tiếng thở dài. Một người đàn ông trông mới khoảng 30 tuổi mặc đồ tôn trung sơn màu đen bước ra. Nhìn thấy người đó, Hướng Côn tái mặt rồi run giọng nói, sư phụ, tại sao người lại làm thế với con? Người đàn ông nhìn Hướng Côn bằng ánh mắt thương hại, nếu người này không xuất hiện thì con đã là chủ của nhà họ Hướng rồi. Trẻ con lấy được kho báu xong, sư phụ sẽ giao quyền kinh doanh cho con quản lý, đó mới là một cái kết hoàn mỹ. Nhưng tiếc là chuyện đã bại lộ nên sư phụ không thể để con sống được. Hướng Côn cười lớn, vừa cười vừa rơi nước mắt, 15 năm qua, tôi luôn coi ông như bố mình, mà ông lại làm thế với tôi. Người đàn ông vô cảm, ông ta mặc kệ Hướng Côn rồi nói với Ngô Bình, cậu không dám lộ mặt thật à? Không sao, dù gì cậu cũng phải chết thôi. Dứt lời, ánh sáng đen nổi lên quanh người ông ta. Thấy thế, Hướng Côn kinh ngạc rồi nói, cẩn thận, đó là Quỷ Vương Kình. Ngô Bình đã có sự chuẩn bị. Một cái gương bay lên đỉnh đầu anh rồi chiếu xuống người Từ Á Phu. Người ông ta cứng đờ, không thể cử động. Sau đó, Ngô Bình bắn kiếm bay thiền rực tới, cứa vào cổ Từ Á Phu, máu tươi bắn ra. Chết rồi mà mắt của Tứ Tuyệt Thư Sinh vẫn còn chứa đầy vẻ kinh ngạc, không ngờ Ngô Bình lại có nhiều pháp khí đến vậy. Ngô Bình đi tới cạnh thi thể rồi lục soát, sau đó tìm thấy một cái búi bách bảo, anh dắt luôn vào thắt lưng. Thấy người sư phụ mà mình luôn sùng bái bị người khác giết một cách dễ dàng như vậy, Hướng Côn không dám tin vào mắt mình. Anh ta nói, ông ấy chết rồi ư. Ngô Bình cất kiếm đi rồi nói, đầu rơi xuống đất rồi còn gì nữa. Hướng Côn, ngoài Từ Á Phu ra, còn ai khác nữa không? Hướng Côn thở dài đáo, còn mấy sư huynh của tôi nữa, nhưng sư phụ chết rồi thì chắc họ cũng không dám xuất hiện đâu. Dứt lời, anh ta chợt quỳ trước mặt Hướng Chính Nhất, chú hai. Cháu xin lỗi, cháu đã trách nhầm chú. Hướng Chính Nhất vội đỡ anh ta dậy mà không cầm được nước mắt. Hướng Côn, cháu cũng bị người ta lừa thôi, chú không trách cháu đâu. Sau này, cháu hãy đi theo chú. Hướng Côn lắc đầu,
anh ta do dự rồi nói, chú, cháu và Ninh Anh, là cháu có lỗi với chú. Chương 553, chợ đen Giang Nam. Hướng Thiên Nhất sững sờ, sắc mặt thay đổi liên tục, không thốt nên lời. Ngô Bình lắc đầu thở dài, anh vỗ vai Hướng Thiên Nhất, ông Hướng, tôi nghĩ nên tác thành cho họ đi. Hướng Thiên Nhất bất lực cúi đầu thở dài, nói, đưa Ninh Anh đi đi. Xảy ra chuyện như vậy, ông ấy đã không thể nào chấp nhận Hướng Côn được nữa. Nhưng dù sao đó cũng là cháu ruột của mình, lại thêm việc giữa hai người có hiểu lầm nên ông ấy cũng không thể làm gì Hướng Côn được. Lòng dạ Hướng Côn cũng rối bời, anh ta dập đầu với Hướng Thiên Nhất, nói, chú hai, cháu xin lỗi. Sau này cháu sẽ đền đáp chú. Nói xong anh ta liền đứng dậy rời đi. Không lâu sau có người tới báo, nói Hướng Côn đã đưa Ninh Anh rời khỏi nhà họ Hứa. Tâm trạng Hướng Thiên Nhất rất phức tạp, tuy nguy cơ đã được giải trừ nhưng ông ấy không thể vui nổi. Thấy vẻ mặt buồn bã của ông ấy, Ngô Bình an ủi, ông Hướng này, ông thì thiếu gì những cô gái trẻ trung xinh đẹp chứ, cần gì phải ủ rũ như thế. Hướng Thiên Nhất cười khổ, tôi vô cùng yêu thương Ninh Anh. Ngô Bình nói, được rồi, những gì cần làm tôi đã làm hết, giờ tôi xin tạm biệt ra về. Hướng Thiên Nhất đã xác định Ngô Bình chính là quý nhân của đời mình, vội nói, tiên sinh, xin hãy nán lại vài hôm để tôi được tiếp đón tận tình. Ngô Bình phất tay, không cần đâu, có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại. Hướng Thiên Nhất, mong tiên sinh để lại cách liên lạc để có gì tôi liên hệ với tiên sinh. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi hỏi lấy của Hướng Thiên Nhất một cái điện thoại, bảo ông ấy sau này có việc gì thì có thể gọi vào số điện thoại này. Lúc này trời đã tối, anh mang theo tảng đá lớn rồi dần dần biến mất trong màn đêm vô tận. Ông Chu ngơ ngác nhìn về phương xa, khi bóng dáng Ngô Bình biến mất mới nói, ông chủ, hóa ra trên đời này có thần tiên thật. Hướng Thiên Nhất cười nói, sau này tôi cũng là người đã từng thấy thần tiên đấy. Kể từ bây giờ phải qua lại thật nhiều với thần tiên Ngô mới được. Ông Chu cũng vô cùng tán đồng, liền gật đầu lia lịa, ông chủ, sau này chỉ cần xin tiên nhân mấy viên tiên đan là ông chủ có thể trường sinh bất lão rồi. Hướng Thiên Nhất cũng thấy dục dịch, ông mà không nói tôi cũng quên mất. Đúng vậy, phải xin tiên nhân mấy viên tiên đan. Ngô Bình vẫn không biết Hướng Thiên Nhất đang nhăm nhe muốn xin tiên đan. Anh đang vác hòn đá lớn về nhà họ Đường. Anh bỏ nó vào nhà kho trước rồi lại lấy mấy chục hòn đồ ra để hết vào nhà họ Đường. Đường Tử Di nghe thấy tiếng động liền vội ra xem. Khi cô ấy thấy trong nhà kho có thêm mấy chục cái hòm thì không khỏi sững sờ. Ngô Bình, mấy thứ này từ đâu ra vậy? Ngô Bình bật cười, anh giúp Hướng Thiên Nhất giải quyết rắc rối nên ông ấy tặng anh ít quà cảm ơn. Đường Tử Di mở ra một chiếc hòm thì thấy lò tuyên đức. Mở thêm một cái hòm nữa thì nhìn thấy hoa nguyên thanh. Cô ấy hô lên, nếu ông nội nhìn thấy sẽ vui tới nỗi không ngủ nổi mất. Ngô Bình nói, chắc ông cụ đã ngủ rồi, giờ đừng làm phiền ông ấy. Ông ấy thích cái nào thì cứ lấy cái đấy. Đường Tử Di, thế không được, ông nội muốn thì phải lấy tiền mua. Con gái thường hướng ra bên ngoài, tuy Đường Tử Di vẫn chưa kết hôn với Ngô Bình nhưng đã bắt đầu suy nghĩ thay anh rồi, tuyệt đối không để Ngô Bình chịu thiệt. Ngô Bình cười nói, Tử Di, những thứ này lai lịch bất minh, em hợp pháp hóa chúng giúp anh đã. Đường Tử Di gật đầu, được chứ. Đám cổ vật lần trước cũng là một tay em làm mà, chuyện này cứ giao cho em. Ngô Bình gật đầu, phải rồi, không phải em nói tối nay có chợ đen sao? Đường Tử Di nói, đúng vậy, 9 giờ bắt đầu, giờ là 8 giờ 15. Ngô Bình hỏi cô ấy, Tử Di, em đi chợ đen với anh không? Đường Tử Di cười nói, được chứ, có anh thì em không sợ bị lừa đâu. Chợ đen rất phức tạp, đủ mọi thành phần, nếu Đường Tử Di có một mình thì cô ấy sẽ không dám đi. Một là sợ bị lừa, hai là sợ gặp phải kẻ xấu. Đường Tử Di nói, muốn vào chợ đen phải mua vé, 1 triệu tệ một vé, nói xong cô ấy lấy ra mấy tờ giấy trắng, trên đó có một dấu ấn màu lam. Ngô Bình gật đầu, em chuẩn bị đi rồi chúng ta đến chợ đen. Đường Tử Di nói, muốn đi chợ đen phải đi xe bus, 8 giờ đến trạm, 8 giờ 5 bắt đầu chạy. Tài xế đưa hai người đến ngoại ô Vân Kinh, đó là một trạm rừng rất hoang vắng. Lúc này có mười mấy người đứng trước trạm, những người này đều đeo mặt nạ, không nhìn rõ hình dáng. Lúc xuống xe Đường Tử Di cũng lấy ra hai chiếc mặt nạ, hai người đeo lên. Mặt nạ của Đường Tử Di là cô bé quàng khăn đỏ, của Ngô Bình là chú sói xám. Lúc tới trạm rừng, Ngô Bình khẽ hỏi, đeo mặt nạ chỉ đơn giản là vì che giấu thân phận sao? Đường Tử Di, đúng vậy, như thế có thể bảo vệ bản thân.
Nếu không mà bị người khác biết thân phận thì có thể sẽ bị người xấu nhắm vào. Ngô Bình nhìn đám người đang đợi xe, ai nấy cách nhau ít nhất 2 mét, mọi người đều im lặng không nói câu nào. Ngô Bình kéo Đường Tử Di tới chỗ khá xa, nói Tử Di, em từng đến chợ đen chưa? Đường Tử Di, 3 năm trước em và ông nội từng đến một lần, đợt đó đem theo khá nhiều vệ sĩ. Chợ đen rất lớn, chia thành chợ ngoài và chợ trong. Hồi đó bọn em không đủ tư cách vào chợ trong, chỉ loanh quanh ở chợ ngoài, nhưng thu hoạch cũng khá nhiều. Ngô Bình hỏi cô ấy, muốn vào chợ trong phải có tư cách gì? Đường Tử Di, muốn vào chợ trong phải có bạn đồng hành là tu sĩ cảnh giới tiên thiên, còn phải nộp 2 đồng tiền cổ. Tiền cổ, Ngô Bình chợt nghĩ ra, hỏi, ý em là tiền bùa đúng không? Đường Tử Di, hình như gọi là tiền bùa, em cũng chưa từng nhìn thấy. Ngô Bình nhíu mày, giờ anh không có tiền bùa, xem ra không vào chợ trong được rồi. Hai người đang nói chuyện thì một người đàn ông chợt đi đến. Người đó đeo mặt nạ chư bát giới, hỏi, có phải anh bạn cần tiền bùa không? Ngô Bình nhìn người đó, cảnh giác hỏi, anh có tiền bùa sao? Người đó gật đầu, tôi đang có 3 đồng tiền bùa, nếu anh cần thì tôi sẽ đưa anh với giá 500 triệu tệ. Ngô Bình cười lạnh, 3 đồng tiền mà 500 triệu tệ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì giá thị trường của tiền bùa khoảng 100 triệu tệ. Người đàn ông lạnh nhạt nói, anh nói đúng, nhưng không ai muốn bán đi với giá 100 triệu tệ cả. Tôi báo giá 500 triệu tệ là đã ưu đãi lắm rồi. Ngô Bình nghĩ một lúc rồi nói, 2 đồng 300 triệu, thế nào? Người đàn ông do dự một lúc, cuối cùng gật đầu, được, nhưng tôi chỉ lấy chi phiếu ngân hàng. Ngô Bình nói, được. Trước khi đến chợ đen, anh đã mang theo mấy tờ chi phiếu trị giá vài chục tỷ. Chi phiếu dùng là tiện nhất, rút tiền được bằng chi phiếu, dùng được số tiền lớn, còn dễ dàng tra xét thật giả. Anh lấy ra tờ chi phiếu 300 triệu tệ, người đàn ông liền lấy ra 2 đồng tiền. Tiền bùa hình tròn, được đúc từ một thứ kim loại kỳ lạ, trên có khắc bùa chú và có chứa tiên lực. Anh nhìn lướt qua liền biết đây không phải tiền giả, liền một tay giao tiền một tay nhận hàng. Người đàn ông tới chợ đen là để giao dịch, sau khi anh ta xác nhận đây không phải chi phiếu giả liền đi luôn, còn không vào chợ đen. Mấy phút sau, một chiếc xe bus đen xì từ từ đi tới, mọi người lũ lượt lên xe. Đã có mười mấy người ngồi sẵn trên xe, lại thêm cả lượt mới thì tổng cộng có hơn 30 người. Ngô Bình và Đường Tử Di ngồi ở hàng thứ 7 bên trái. Họ vừa ngồi xuống, chiếc xe liền lăn bánh. Đường Tử Di ngồi sát cửa sổ, Ngô Bình ngồi bên phải cô ấy. Chương 554, Trà Ngộ Đạo và Tây Cực Kim Mẫu. Mười mấy phút sau xe đến trạm tiếp theo, lần này có 7 người lên xe. Trong đó có một người đàn ông đeo mặt nạ diễn viên nổi tiếng nào đó. Hắn đi đến ngồi ở chỗ bên phải Ngô Bình. Vừa ngồi xuống người này đã nhìn Đường Tử Di, cười nói, nhìn vóc dáng đẹp thế này chắc là xinh lắm nhỉ. Đường Tử Di không quan tâm đến hắn, hắn nói tiếp, cô gái xinh đẹp ơi, lát nữa cô đi cùng tôi không? Tôi biết võ, tôi sẽ bảo vệ cô. Ngô Bình liền tát hắn, mặt nạ bị đánh vỡ nát. Tên đó bị anh đánh ngã lăn xuống lối đi, hắn sững sờ. Anh lạnh lùng nói, muốn đi cùng à, tôi đi cùng anh nhé. Người đàn ông ôm mặt, biết Ngô Bình không đơn giản nên hắn căm hận nhìn Ngô Bình, nói, anh đợi đấy, giữa chúng ta chưa xong đâu. Ngô Bình cười lạnh, anh xách hắn lên rồi đập đầu hắn thật mạnh vào cửa sổ. Rắc rắc, cửa sổ xe vỡ nát, tên kia bị anh ném ra ngoài xe rồi đập mạnh vào cột đèn cao áp. Không biết hắn bị gãy bao nhiêu cái xương, hắn ngất đi ngay tại chỗ. Ngô Bình đánh người nhưng tất cả mọi người coi như không nhìn thấy, không ai can ngăn, cũng không ai bàn tán. Họ chỉ lẳng lặng quan sát. Ngô Bình quay về chỗ ngồi như chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục cười nói với Đường Tử Di. Nửa tiếng sau xe đi vào một khu bảo tồn tự nhiên. Nơi này trông rất quen, hồi còn học đại học anh từng đến đây chơi, chỗ này gọi là khu bảo tồn thiên nhiên Ánh Trăng. Lúc này cả khu này đã biến thành chợ đen Giang Nam. Xe dừng ở cổng, mọi người lũ lượt đi vào. Ngô Bình và Đường Tử Di cầm tờ vé có dấu ấn màu lam, họ đưa vé rồi đi qua cổng. Sau khi đi vào một ông già đứng ngay đó, ông ta nói, chợ đen năm nay khác với những năm trước, quy mô năm nay lớn hơn, một số gia tộc cổ xưa cũng nhận được lời mời đến đây, mong các vị đều có thể mua được thứ mình muốn. Ngoài ra ai muốn vào chợ trong mời đến đây mua vé? Ngô Bình liền đi tới dùng 2 đồng tiền phù mua một tờ vé, xin hỏi một vé có thể dùng cho mấy người? Ông già nói, một vé nhiều nhất có thể cho 2 người. Ngô Bình gật đầu,
anh cầm tờ vé màu vàng rồi kéo Đường Tử Di đi vào trong. Đường Tử Di nói, chúng ta đi dạo chợ ngoài đã. Họ đi thêm một đoạn là đến đường lên núi. Ngô Bình và Đường Tử Di men theo con đường này lên núi. Mới đi được một lúc họ đã thấy một ông già mặc áo đen ngồi trên tảng đá lớn. Trước mặt ông ta có một tấm giấy trắng, trên giấy để ba cái hũ nhỏ, bên trên đều dán một tờ giấy. Trên tờ giấy là ba chữ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Ngô Bình vừa nhìn liền bị thu hút, anh cười hỏi, tiên sinh, ông bán thứ gì vậy? Khuôn mặt ông già hơi mơ hồ, toàn bộ làn da được một lớp khí bao phủ, ông ta lạnh nhạt nói, là trà chính tôi luyện. Hóa ra là trà, Ngô Bình vội hỏi, có thể mở ra không? Ông già lắc đầu, mua thì mới được mở. Ngô Bình cũng không giận mà hỏi, tiên sinh, số trà này của ông bao nhiêu tiền? Ông già đáp, sơ thiền một lạng 3 triệu tệ, nhị thiền 9 triệu tệ, tam thiền 20 triệu tệ. Ngô Bình nhìn thấy trong hũ đúng là lá trà, mỗi hũ khoảng hơn 2 lạng. Anh nghĩ một lúc rồi nói, tiên sinh, đây là trà tâm, sao? Ông già không khỏi nhìn anh với ánh mắt sâu xa, đúng vậy, cậu nhận ra quả là hiếm thấy, giờ có rất ít người biết trà tâm. Ngô Bình cười nói, nếu là trà tâm thì tôi lấy hết, nói xong anh đưa cho ông già một tờ chi phiếu 160 triệu tệ, mua hết 3 hũ trà này. Ông già nhìn chi phiếu rồi nhặt tờ giấy trắng lên, thong dong rời đi. Đường Tử Di thấy số trà này hơi đắt. Cô ấy khẽ nói, lá trà thôi mà, mua thế hình như đắt quá đấy. Ngô Bình lắc đầu, nói Tử Di, đây là trà tâm. Nó xong anh liền giải thích cho Đường Tử Di trà tâm là gì. Khi tu luyện, một số nhân vật lớn trong giới tu hành thì thực vật xung quanh sẽ được thấm tâm cảnh của người tu hành. Nếu người tu hành tu luyện cạnh cây trà thì số trà được sản sinh ra cũng sẽ thấm tâm cảnh của người tu hành, biến thành trà tâm. Đối với người thường thì trà tâm chỉ là lá trà bình thường. Nhưng đối với tu sĩ sắp đột phá thì nó là bảo vật vô giá. Thông qua tâm cảnh mà lá trà đã thấm nhuần có thể giúp đột phá cảnh giới. Trong đó lá trà được thấm tâm cảnh của tu sĩ tu vi cực cao gọi là trà ngộ đạo, loại trà này chỉ có thể gặp gỡ nhờ duyên phận. Nghe Ngô Bình nói xong, Đường Tử Di cười nói, vậy sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nghĩa là gì? Ngô Bình nói, đây là tứ thiền bát định của Phật môn. Sơ thiền ly ngũ dục, nhị thiền hỷ, tam thiền lạc. Tiếc là số trà này thiếu tứ thiền, nếu không giá sẽ càng cao hơn. Đường Tử Di bĩu môi, hóa ra đây là trà mà hòa thượng uống. Ngô Bình không khỏi trợn mắt, cái gì mà trà của hòa thượng chứ? Nếu có thể tu đến tứ thiền thì cũng có thể trúc cơ rồi đấy. Đường Tử Di ngẩn ra, chính là tiên thiên sao? Ngô Bình nói, đúng vậy. Nói xong anh liền mở hũ sơ thiền, lấy ra một lá trà để trên lưỡi. Anh nhắm mắt. Liền có một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng. Anh cảm nhận một lúc, sau đó dễ dàng đi vào cảnh giới sơ thiền. Anh mở mắt ra, nói với giọng kinh ngạc, nếu có thêm một hũ tứ thiền thì quá tuyệt vời. Đường Tử Di tò mò hỏi, ý anh là người ngộ đạo cạnh cây trà có cảnh giới rất cao sao? Ngô Bình nghĩ rồi nói, không phải cảnh giới cao mà là thuần túy. Ai có thể có được tâm cảnh thế này chứ? Hiếm có, thật hiếm có. Hai người đi tiếp. Dọc đường gặp rất nhiều đồ nhưng tiếc là không phải thứ Ngô Bình cần. Đường Tử Di thì mua vài món đồ cổ, giá cả không cao lắm, chỉ có giá trị siêu tầm. Họ đến lưng chừng núi, khi qua một con dốc nhỏ tương đối bằng phẳng thì có một người Hindi ngồi ven đường, trông đen nhẻm gầy gò. Trước mặt anh ta có một tấm da hươu, trên da có một cục đá. Không một ai dừng lại cả, người này thấy chán nên đang ngồi xổm nghịch điện thoại. Ngô Bình đứng lại, anh phát hiện viên đá này không đơn giản. Bên trong đá có một thứ kim loại kỳ lạ, loại kim loại này rất hiếm có, gọi là Tây Cực Kim Mẫu. Binh khí được chế tạo từ Tây Cực Kim Mẫu chém sắt như chém bùn, đó là hàng bảo vật. Trong kiếm Hắc Long của anh cũng có một ít kim mẫu nên mới sắc bén đến thế. Nhưng công dụng lớn nhất của Tây Cực Kim Mẫu không phải là dùng chế tạo binh khí mà được tiên kiếm môn dùng để lấy khí canh kim tiên thiên, tu luyện kiếm hoàn. Tiên kiếm trước kia có thể nuôi dưỡng một luồng sát khí trong phổi. Có thể lấy đầu người khác khi ở cách xa ngàn dặm, đó chính là khí canh kim tiên thiên này. Anh liền hỏi, anh bán đá sao? Người đó cất điện thoại đi, nói, anh bạn, đây không phải đá thường đâu, nó không sợ lửa, không sợ axit, còn có thể trừ ma chấn tà. Ngô Bình nói, thế à, đúng là thứ tốt, bao nhiêu tiền? Người đó giơ ra 5 ngón tay, 5 triệu tệ. Ngô Bình bĩu môi, anh bạn à, hòn đá này của anh cùng lắm là mang về trưng bày thôi. Thế mà anh đòi 5 triệu tệ.
3 triệu tệ nhé. Người đó nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, được, 3 triệu. Ngô Bình hơi bất ngờ, anh còn tưởng người này sẽ tiếp tục cãi giá với anh. Sau khi mua đá Tây Cực Kim Mẫu, Đường Tử Di nói, chúng ta lên đỉnh núi đi, đồ tốt đều ở trên đỉnh. Ngô Bình gật đầu, được. Chương 555, thu hoạch bất ngờ. Sau khi đi một đoạn, Ngô Bình lặng lẽ bỏ Tây Cực Kim Mẫu và Trà Ngộ Đạo vào trong nhẫn để đồ ở một nơi không người. Lúc này tác dụng của pháp khí để đồ này được phát huy hoàn toàn, rất tiện cất đồ, hơn nữa không quá lộ liễu. Họ vòng quanh núi, chậm chậm đi lên đỉnh. Sau khi đi được một đoạn, họ thấy trong rừng trúc bên cạnh có xuất hiện 7 sắc cầu vồng, ánh sáng đó to bằng nắm tay, giống như thứ bảo vật nào đó. Mắt Đường Tử Di sáng lên, cô ấy thấy xung quanh không có ai liền nói khẽ, chúng ta đi xem thử nhé. Ngô Bình không động đậy, anh lạnh nhạt nói, không xem, nói xong anh liền kéo Đường Tử Di đi tiếp. Tuy anh còn trẻ nhưng đã nghe đám người Diệp Thiên Tông kể về rất nhiều thủ đoạn hại người trong giang hồ. Anh đoán rằng ánh sáng đó là do kẻ xấu cố ý sắp đặt để thu hút người qua đường đi vào rừng trúc. Mà một khi đi vào đó thì hoặc là bị bẫy dập giết chết, hoặc là bị cao thủ ẩn nấp trong đó mưu sát, sau đó bị cướp đi tất cả của cải trên người. Thấy Ngô Bình và Đường Tử Di không mắc mưu mà đi thẳng lên núi, hai tên đàn ông trung niên đang mai phục dưới lớp lá trúc sâu trong rừng trúc liền đưa mắt nhìn nhau. Đại ca, tên nhóc đó không mắc lừa, một người nói với giọng điệu tức tối. Hừ. Chúng ta đi theo cậu ta, tên nhóc này vừa mua đồ mà giờ hai tay lại trống không, chắc chắn trên người cậu ta có bảo bối. Bảo bối gì, người kia hỏi. Người này còn chưa trả lời, một giọng nói đã vang lên bên trên, cũng thông minh đấy. Hai người sửng sốt, giật mình nhảy lên, nhưng đột nhiên thấy bên hông đau nhói, sức lực toàn thân biến mất, không thể động đậy. Người anh em à, trên người chúng tôi có rất nhiều chi phiếu. Cậu cứ lấy tiền đi. Hãy tha cho chúng tôi, người đó hoảng hốt, vội nói. Ngô Bình lạnh lùng nói, các người đặt bẫy ở nơi này đã hại bao nhiêu người rồi. Người đó vội nói, không nhiều đâu, chỉ 3 nhóm người thôi. Ngô Bình nhìn ra phía xa thì thấy trong một cái hố sâu tự nhiên có 5 cái xác. Anh lạnh lùng nói, giết người đền mạng, hai người đi thong thả. Rắc rắc, hai kẻ này còn chưa hoàn hồn thì Ngô Bình đã đá nát đầu chúng. Sau đó anh tìm được một cái túi da trên người một tên. Bên trong túi da toàn là chi phiếu, có cái mấy chục triệu tệ, có cái mấy trăm triệu tệ, tổng cộng khoảng 1 tỷ. Anh vứt túi da vào trong nhẫn không gian rồi đi đến cạnh 5 cái xác. Anh khẽ thở dài, định gọi điện cho người đến xử lý xác. Đột nhiên anh phát hiện trên cổ họng một cái xác có giấu một hạt châu, to bằng hạt long nhãn. Anh dùng tay điểm nhẹ, hạt châu đó liền nhảy lên miệng. Anh lấy hạt châu ra. Đây là một hạt châu kỳ lạ màu xanh lục nửa trong suốt, tỏa ra ánh sáng xanh mờ mờ, không phải là ngọc mà cũng chẳng phải lưu ly. Anh quan sát kỹ thì phát hiện bên trong có một luồng sáng hình rồng màu vàng kim đang chuyển động, lúc trái lúc phải, vô cùng sinh động. Anh kinh ngạc, đây là long châu sao? Tim anh đập như điên, liền mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật ra thì thấy bên trong có một không gian rộng lớn, có một con rồng vàng kim đang chuyển động. Lúc này con rồng nhìn thấy Ngô Bình. Nó liền phát ra uy nghiêm của mình, anh như bị sét đánh, suýt nữa vứt hạt châu đi. Đúng là long châu rồi, anh hít sâu một nơi, cẩn thận cất hạt châu đi. Anh chắp tay với cái xác, tôi đã giết kẻ sát hại anh rồi, coi như là báo thù cho anh. Anh hãy tặng hạt châu này cho tôi nhé. Hạt long châu này quả thực rất quý giá, là bảo vật, miễn phí mà không lấy thì đúng là ngu. Long Châu là bảo bối được hình thành khi bậc đại năng thiên tiên luyện long vực vào một không gian nào đó, nó là vô giá. Khi đi ra khỏi rừng trúc, Đường Tử Di đang đứng đợi anh bên đường. Bên trong có người thật sao, cô ấy hỏi. Thì ra vừa nãy Ngô Bình giả vờ đi, thực ra anh đi vòng lại rồi lặn lẽ tới đằng sau hai kẻ tàn ác. Nghe thấy chúng không chịu từ bỏ mà còn định đuổi theo mình để ra tay, anh quyết đoán ra tay kết liễu chúng. Ừ, có 2 tên. Chúng đã giết 5 người, anh nói. Đường Tử Di tim đập thình thịch, cô ấy không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Ngô Bình nói, đi thôi, lát nữa anh sẽ gọi người đến xử lý thi thể rồi thông báo cho người nhà họ. Hai người lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi khá hẹp, kéo dài hàng dặm, ở đây có khá nhiều người, nhưng không ai nói gì. Lúc giao dịch, hai bên đều trả giá bằng cách để tay vào trong tấm vải đen. Ngô Bình đi từ đầu này sang đầu kia. Phát hiện đồ bán ở đây đủ mọi thể loại, thứ gì cũng có. Trước mỗi một sạp đều có một cây đèn dầu sáng chói.
Đi được một đoạn thì Đường Tử Di thấy thích một bức tranh, liền mua nó với giá 5 triệu tệ. Người bán tranh là một ông già trông rất gian xảo. Ông ta thấy Đường Tử Di hào phóng liền nói khẽ, cô gái à, tôi còn nhiều đồ chưa lấy ra lắm. Nếu cô cần thì theo tôi xuống núi xem hàng nhé. Đường Tử Di đang định nói thì Ngô Bình bảo, không đi, chúng tôi chỉ mua đồ trên núi. Nó xong anh liền kéo Đường Tử đi tiếp, ông già nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của họ, sau đó tiếp tục mời chào các khách hàng khác. Đường Tử Di hỏi, chẳng lẽ ông ta là lừa đảo sao? Ngô Bình nói, trong chợ đen có người phụ trách an ninh. Nếu xuống núi thì ai cũng có thể làm theo ý mình, ví dụ như giết người cướp của. Đường Tử Di khẽ thở dài, thảo nào lần trước ông nội lại đem theo nhiều vệ sĩ đến đây. Sau khi đi được một phần ba con đường, có một sạp hàng xuất hiện bên trái phía trước. Một người đàn ông trung niên ngồi trên mặt đất, trước mặt bày hơn trăm hòn đá to có nhỏ có. Số đá này đều có độ trong suốt nhất định, nhưng màu sắc của chúng đều rất trầm, không nhìn rõ bên trong có gì. Người đàn ông tay trái cầm điện thoại xem phim, tay phải bóp chân, vừa bóp vừa kêu rên, trông vừa đau khổ vừa hưởng thụ. Sau khi bóp một lúc, ông ta liền đưa tay lên mũi ngửi. Trước sạp của ông ta chẳng có ai, mọi người đều chẳng quan tâm đến đá của ông ta. Vẻ mặt Ngô Bình rất kỳ lạ, anh hỏi Đường Tử Di, bầy sạp ở đây có cần nộp tiền phí không? Đường Tử Di nói, không cần, chỉ cần là món đồ hiếm có giá trị thì đều có thể bầy sạp ở đây. Ngô Bình gật đầu, anh đi tới trước sạp và cười nói, ông chủ, số đá này của ông trông giống đá cắt ngọc nhỉ, bao nhiêu vậy? Người đàn ông ngẩng đầu nhìn anh, nói cậu nhầm rồi, đây không phải đá cắt ngọc, tôi cũng không thể nói rõ chất liệu của nó là gì, nhưng cưa cũng không cưa đứt được nó, rất kỳ lạ. Ngô Bình giật mình, anh mở đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì phát hiện trong tảng đá phong ấn một cái đầu người. Đầu người này to gấp đôi đầu người thường, con người cũng màu đỏ sẫm, trợn rất to. Anh giật bắn, liền hỏi, ông lấy tảng đá kỳ lạ này từ đâu ra vậy? Người đàn ông nói, lúc đào móng ở quê, khi đào tới lớp bùn đen thì tôi nhặt được nó trong đó. Tôi bỏ nó vào trong lò đốt, dùng axit rồi, còn dùng kim loại để mài, nhưng không thể nào cắt tảng đá này ra được. Tôi đã nhờ chuyên gia xem nhưng họ cũng không rõ. Nếu cậu muốn thì tôi bán theo cân, 1.000 tệ nửa cân. Chương 556, đầu người trong đá. Ngô Bình liền cạn lời, anh hắng giọng, ông chủ, 1.000 tệ đắt quá. Thế này nhé. Tôi chọn mấy cái về siêu tầm thôi, 3.000 tệ một hòn nhé. Người đàn ông thực ra cũng đang sầu lo, mấy thứ này tuy lạ nhưng tiếc là chẳng ai mua. Trước đó có rất nhiều người đi ngang qua nhưng chẳng ai thèm hỏi một câu. Ông ta do dự một lúc rồi nói, vậy cậu phải mua ít nhất 10 hòn. Có thế nào thì chuyến này ông ta cũng phải kiếm mấy chục nghìn tệ, nếu không còn không đủ phí đi về nhà. Ngô Bình gật đầu, được, vậy tôi sẽ chọn ít nhất 10 hòn. Sau đó anh liền chọn lựa trong số hơn 100 cục đá này. Phần lớn đá bên trong không có gì, những cục đá có đổ bên trong chỉ có 5 cục, bao gồm tảng đá lớn có đầu người bên trong. Anh lấy ra 5 hòn đá và lấy thêm 5 viên nhỏ rỗng bên trong, nói, ông chủ, tôi lấy 10 hòn này. Thấy có người mua những hòn đá kỳ lạ này, có mấy người liền đến hóng chuyện. Một giọng nói già nua vang lên, cậu nhóc, sao cậu lại mua chỗ đá này? Ở chợ đen. Thường mọi người không hỏi thăm tình hình của nhau. Ngô Bình liền thấy lạ, anh quay đầu lại thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ khoảng 70-80 tuổi. Ông ấy không đeo mặt nạ, đang cười lớn hỏi anh. Ngô Bình định nói vì sao tôi phải nói cho ông thì Đường Tử Di vội nói, tiên sinh kinh, ông cũng đến sao ạ, gặp được ông quả là vinh hạnh quá. Cô ấy vừa nói tiên sinh kinh là Ngô Bình đã nhớ ra. Anh từng nghe nói trong giang hồ có một người tốt, tên là Kinh Hòa. Ông Kinh nổi tiếng không phải vì nhân phẩm của ông ấy. Ông ấy nổi danh khắp thiên hạ là vì ông ấy có hai đứa con trai nổi tiếng. Hai con trai của ông ấy, một người xưng vương ở Tây Bắc, người ta gọi là sói đầu đàn, một người là quyền sư vang danh thiên hạ, còn cưới con gái của một thế lực lớn của địa tiên giới. Thế nên Kinh Hòa cũng vô cùng nổi tiếng. Nếu có người muốn xin con trai ông ấy điều gì thì phải xin ông ấy trước đã. Dần ra, ông ấy trở thành nhân vật hàng đầu. Người ta gọi là tiên sinh. Ngô Bình nói, tiên sinh, tôi thấy hòn đá này khá hay nên mua về siêu tầm. Ông Kinh cầm hòn đá lên quan sát một lúc, sau đó hỏi ông chủ, ông đã từng mở hòn đá này ra chưa? Ông chỉ lắc đầu, không mở ra được. Ngô Bình cười nói, tiên sinh muốn xem thì tôi có thể mở vài hòn ra.
anh lấy kiếm hắc long ra rồi lấy một hòn đá rỗng ra, chém một nhát xuống. Một tiếng rắc vang lên, hòn đá bị chia thành hai nửa. Mặt cắt rất phẳng, không có gì trong đó, dường như đây chỉ là một hòn đá có chất liệu kỳ lạ. Mọi người đều tỏ ra thất vọng, họ thấy Ngô Bình mua nhiều đá thế còn tưởng anh phát hiện ra điều gì. Ông Kinh cười nói, hóa ra chỉ là đá mà thôi. Ngô Bình không muốn lấy những hòn đá trống không này nên chém liên tiếp 5 hòn, kết quả đều như nhau, bên trong không có gì cả. Anh cố ý thở dài, nói, xem ra chỉ là đá mà thôi. Ông chủ thấy Ngô Bình có bảo kiếm có thể chém đá ra, mắt ông ta liền sáng lên, nói, anh bạn, có thể giúp tôi chém vài hòn ra không? Ông ta thầm tính toán, mong rằng Ngô Bình có thể chém ra thứ đồ gì trong đá. Như thế thì ông ta có thể bán được giá cao hơn chút. Ngô Bình nói, được thôi. Sau đó anh chém liên tiếp, bổ ra mấy hòn đá. Nhưng tất cả những hòn đá được bổ ra đều không có gì bên trong. Mọi người càng thất vọng, nhao nhao bỏ đi. Ông chủ càng ủ rũ, liền mắng, thì ra là một đống bỏ đi. Ngô Bình không nói gì, anh lấy túi bỏ 5 hòn đá vào rồi đeo lên, đi tiếp. Trong quãng đường tới không còn gì đáng để anh thu mua, Đường Tử Di tiện tay mua vài món đồ cổ. Khi tới đầu bên kia, hai người chuẩn bị xuống núi. Ngô Bình đã để hết đồ vào trong nhẫn không gian, anh nói với Đường Tử Di, chúng ta vào chợ trong đi. Giờ họ đang ở chợ ngoài, đồ bán ở đây khá bình thường. Đồ tốt hơn ở chợ trong. Muốn tới chợ trong phải xuống núi đi một con đường khác. Họ đi được một đoạn thì nghe thấy sau lưng có người nói, anh bạn, có thể cho tôi xem thanh bảo kiếm của cậu được không? Ngô Bình đứng lại, lúc xuống núi anh đã cảm thấy có người theo dõi mình từ phía xa. Quả nhiên anh đã bị nhắm vào. Anh quay người, lạnh lùng nói, không thể. Đối phương bước nhanh tới, đó là một người đàn ông cao to mặc áo bào xám, tay chắp túi áo. Rộng rãi với người khác chính là rộng rãi với bản thân mình. Anh bạn à, cậu keo kiệt quá, đối phương nói. Ngô Bình chỉ nhìn thôi đã biết đối phương là một cao thủ đã luyện khí thành sức mạnh. Nhưng cảnh giới đó với anh cũng không là gì cả. Anh lạnh nhạt nói, giờ anh cút đi thì tôi sẽ tha cho anh. Kẻ đó cười lạnh, ăn nói lớn lối thật. Còn chưa dứt câu thì Ngô Bình đột nhiên tới trước mặt hắn, tát một cái khiến hắn bay đi. Đạo sĩ kêu lên một tiếng rồi bị đánh bay mấy mét, đập mạnh vào một tảng đá lớn, sau đó phun ra một ngụm máu. Cậu là nhân tiên sao? Người đó vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, lông tơ dựng đứng. Ngô Bình lạnh lùng nói, cút đi. Thực ra anh cũng chưa dốc toàn lực. Nếu không thì cú trưởng đó hoàn toàn có thể đánh chết hắn. Dù thế thì đạo sĩ này cũng bị thương nặng. Đạo sĩ không nói lời nào, đứng dậy định đi. Mới đi được vài bước, Ngô Bình đột nhiên nói, trở lại đây. Đạo sĩ giật mình vội hỏi, cậu muốn thế nào? Ngô Bình, có một cái đèn ở thắt lưng anh, mang tới đây. Đạo sĩ sửng sốt một chút, rồi kinh ngạc hỏi, làm sao cậu biết? Chiếc đèn này được hắn mang lên núi để bán nhưng vẫn chưa bày sạp. Ngô Bình nói, tôi có nhãn thức, tất nhiên là nhìn thấy. Đạo sĩ không còn cách nào khác ngoài việc lấy ra từ cánh tay một ngọn đèn dầu hình hoa sen màu đen. Ngọn đèn này là đồ cổ, rất cũ, hình dáng đơn giản, phóng khoáng. Ngô Bình phát hiện bên trong ngọn đèn ẩn chứa một ngọn lửa, với đôi mắt nhìn thấu vạn vật, anh thấy ngọn lửa này cực kỳ sáng, sáng hơn cả mặt trời. Đạo sĩ kinh hãi nói, ngọn đèn này vốn là để bán, tôi đưa cho cậu đừng giết tôi. Ngô Bình cất đèn đi, hỏi hắn, anh định bán bao nhiêu? Đạo sĩ, tôi lấy trộm chiếc đèn này của một ngôi chùa cổ, định bán lấy 30 triệu. Ngô Bình lấy ra một tờ tiền trị giá 30 triệu và nói, tôi mua nó. Đạo sĩ rất ngạc nhiên, cứ tưởng một cao thủ như Ngô Bình sẽ trắng trợn lấy đồ của mình, không ngờ anh lại ra giá như ý muốn. Hắn nhanh chóng chắp tay, cảm ơn. Ngô Bình mặc kệ, kéo Đường Tử Di xuống núi. Đi được một lúc. Đường Tử Di trầm giọng hỏi, tại sao lại cho hắn tiền? Ngô Bình, chuyện gì cũng có nhân quả. Nếu anh mua chiếc đèn này, sự dính dáng nhân quả sẽ ít hơn. Nhưng nếu ăn cướp thì nhân quả còn nặng hơn. Đường Tử Di không hiểu, nhân quả là gì? Có phải là nhân quả của nhà Phật không? Ngô Bình nói, cũng gần như vậy. Người thường sợ kết quả, còn Bồ Tát thì sợ nguyên nhân. Mặc dù tu vi hiện tại của anh chưa đến cảnh giới Bồ Tát, nhưng cũng không thấp. Tốt nhất là nên ít dính dáng đến nhân quả. Đến chân núi, Ngô Bình tìm được người dẫn đường của chợ trong, nói tôi muốn đi chợ trong. Người đó cầm lấy vé của anh, liếc mắt một cái, đi theo tôi.
Vì vậy cả hai lên xe với người đàn ông. Xe chạy nửa giờ trên con đường không bằng phẳng trước khi vào một thung lũng. Đến lối vào thung lũng, người đàn ông dừng xe và nói, chợ trong ở trong thung lũng. Tôi nhắc hai người, không có ai giữ gìn trật tự trong chợ trong. Nếu có ai đó cướp đồ, hoặc thậm chí giết chết các người, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Khuyên hai người, lựa chọn rời đi lúc này vẫn chưa muộn. Ngô Bình lạnh nhạt nói, đã hiểu. Sau đó, anh kéo Đường Tử Di xuống xe, đi về phía chợ trong. Chương 557, Sâm Vua cấp 2. Thung lũng này dài hơn 1.000 mét, nơi rộng nhất rộng hơn 3.000 mét, nơi hẹp nhất chỉ có mười mấy mét. Trong thung lũng không có thảm thực vật, trên đất chỉ có lớp đá sỏi. Khi đứng trong thung lũng, Đường Tử Di thấy hơi sợ, cô ấy nắm chặt tay Ngô Bình. Ngô Bình nhìn cô ấy, nói giọng vỗ về, đừng sợ, cho dù là địa tiên đến đánh thì anh cũng sẽ khiến hắn phải hối hận. Đường Tử Di khẽ gật đầu, hai người chậm chậm đi vào thung lũng. Nơi vào thung lũng có vài người đang đứng đó, sắc mặt ai cũng hằm hằm. Ngô Bình vừa tới họ đã đi lên chặn lại, một người nói, muốn vào chợ trong phải nộp phí. Ngô Bình không hề bất ngờ, anh hỏi, bao nhiêu? 2 đồng tiền bùa, người đó lạnh lùng nói. Ngô Bình, tôi nộp tiền thì các người có bảo đảm sự an toàn của tôi không? Người đó nhìn đám xung quanh, không khỏi bật cười, chúng tôi chỉ thu tiền, không quan tâm đến những việc khác. Sắc mặt Ngô Bình lạnh đi, không thể bảo đảm sự an toàn của tôi thì các người có tư cách gì thu tiền. Sắc mặt người đó cũng đanh lại, tên nhóc kia, cậu dám không nộp phí à? Ngay lúc này, có 3 người đi vào thung lũng, một chủ 2 tớ, họ đều không đeo mặt nạ. Thấy họ thì những người thu phí vội tránh ra, còn cười nịnh bợ. Người cầm đầu là một thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ và đi giày thường màu trắng. Khi đi ngang qua, anh ta liếc nhìn Đường Tử Di với ánh mắt thích thú. Anh ta dừng lại, nói với Đường Tử Di, cô ơi, đi theo tôi đi, tôi có thể đảm bảo an toàn cho cô. Đường Tử Di lập tức lui về phía sau Ngô Bình, ở nơi nguy hiểm này, cô ấy chỉ có thể dựa vào Ngô Bình. Hành động của Đường Tử Di khiến người đàn ông khẽ nhíu mày, anh ta khịt mũi, xoay người tiếp tục đi vào trong. Phía sau anh ta là 2 người trung niên, một người ở cảnh giới thần và một người tiên thiên. Cả 3 đi qua, người cản đường nói, cậu nhóc, đừng nói nhảm nữa, mau trả tiền đi. Ngô Bình, tại sao người vừa rồi không phải trả tiền? Người đàn ông bật cười, cậu không nhìn thấy sao? Họ còn không đeo mặt nạ, bởi vì đó là người thừa kế của gia tộc Âu Dương Trích Tinh. Ngô Bình giật mình, lần trước người làm Lý Long Thần bị thương chính là người tên Âu Dương Trích Tinh. Mà lý do anh ta đánh Lý Long Thần rất đơn giản. Anh ta chỉ muốn xem người khác có thể phá giải trưởng lực của anh ta hay không. Này, tôi bảo cậu trả tiền, cậu không hiểu lời người tôi nói à? Người đàn ông trở nên mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Ngô Bình dửng dưng nói, nghe nói ở chợ trong không có ai giữ gìn trật tự. Ai có nắm đấm mạnh hơn thì muốn làm gì thì làm. Người đàn ông lạnh lùng nói, đúng vậy, ở đây, người có nắm đấm mạnh nhất chính là ông đây. Mau trả tiền. Nếu không tôi giết cậu rồi đưa bạn gái cậu về ngủ với cô ta. Hắn chưa kịp nói xong thì đã Ngô Bình đấm vào ngực hắn một cái. Với cú đấm này, chân lực thuần dương đáng sợ đập vào cơ thể hắn, phá tan các kinh mạch quanh cơ thể hắn. Người đàn ông rên rỉ, tất cả huyết quản trong cơ thể đều nổ tung, máu chảy ra từ từng lỗ chân lông, 2 mắt hắn đỏ như máu, ngã xuống đất. Những người còn lại đều sửng sốt, vội vàng lui ra ngoài, kinh ngạc nhìn Ngô Bình. Ngô Bình bước đến chỗ xác chết và lấy ra một chiếc túi từ thắt lưng của hắn, trong đó có 35 đồng tiền bùa. Sau đó anh nhìn về phía những người khác, lạnh lùng nói, giao tiền bùa ra thì sẽ tránh được cái chết. Anh thấy những người còn lại đều có một cái túi đựng tiền bùa, cộng vào có hơn 100 đồng tiền. Mấy người vừa kinh ngạc vừa tức giận, một người nói, cậu có biết chúng tôi là ai không? Ngô Bình tiến lên một bước, quyền ý đáng sợ trực tiếp tấn công tinh thần của người đàn ông. Hắn sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng cởi ví ném cho Ngô Bình. Chẳng mấy chốc, anh đã có thêm 5 túi tiền trong tay. Có tổng cộng 137 đồng tiền bùa trong 6 cái ví. Cất túi tiền đi, anh lạnh lùng nói, cút đi. 4 người bọn họ không dám ho he câu gì, liền quay đầu chạy ra khỏi thung lũng, trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi. Đường Tử Di nói với giọng lo lắng, xem ra thế lực phía sau họ không đơn giản. Anh cho rằng bọn họ có trả thù chúng ta không? Ngô Bình nói, anh không sợ trả thù. Đi thôi, chúng ta vào trong xem một chút. Bước vào thung lũng,
họ thấy các sạp hàng ở hai bên thung lũng gần các vách đá. Gian hàng đầu tiên bên trái có trải một tấm nhựa trên mặt đất. Hàng chục cây sâm rừng và hàng chục cây nấm linh chi được đặt ngẫu nhiên trên tấm nhựa. Ngô Bình là một thầy thuốc nên ngay lập tức có hứng thú khi nhìn thấy dược liệu, anh bước đến quầy hàng và cầm một cây nhân sâm ngàn năm tuổi lên. Nhân sâm ngàn năm tuổi này rất khó tìm, mua ở ngoài cũng khó. Anh hỏi, ông chủ, ông bán nhân sâm như thế nào? Ông chủ là một người đàn ông trung niên để ria mép, mặc áo choàng trắng, ông ta nói, đây là cây nhân sâm thủ tướng cấp 1, nếu muốn mua thì 13 đồng tiền bùa. 13 đồng tiền bùa trị giá 2 đến 3 tỷ, không phải là một số tiền nhỏ. Ngô Bình nghĩ một lúc, hỏi, có thể rẻ hơn được không? Không mặc cả, ông chủ lạnh nhạt nói, tỏ vẻ như anh có mua hay không cũng chẳng sao. Ngô Bình suy nghĩ một chút, liền hỏi, có sâm vua không? Thay vì mua nhiều nhân sâm thủ tướng, tốt hơn hết nên mua một cây sâm vua. Tác dụng của sâm vua mạnh hơn gấp nhiều lần so với nhân sâm thủ tướng. Ông chủ liếc anh một cái nói, sâm vua ít nhất giá 100 đồng tiền bùa, cậu có nhiều tiền như vậy sao? Ngô Cẩn Ngôn cười nói, tôi không có nhiều tiền bùa, có thể trả bằng tiền mặt được không? Ông chủ suy nghĩ một hồi rồi nói, tính ra tiền mặt ít nhất cũng phải 15 tỷ. Được, Ngô Bình lập tức nói. Anh có khá nhiều tiền trên người, nhưng tiền bùa không nhiều, nếu có thể tiêu tiền, anh sẽ không dùng tiền bùa. Thấy anh thật lòng muốn, ông chủ lấy trong hộp bên cạnh ra một chiếc hộp bằng ngọc, bọc lụa đỏ. Ông cởi lụa đỏ, mở hộp ngọc ra, trong đó có một cây nhân sâm màu trắng như ngọc, hơi ánh màu tím. Vừa mở hộp ra, ngay cả Đường Tử Di cũng ngửi được mùi thơm của nhân sâm, mùi giống như mùi dược liệu, ngửi thấy rất dễ chịu. Ngô Bình híp mắt, với nhãn lực của mình anh nhận ra ngay, đây là sâm vua cấp 2. Sâm vua có cấp 1, cấp 2, thậm chí là cấp 3, cấp 4. Trong phiến ngọc có ghi rằng đã có người tìm ra sâm vua cấp 5. Hiệu quả của sâm vua cấp 2 gấp 3 đến 5 lần sâm vua cấp 1, giá thành đương nhiên đắt hơn. Thế mà ông chủ chỉ đòi 15 tỷ, phỏng chừng cũng không biết đây thật ra sâm vua cấp 2. Đây cũng là chuyện bình thường, trên thế giới có rất ít người nhìn thấy sâm vua, thậm chí càng ít người nhìn thấy sâm vua cấp 2. Anh cầm hộp ngọc lên, ngửi và nói, đúng là sâm vua. Tôi muốn nó. Anh lục hết các chi phiếu lấy được từ rừng trúc trước đó, góp được 15 tỷ rồi giao cho ông chủ. Thấy không có vấn đề gì về chi phiếu, ông chủ nói, thành giao. Sau đó, ông đưa nhân sâm cho Ngô Bình. Sau khi Ngô Bình thu thập được sâm vua, anh bước đến một quầy hàng khác. Anh đang mua nhân sâm ở đây thì có hàng chục cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào anh ở phía xa, ẩn chứa đầy ác ý. Ngô Bình coi như không nhìn thấy, anh tìm thấy một sạp bán hổ phách. Sạp này rất lớn, trên đất bầy đầy hổ phách to nhỏ. Những viên hổ phách này đều không tầm thường, bên trong còn có vật khác. Màu sắc mỗi viên khác nhau, có viên trong suốt, có viên lại không, có viên màu đen, trắng, vàng kim, xanh lam, tím. Trước sạp có 5 người khách đều đang chọn đá. Ngô Bình cũng đứng lại, anh phát hiện trong hổ phách có một số là thuốc hổ phách cô đọng, có một số viên bên trong có động vật, côn trùng, cây thuốc. Chương 558, tấm ngọc dược điển. Anh nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện trong một viên hổ phách đen trầm đục có một cái nhãn cầu. Nhãn cầu này to bằng nắm tay, nó còn có cả sức sống và cả một luồng năng lượng to lớn kỳ lạ nào đó. Anh đưa tay cầm lấy viên hổ phách, để nó xuống dưới chân rồi tiếp tục tìm. Nửa phút sau, anh lại nhìn thấy một viên hổ phách nửa trong suốt, trong đó có một cái cây hình rắn dài tầm 3 phân. Trên cái cây này mọc đầy lá hình rắn. Nó đã kết quả. Đó là một quả hình trứng to bằng quả óc chó, chỉ có 3 hạt. Ngô Bình liền nhặt lên, để dưới chân. Nhìn lướt qua lần thứ 3, anh tìm thấy một viên hổ phách màu xanh lam với một con rùa to bằng nắm tay trong đó. Mai của con rùa này có màu vàng, bên trên có dòng tiên văn mờ mờ. Điều này không có gì lạ, điều kỳ lạ là bên trong mai rùa lại có một lá bùa. Tiên văn trên mai rùa có liên quan đến là bùa này. Bùa này được gọi là bùa luyện yêu ở Tiên Quốc. Hơn nữa đây là bùa luyện yêu cao cấp, sao có thể đặt ở trong mai rùa. Không chút do dự, anh lại cầm lấy miếng hổ phách dưới chân, rồi hỏi bà chủ, 3 miếng hổ phách này bà bán bao nhiêu? Bà chủ là một bà lão khoảng 60-70 tuổi. Bà ta liếc nhìn 3 mảnh mà Ngô Bình chọn và nói, 100 đồng tiền bùa. Ngô Bình cười nói, có thể trả bằng tiền mặt không? Bà chủ suy nghĩ một hồi, được, 16 tỷ. Ngô Bình chuẩn bị rất nhiều chi phiếu,
anh liền lấy ra 16 tỷ đưa cho bà chủ. Cầm lấy hổ phách, cả hai tiếp tục đi về phía trước. Ngay sau đó, Ngô Bình đến một gian hàng bên phải. Trước quầy hàng này có hơn chục món đồ bằng ngọc, bao gồm đĩa ngọc, ấn ngọc, mặt dây chuyền bằng ngọc, v.v. Có hai ông chủ, họ đều mặc áo đạo sĩ nên không đoán được tuổi. Phía trước gian hàng, Âu Dương Trích Tinh cũng ở đó, hắn đang quan sát một miếng ngọc ấn. Đôi mắt của Ngô Bình đảo qua những món đồ bằng ngọc này. Anh nhận thấy rằng một số lượng lớn các tiên văn đã được khắc trên một tấm ngọc. Tấm ngọc này được tạo nên từ vô số mảnh ngọc bích cực mỏng. Các đồ ngọc khác tuy cũng có khắc tiên văn nhưng số lượng rất ít, đa số chúng là vật dụng cần thiết hàng ngày. Còn tấm ngọc này thì khác, nó ghi lại tất cả các công thức phối hợp của dược liệu, tên nó là dược điển. Anh lập tức cầm tấm ngọc lên và hỏi, ông chủ, cái này bao nhiêu tiền? Âu Dương Trích Tinh đang nhìn ấn ngọc, thấy có người nhặt tấm ngọc lên liền lạnh nhạt nói, bỏ xuống. Ngô Bình nhìn hắn, lạnh lùng nói, tấm ngọc này không phải của anh có tư cách gì bảo tôi đặt xuống? Âu Dương Trích Tinh lạnh nhạt nói, cậu có thể không nghe lời tôi, nhưng hậu quả thì cậu tự chịu đấy. Đây là một lời đe dọa, Ngô Bình lạnh nhạt nói, tôi sẽ chờ xem. Ông chủ nói, 30 đồng tiền bùa. Ngô Bình nói, ôn có nhận tiền mặt không? Không. Ngô Bình lấy ra 30 đồng tiền bùa đưa cho ông chủ, sau đó cầm tấm ngọc rời đi. Âu Dương Trích Tinh nhìn anh đi xa, thầm cười lạnh. Sau khi đi bộ gần hết thung lũng, anh gặp rất nhiều thứ tốt, nhưng anh không mua thêm gì nữa. Đột nhiên, anh nhìn thấy một tảng đá lớn bằng phẳng trước mặt, nó rất tròn do tác động của dòng sông. Vì vậy, anh lấy ra một mảnh vải trải trên đá, rồi lấy ra da rồng trước đó cắt thành 10 mảnh, sau đó bán 5 mảnh trên phiến đá. Đường Tử Di tò mò hỏi, đây là cái gì? Ngô Bình nói, da rồng, thứ này là vô giá đối với một số người đấy. Nói xong, anh lại lấy kiếm sát ra. Hiện tại anh đã có kiếm Hắc Long nên ít dùng kiếm sát, một kiếm sắc bén như vậy hẳn là đáng giá rất nhiều tiền. Sau đó, anh lấy sợi dây được đổi được từ chỗ Đông Hoàng, đó là chiếc vòng sâu 18 cái đầu quỷ. Vật này có tác dụng huyền diệu là trấn áp yêu ma, xua đuổi tà ma, nó cũng là bảo vật. Cuối cùng, anh lấy ra 4 lá bùa. 4 lá bùa này do chính anh làm ra, và chúng được vẽ bằng sức mạnh từ ngón tay kỳ dị, chúng có uy lực cực lớn. 4 lá bùa gồm 2 lá bùa bảo vệ thân thể và 2 lá bùa thiên vương chém quỷ. Rất có thể ngón tay đó thuộc về cường giả cấp thiên tiên, lá bùa được làm từ nó đương nhiên có uy lực rất lớn. Vài thứ được bày ra, Đường Tử Di ngồi ở bên cạnh, cô ấy hỏi, liệu có ai mua không? Chắc là có, đồ của anh đều khá tốt, Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Thực ra trong lòng anh cũng không chắc, dù sao cũng là lần đầu tiên anh đứng ra lập gian hàng, cũng không có kinh nghiệm. Đường Tử Di chỉ vào kiếm sát, hỏi thứ này có thể bán với giá bao nhiêu? Ngô Bình nói, thanh kiếm này đầy sát khí, chém sắt như bùn, thần niệm của địa tiên cũng không khống chế được nó. Anh định bán giá 10 đồng tiền bùa, chắc không đắt đâu nhỉ? Đường Tử Di, tấm da rồng này thì sao? Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói, da rồng rất hiếm. Đối với người cần dùng, giá trị của nó còn hơn nhiều so với sâm vua. Ở đây có 5 tấm da rồng. Một tấm ít nhất là 100 đồng tiền bùa. Sau đó anh liếc nhìn vòng tay 18 cái đầu quỷ và nói, vật này có tác dụng trừ tà ma, nó cũng là một pháp khí tốt. Nó giá 10 đồng tiền bùa. Anh đang tính giá thì một ông già lưng hơi cong, râu tóc đen, mặc bộ quần áo vải xám của nông dân thời dân quốc, trông như chưa được giặt rũ trong một thời gian dài xuất hiện. Ông ấy đến gian hàng, nhìn lướt qua và hỏi, tôi có thể xem một chút được không? Ngô Bình nói, được. Ông lão nhặt lên một tấm bùa thiên vương chém quỷ, nhắm mắt cảm nhận kỹ càng, ánh mắt chợt sáng lên, hỏi, anh bạn, lá bùa này có phải do thiên tiên làm ra không? Ngô Bình, cũng gần vậy, uy lực của nó rất mạnh, tác dụng diệt ma rất tốt. Ông lão nói, tôi muốn 2 lá bùa này, hãy ra giá. Ngô Bình vẫn chưa nghĩ ra giá cả, nhưng anh nghĩ ra rất nhanh, định để giá cao, một lá bùa bán 20 đồng tiền bùa, 2 tấm là 40. Ông lão không ngạc nhiên chút nào. Ông có vẻ khá vui mừng và nói, 20 không đắt, tôi muốn nó. Ông ấy nhanh chóng lấy ra 40 đồng tiền bùa giao cho Ngô Bình, rồi lấy đi 2 tấm thiên vương chém quỷ. Đi thong thả nhé, Ngô Bình vui vẻ nhận tiền, nhìn ông lão rời đi. Đường Tử Di kinh ngạc nói, lá bùa này chỉ giá 3 tỷ sao? Cô ấy đổi ra theo tiền bùa, nếu tính kỹ ra thì không chỉ là 3 tỷ.
Ngô Bình nói, số tiền này vừa thu vào thì sẽ phải bỏ ra, không tính. Anh không nói khoác, lát nữa còn phải mua đồ khác, bán được bao nhiêu tiền rồi cũng phải tiêu. Ông lão vừa mới đi thì một con lừa đen đi tới. Lông nó phát sáng như nhung, vừa thấy đầu của Ngô Bình là nó phát ra tiếng người. Ông chủ, da rồng này bán bao nhiêu? Ngô Bình kinh ngạc, anh quan sát con lừa đen để xác nhận nó có biết nói tiếng người thật không? Lừa đen tỏ vẻ khinh thường, không cần phải nhìn, tôi chỉ đang nói chuyện qua miệng lừa thôi. Ngô Bình hơi xấu hổ, vội nói, một tấm 100 đồng tiền bùa. Con lừa đen kêu lên, cái gì? 100 sao, cậu đang ăn cướp đấy à? Ngô Bình cười nói, đây là da rồng mà Giao Long để lại lúc phi thăng, dùng nó luyện chế đan hóa rồng thì nó sẽ là bảo vật vô giá đối với những loài có vảy. Lừa đen thở dài, cậu thấy tôi có giống loài có vảy không? Ngô Bình nói, thế nên tôi khuyên anh nên xem thứ khác, da rồng không hợp với anh. Lừa đen xoay mấy vòng tại chỗ như đang suy nghĩ, đột nhiên hỏi, mua 2 tấm có được giảm giá không? Ngô Bình liếc nhìn Đường Tử Di, cô ấy nói, mua 1 tấm 100, mua 2 tấm 220. Lừa đen kinh ngạc nói, con bé kia, cô nói cái gì? Mua nhiều mà còn đắt hơn à? Chương 559, bầy sạp bán hàng. Đường Tử Di, đúng vậy, da con rồng này là hàng hiếm. Nếu anh mua nhiều thì sẽ còn lại ít, giá đương nhiên sẽ cao hơn. Nếu anh mua 2 tấm thì chỉ còn lại 3. Đến lúc đó, chúng tôi ít nhất phải bán nó với giá 150 đồng tiền bùa. Con lừa đen nghiêng đầu, chợt nghĩ rằng logic của cô ấy có vẻ có lý, nó nói, vậy thì tôi mua 1 tấm thôi. Lúc này, một túi tiền từ xa bay tới, Ngô Bình cầm lấy trong tay, thấy trong đó có 100 đồng tiền bùa. Anh liền lấy 1 tấm da rồng đưa cho lừa đen và nói, mời đi thong thả. Con lừa đen quay đầu đi thẳng. Sau khi con lừa đen rời đi, một đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi thắt bím tóc hất lên trời, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to rất có sức sống. Nó đi chân trần, hỏi, ông chủ, con lừa đen vừa rồi mua gì vậy? Nhìn thấy đứa bé này, Ngô Cẩn Ngôn vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh nhìn thấy trong cơ thể đứa trẻ này có một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, tu vi của nó nhất định là địa tiên. Anh cười nói, con lừa đó đã mua được 1 tấm da rồng. Đứa trẻ nghĩ một lúc, hỏi, 1 tấm da rồng bán với giá bao nhiêu? Đường Tử Di vội vàng nói, 120 tiền bùa. Ngô Bình gật đầu, đúng, 120. Vẻ mặt của đứa trẻ trông rất xót, nó thở dài, ném túi tiền cho Ngô Bình, nói, tôi cũng mua 1 miếng. Nó lấy tấm da và bước đi thật nhanh, như thể đang đuổi theo con lừa. Đường Tử Di cười hì hì, lát mà có người mua, chúng ta sẽ bán với giá 150. Ngô Bình cũng rất vui mừng, nói, đúng vậy, bán 150. Sau đó, anh lấy ra một mảnh vải đen lớn từ nhẫn chứa đồ, tìm một cây gậy gỗ khác gần đó, xây 1 tấm lều dựa vào bức tường đá. Anh bảo Đường Tử Di trông hàng, sau đó chui vào trong tấm lều vải đen, lấy ra một ít đá từ trong nhẫn, chuẩn bị dùng kiếm hắc long đánh vỡ cục đá. Anh đã nhìn qua tất cả 5 hòn đá, trong đó có 1 đầu người, 3 chiếc đinh lớn bằng đồng, 1 chiếc khăn rách, 1 cái chiêng nhỏ và 1 miếng bùn. Anh tạm thời không động vào cái đầu người. Đầu tiên anh lấy ra 3 chiếc đinh lớn bằng đồng. Chiếc đinh được lấy ra, nó dài khoảng 2 đốt ngón tay, to bằng ngón tay, trên đó có khắc tiên văn. Anh đoán cây đinh lớn là pháp khí dùng để trấn tà, gặp tà vật mạnh thì có thể dùng nó để trấn áp, hiệu quả rất tốt. Từ viên đá thứ 2, anh lấy ra 1 miếng khăn rách. Cái khăn đã mục nát, nó to bằng mặt ghế, màu vàng nhạt, trên đó có 1 chút máu. Cái khăn này không có gì đặc biệt, nhưng vết máu lại bất thường, toát ra vẻ linh thiêng và thần thánh. Ở phiến đá thứ 3, anh lấy 1 chiếc chiêng nhỏ, nhưng anh không biết nó làm bằng chất liệu gì, và khi anh dùng ngón tay búng vào nó tạo ra 1 âm thanh kỳ diệu. Âm thanh khiến anh xuất thần một lúc, nó dường như ảnh hưởng đến tâm trí của anh. Trong viên đá cuối cùng là 1 mảnh bùn. Bùn có màu đen, rất mềm và tỏa ra mùi thơm. Anh quay đầu lại, xem qua thông tin trong phiến ngọc, đột nhiên nghĩ tới một điều. Chẳng lẽ là bùn vá trời, anh giật mình, 2 tay run lên. Anh còn chưa kịp suy nghĩ thì đã có 1 vị khách khác đến, nên anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thanh kiếm này giá bao nhiêu, một người hỏi. Ngô Bình ra khỏi lều và cười đáp, 10 đồng tiền bùa. Người khách đeo mặt nạ cầm kiếm sát vẫy nhẹ, một tảng đá bên cạnh bị chia làm đôi, sắc bén vô cùng. Hắn hài lòng gật đầu, được lắm, tôi muốn thanh kiếm này. Thanh toán tiền xong, người đàn ông nhanh chóng rời đi.
Ngô Bình lại lấy ra cái khăn rách, Đường Tử Di kinh ngạc hỏi, đây là mảnh vải sao? Ngô Bình nói, đây không phải là một tấm vải bình thường. Nó đã được nhuộm bằng máu của thiên tiên. Ngay sau khi tấm vải được lấy ra, một luồng khí bí ẩn tỏa ra xung quanh. Trong vòng chưa đầy một phút, ba người lao tới từ ba hướng khác nhau. Không ai trong số ba người đeo mặt nạ, và tất cả đều đồng loạt nhìn vào miếng khăn rách trên mặt đất. Một người đàn ông trung niên hỏi với sắc mặt tối sầm, cậu lấy tấm vải này ở đâu vậy? Ngô Bình nói, không thể tiết lộ. Người đàn ông không nhận được câu trả lời cũng không bất ngờ, anh ta hỏi, cậu bán mảnh vải này bao nhiêu? Ngô Bình, tấm vải này không có gì khác thường, nhưng vết máu trên đó là máu của thiên tiên. Giá trị của nó không phải bàn, chắc anh cũng phải hiểu rõ. Bởi vậy, tấm vải này trị giá 200 đồng tiền bùa. Máu thiên tiên quả thực có giá trị cao. Có nó thì những bậc đại năng địa tiên có thể lĩnh hội được một số điều huyền diệu. Người đàn ông nói, 200 hơi đắt một chút, có thể rẻ hơn không? Một người phụ nữ mặc áo lụa trắng trông khoảng 30 tuổi mỉm cười, cậu bạn, tôi trả giá 200. Người đàn ông tức giận nói, tôi đang mua đồ, sao cô lại chen ngang? Người phụ nữ giễu cợt, tôi mua đồ của cậu ta, liên quan gì đến anh? Hai người nhìn nhau chằm chằm, thần niệm va chạm liên tục. Không khí xung quanh như đông cứng lại, Đường Tử Di vô cùng đau đớn, đành lấy tay che đầu. Ngô Bình vội vàng nắm tay giúp cô ấy chống cự, đồng thời lạnh lùng nói, hai người nếu có đánh nhau, xin hãy tránh ra xa. Hai người khịt mũi, thu thần niệm lại. Người đàn ông nói, tôi mua tấm vải này. Người phụ nữ, tấm vải này là của tôi. Ngô Bình nói, vì cả hai người đều muốn mua nó, vậy thì người nào có giá cao hơn sẽ nhận được nó, hai người thấy thế nào? Những ánh mắt như muốn giết người liền nhắm vào Ngô Bình. Ngô Bình không chút sợ hãi, lạnh nhạt nói, hoặc là hai người tự bàn bạc đi. Người đàn ông cười lạnh, nói, anh bạn, không biết bậc trưởng bối của cậu là ai. Nghe thấy anh ta định chất vấn mình, Ngô Bình nói, tôi chỉ là người bán hàng, anh không cần hỏi rõ ràng như vậy. Muốn mua thì mua, nếu không thì anh đi cho. Người đàn ông cười lớn, hay là chúng ta không kết bạn đi, cậu tặng tấm vải này cho tôi. Nghe vậy, Ngô Bình biết người này muốn lấy không nên lấy ra một tấm biển bằng gỗ mun, đặt trên phiến đá. Nhìn thấy biển hiệu bằng gỗ mun, người đàn ông nói vô cùng kinh ngạc, cậu là hậu bối của Vu bà sao? Ngô Bình chỉ cười lạnh, không trả lời. Sắc mặt người đàn ông rất khó coi, anh ta nói với người phụ nữ, chúng ta cùng nhau mua thứ này rồi cùng nhau tìm hiểu xem sao nhé. Người phụ nữ nói, tôi không thể tin tưởng anh. Ngô Bình không có ấn tượng tốt với người đàn ông này. Liền nói với người phụ nữ, cô này, tôi sẽ bán cho cô, giá 200 tiền bùa. Người phụ nữ vui mừng khôn xiết, lập tức thanh toán tiền và cất miếng khăn đi, nhìn Ngô Bình cười nói, cậu bạn, tôi tên là La Thập Muội. Nếu sau này cậu gặp rắc rối ở Vân Đông thì có thể nhắc đến tên tôi. Người phụ nữ vui vẻ rời đi, người đàn ông nhìn Ngô Bình với ánh mắt hằn học rồi cũng đi. Còn một người khác tại đây, người này để râu dê, không nhìn rõ tuổi tác. Người này dường như không có hứng thú với miếng vải, chỉ nhìn chằm chằm sợi dây chuyền 18 cái đầu quỷ. Ông ta cười hỏi, thứ này bao nhiêu? Ngô Bình nghe giọng điệu thanh nhã bình tĩnh của ông ta, trong lòng cảm thấy rất có hảo cảm, nói tiên sinh, vật này 12 đồng tiền bùa. Giá cả đã được anh ước tính từ lâu, không đắt nhưng cũng không hề rẻ. Ông già gật đầu và nói, giá cả rất hợp lý, tôi muốn nó. Bán xong chiếc vòng đeo tay, Ngô Bình quay lại lều. Cất hết những thứ còn lại vào nhẫn rồi kéo Đường Tử Di đi. Đường Tử Di trầm giọng hỏi, không bán nữa sao? Ngô Bình nói, vừa rồi anh quá phô trương, không biết bây giờ có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thẻ gỗ mun của Vu bà chưa chắc đã hiệu quả. Chúng ta hãy đi nhanh để tránh đêm dài lắm mộng. Họ bước nhanh, chẳng mấy chốc đã đến cuối thung lũng. Phía trước là một cánh đồng, trông tối om. Không chút do dự. Anh cõng Đường Tử Di trên lưng phóng đi như bay, chạy về phía sâu trong khu rừng rậm. Chương 560, về nhà. Đường Tử Di chỉ cảm thấy bên tai có gió rít gào, thân hình cũng lên xuống theo Ngô Bình. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã leo qua một ngọn núi, đi vào một con đường mòn trên núi. Ngô Bình men theo con đường mòn và chạy như điên, anh nhanh chóng tìm thấy chỗ đậu xe của mình. Khi lên xe, anh nhấn ga, ô tô rít lên rồi phóng nhanh khỏi nơi đó. Sau nửa phút, một vài bóng người xuất hiện ở vị trí anh vừa biến mất, bóng dáng những kẻ đó nhoáng lên và đuổi theo hướng chiếc xe rời đi. Ngô Bình lái xe đến mức nhanh nhất,
lái xe được một lúc thì anh bật chức năng lái tự động của xe, sau đó ôm Đường Tử Di nhảy ra khỏi xe. Sau đó anh chạy theo hướng khác. Chưa đầy một phút, một vài bóng người đã đuổi kịp chiếc xe. Tuy nhiên, khi nhảy lên nóc xe thì chúng phát hiện trên xe trống trơn, xe đang tự lái. Chết tiệt, có tên hét lên, có tên chửi bới. Lúc này, Ngô Bình và Đường Tử Di đã đi một đoạn đường khác và trở về trụ sở chính của Đường Môn. Đường Tử Di lúc này vẫn rất căng thẳng, tim đập nhanh, cô ấy hỏi, bọn họ sẽ không đuổi kịp chúng ta chứ? Ngô Bình, không, cho dù bọn họ đuổi kịp thì anh cũng không sợ. Đường Tử Di cười khổ, không ngờ chợ đen Giang Nam lại nguy hiểm như vậy. Tài xế taxi là một người đàn ông mập mạp, anh ta liếc nhìn kính chiếu hậu, cười nói, hai người gặp nguy hiểm sao? Có muốn gọi cảnh sát không? Sắc mặt Ngô Bình sa sầm, anh đặt tay lên vai tài xế, nói anh là cao thủ tiên thiên mà lại đi lái taxi sao? Khi anh nói, luồng chân lực thuần dương mạnh mẽ tiến vào qua vai anh ta, anh ngay lập tức khống chế người lái xe, khiến anh ta không thể di chuyển. Tài xế toát mồ hôi lạnh nói, anh là võ vương sao? Ngô Bình, đừng nói nhảm nữa, muốn chết hay sống? Tài xế khẽ thở dài, tôi không có ác ý với hai người. Anh không phải kẻ thù của tôi, nên đương nhiên không có ác ý. Ngô Bình cười lạnh, tôi hỏi anh, làm sao anh biết tôi sẽ bắt xe của anh? Tài xế nói, mọi thứ đều là trùng hợp ngẫu nhiên. Tôi đến đây để gặp gỡ những người đến từ khu chợ đen. Không ngờ lại gặp được võ vương. Ngô Bình, lái xe vào thành phố đi. Tài xế không dám nói thêm nữa, ngoan ngoãn lái xe vào thành phố. Sau khi Ngô Bình và Đường Tử Di xuống xe, họ bắt một chiếc xe khác rời đi. Tài xế ngồi trong xe hồi lâu không nhúc nhích được, khóc không ra nước mắt. Bởi vì trước khi Ngô Bình rời đi, anh không chỉ khống chế hắn mà còn lấy đi 28 đồng tiền bùa của hắn, nói là để trừng phạt hắn. Nửa giờ sau, Ngô Bình và Đường Tử Di trở về khu biệt thự Vân Đỉnh an toàn. Trời đã khuya, bọn họ không quấy rầy người khác mà đi thẳng vào nhà kho. Đường Tử Di khẽ thở dài, nói, không ngờ tài xế cũng là một người tu hành, cũng may có anh ở đó. Nếu chỉ có một mình em, không biết em đã chết như thế nào rồi. Ngô Bình, nếu em đi một mình sẽ càng an toàn. Sau khi nói xong, anh hỏi, em có muốn xem anh đã mua những gì không? Đường Tử Di rất hào hứng, cô ấy vui vẻ gật đầu, muốn. Ngô Bình lấy ra viên đá có đầu người, quan sát một hồi rồi nói, đừng sợ, trong đó có một cái đầu người. Đường Tử Di sửng sốt, đầu người sao? Ngô Bình nói, có thể đó là người của thời Đại Tiên Quốc. Anh cảm thấy nó rất đặc biệt, nó có sức sống và dường như có thần tính. Đường Tử Di lùi lại mấy bước, nhỏ giọng hỏi, ý của anh là cái đầu còn sống? Ngô Bình nghĩ rồi nói, gần như vậy. Sau đó anh nói với Đường Tử Di, cho người mang đến một đôi lư hương và đèn hương tốt nhất. Ngoài ra, chuẩn bị 3 vật tế và 4 loại quả, anh muốn cúng bái người này. Đường Tử Di hỏi, 3 vật tế, 4 loại quả là gì? Ngô Cẩn Ngôn trợn mắt nhìn cô ấy, 3 vật tế chỉ đầu cừu, đầu bò, đầu lợn. 4 loại quả là nho, quýt, táo, chuối. Đường Tử Di vội vàng đi làm, còn anh dùng kiếm hắc long chậm rãi cắt bỏ phần ngoài của phiến đá. Dần dần lộ ra mái tóc trắng của một người. Mái tóc dài buông xõa, có ánh bạc hắt ra từ chân tóc. Sau đó, anh lấy ra toàn bộ đầu người. Đầu người lớn hơn đầu người bình thường, đôi mắt mở to. Phần cổ bị cắt đứt ở giữa, bề mặt vết cắt rất phẳng, có thể nhìn thấy cơ và mạch máu nhưng nó đã bị hóa đá. Vẻ ngoài của người này hơi kỳ lạ, chiếc mũi to, đôi tai dựng đứng như lưỡi dao và lông mày màu lục, dày và dài, rộng hơn một tấc so với khuôn mặt. Người này không có râu, cằm hếch, răng trắng xanh, miệng hơi hé ra, trông rất bệ vệ. Chẳng mấy chốc, Đường Tử Di đã sai người để đồ bên ngoài kho, Ngô Bình đi ra ngoài mang theo lư hương, sau đó bày 3 vật tế và 4 loại quả, thắp nến lên. Nhang được thắp lên, Ngô Cẩn Ngôn đặt đầu vào giữa bàn hương, sau đó cúi đầu bái lạy. Sau đó, anh lấy giấy lửa ra và viết một số lời tế lên trên đó bằng bút phù. Những bài văn hiến tế này đã bị thất lạc từ lâu. Anh nhìn thấy chúng từ trong phiến ngọc, giờ không ngờ lại có thể dùng đến. Đốt văn tế xong, anh bái tiếp. Trong bóng tối, một luồng sức mạnh thần bí rơi vào trên đầu người, mắt người trên đầu khẽ chớp, nhưng sau đó không có động tĩnh gì. Đường Tử Di giật mình núp sau lưng Ngô Bình, không dám nhìn thêm. Ngô Bình khẽ nhíu mày, lẽ nào cái đầu này không thể cứu được sao? Anh nghĩ vậy liền nghiến răng nghiến lợi lấy ra một con ngựa ngọc, nhét vào trong miệng đầu người rồi bóp nát.
Ngay lập tức, một năng lượng kỳ lạ xâm nhập vào đầu người. Đôi mắt của đầu người phát ra ánh sáng màu tím, nó chớp chớp vài cái, miệng nó chuyển động vài cái, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên phong phú hơn. Đường Tử Di hét lên một tiếng, ôm chặt Ngô Bình nói, nó động đậy rồi. Ngô Bình vỗ bàn tay nhỏ bé của cô ấy, nói, đừng sợ, chỉ là một cái đầu người thôi. Sau nửa phút, đôi con ngươi màu tím trên đầu người nhìn chằm chằm Ngô Bình, lạnh lùng nói, tiểu tiên nhỏ nhoi, còn không mau cúi đầu trước vị thần này. Cái đầu nói tiên văn, Đường Tử Di không hiểu, nhưng Ngô Bình lại hiểu. Ngô Bình không hề kinh ngạc khi nghe ông ta nói, anh cười lạnh, bái ông sao? Có biết ai đã đánh thức ông không? Lông mày nó nhướng lên, ông ta hỏi, là cậu à? Ngô Bình nói, tất nhiên là tôi. Chính tôi là người đã giải thoát ông ra khỏi hòn đá, và chính tôi là người đã đánh thức ông, những gì anh nói cũng là tiên văn. Đầu người nói, đa tạ, cậu có ơn với ta, không phải cúi đầu. Nhìn thấy ông ta chỉ còn lại một cái đầu, Ngô Bình nói ông là thần sao? Đầu nói, ta là đại thần Côn Ngô, một trong bốn vị thần hộ mệnh của tiên quốc. Ngô Bình, ông là thần hộ mệnh của tiên quốc, thực lực của ông có thể sánh với thiên tiên không? Đại thần Côn Ngô nói, ta là một đại thần được hình thành bởi sức mạnh ngưng tụ của toàn bộ tiên quốc, làm sao có thể so sánh ta với thiên tiên còn con? Hồi đó, ta chỉ dùng một suy nghĩ, vô số yêu quái đã bị quét sạch. Ngô Bình nói, đại thần Côn Ngô, bây giờ ông còn lại bao nhiêu sức mạnh? Sắc mặt Côn Ngô có chút méo mó, ông ta nói, còn chưa tới 1%. Muốn lấy lại sức mạnh, trước tiên phải khôi phục thân thể. Ngô Bình, làm sao để khôi phục? Côn Ngô nói, hồi đó, thi thể của ta bị quân phản loạn chia làm bốn, chôn ở bốn nơi và phong ấn. Chỉ cần cậu tìm được phần còn lại của cơ thể ta, ta có thể khôi phục lại thân thể thần thánh của mình. Ngô Bình nhún vai, thời đại của tiên quốc đã trôi qua không biết bao nhiêu năm. Tôi sợ rằng tôi không thể giúp được gì cho ông. Côn Ngô nói, cậu là ân nhân của ta sẽ không bạc đãi cậu. Sau khi nói xong, ông ta đột nhiên thổi về phía Ngô Bình, một tia sáng thần thánh rơi xuống trên người anh. Một giây tiếp theo, một hoa văn màu tím mờ nhạt xuất hiện trên cánh tay của anh. Ngô Bình cảm thấy cánh tay tràn đầy sức lực, kinh ngạc hỏi, ông đã làm gì vậy? Chương 561. Đại thần Côn Ngô, tôi sẽ khắc phù văn lên người cậu, đó là thần phù có sức mạnh vô cùng lớn, sẽ khiến hai tay của cậu có thể nâng được hàng vạn cân. Hàng vạn cân, Ngô Bình kinh ngạc, sức mạnh của anh cũng chưa thể đạt tới mức độ đó. Đại thần Côn Ngô, sau này, tôi sẽ cho cậu thêm nhiều lợi ích hơn. Nhưng trước mắt, tôi phải hút năng lượng của cậu, lực thuần dương trong người cậu không tệ, mỗi ngày hãy cho tôi một ít. Ngô Bình, được. Nói thêm vài câu, đại thần Côn Ngô nói, tôi mệt rồi, phải đi nghỉ đây. Nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi, nói rồi nhắm mắt lại. Ngô Bình liền cầm lấy án hương và cả cái đầu người trên đó, bỏ vào trong nhẫn chữ đồ. Đường Tử Di thở phào, cô cảm thấy cái đầu người đó trông quá kinh dị, khiến cô sợ toát mồ hôi hột. Ngô Bình, đây là thần sao? Ngô Bình, có lẽ là vậy. Tử Di, em đi nghỉ đi. Sáng sớm mai chúng ta đi Vịnh Bạch Long. Đường Tử Di ôm lấy cánh tay anh, nói, em sợ lắm, đêm nay anh ở lại với em. Ngô Bình giật mình, sau đó hi hi cười đáp, được, anh ở lại với em. Về tới phòng Đường Tử Di, anh lập tức đè cô xuống, làm việc nam nữ ở cùng phòng hay làm. Sáng sớm hôm sau, Ngô Bình vẫn còn đang say giấc nồng thì một bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve gương mặt anh, sau đó nhéo mũi anh nói, chồng à, mau dậy ăn sáng đi. Ngô Bình kéo tay Đường Tử Di, ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được ý tứ của anh, vừa giận dỗi nói, đáng ghét, mau dậy đi. Ngô Bình vươn vai, nói, Tử Di, mấy giờ rồi? Đường Tử Di, 7:30. Ngô Bình vội vã ngồi dậy, nói, chúng ta thu xếp một chút rồi đi tới Vịnh Bạch Long. Cây đào tiên ở biệt thự Vịnh Bạch Long của anh có lẽ đã kết quả, anh phải đi xem. Ngoài ra, tảng đá dài lấy được từ nhà họ Hướng, còn cả mấy khối hổ phách chưa khai mở, anh định hôm nay sẽ mở ra toàn bộ xem bên trong có gì. Bữa sáng rất phong phú, chắc phải đủ cho 5-6 người ăn no nê nhưng lại bị một mình Ngô Bình ăn sạch. Sau khi ăn no, hai người họ đi tới biệt thự của anh trên Vịnh Bạch Long. Vừa vào đến nhà là anh phi lên tầng thượng xem cây đào tiên. Chỉ thấy, trong số 24 đóa hoa đào đã có 3 đóa kết quả. Quả đào giờ to cỡ quả óc chó, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Ôi,
thực sự ra quả thật này, Đường Tử Di rất vui, định đưa tay chạm vào quả đào. Ngô Bình vội vã nói, Tử Di, tạm thời không được chạm vào. Đường Tử Di mỉm cười, rụt tay lại rồi hỏi, chồng à, vậy mai là được ăn đào rồi nhỉ? Ngô Bình đáp, chắc là vậy rồi. Sau đó anh lấy tảng đá dài từ trong không gian chứa đồ của chiếc nhẫn ra. Đang định mở nó ra thì anh nhìn thấy vật gì đó trông như hình người bên trong, Ngô Bình không khỏi giật mình. Điều này khiến anh nghi ngờ, nhớ đâu bên trong là một thứ quái dị rất mạnh và đáng sợ thì sao? Thả nó ra thì chắc chắn anh sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại đặt nó sang một bên, tạm thời chưa đụng vào nó. Anh lại lấy ra ba khối hổ phách, bên trong khối hổ phách đầu tiên có một thứ trông như con mắt. Thứ này cũng có chút đáng sợ, tạm thời đặt sang một bên. Viên hổ phách thứ hai một nửa trong suốt, bên trong có một cái cây nhỏ hình rắn, lá cũng hình rắn, lại còn có ba quả to cỡ quả óc chó. Cái cây này anh cũng không biết là thứ gì. Trên phiến ngọc và trong ngọc bội đều không ghi chép gì về nó nhưng Ngô Bình cảm nhận được từ cái cây này tỏa ra một sức sống vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn không phải vật tầm thường. Ngô Bình cẩn thận cắt khối hổ phách ra, sau đó làm sạch cái cây nhỏ. Khi cái cây nhỏ đã được lấy ra toàn bộ trước mặt anh thì nó bắt đầu biến đổi. Lá cây dần dần khô quắt lại rồi teo dần, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà cái cây nhỏ biến thành một đống tro tàn. Thế nhưng ba quả của nó vẫn y nguyên không hề hấn gì. Những quả này có màu trắng, bên trên có những hình thù kỳ lạ. Ngô Bình cầm lấy một quả, cảm thấy vỏ của nó giống như một viên đá vậy. Anh dùng đôi mắt thấu thị để nhìn vào trong thì phát hiện bên trong quả chia thành từng múi. Bên trong các múi đều có một hạt giống trông như hạt ngọc. Bên trong không biết có ăn được không nhỉ, Ngô Bình lẩm bẩm rồi cầm thanh kiếm hắc long tách đôi quả ra, để lộ ra những múi quả bên trong. Mỗi múi đều có một hạt giống. Ngô Bình cầm hạt giống đó lên xem. Thứ này to hơn hạt đậu xanh một chút, không có mùi gì, bề mặt nhẵn bóng ánh lên 5 màu sắc khác nhau trông rất đẹp. Ngô Bình đành gọi đại thần Côn Ngô ra, đại thần giúp tôi xem thứ này một chút. Đại thần Côn Ngô mở mắt ra, liếc nhìn thứ trong tay Ngô Bình rồi kinh ngạc nói thiên nguyên tử. Ngô Bình hỏi, thứ này gọi là thiên nguyên tử sao? Chương 562, sư đồ trở mặt. Trước đó ngày nào Ngô Bình cũng tu luyện để thúc đẩy quá trình tiến hóa gen của nhân tiên, giờ lại được đạo thần phong này giúp sức nên quá trình tiến hóa được đẩy nhanh đáng kể, chẳng mấy chốc đã đến giai đoạn luyện hình đại thành. Ngô Bình lẩm bẩm, đạo thần phong này quả thực không tồi. Đại thần Côn Ngô nói, giờ thiên mục là của tôi. Ngô Bình liền đem miếng hổ phách có con mắt bên trong bổ làm đôi, sau đó đặt con mắt vào trong miệng đại thần Côn Ngô. Đại thần Côn Ngô lập tức nhắm mắt lại tiếp tục nghỉ ngơi. Đường Tử Di vội vàng kéo Ngô Bình rời khỏi căn phòng đó. Sau khi ra khỏi đó, cô nói, thật là đáng sợ. Ngô Bình cười đáp, quả thực có chút đáng sợ. Sau này anh sẽ khóa cái đầu ở trong thư phòng, em đừng vào đó nhé. Hai người họ đi sang một căn phòng khác, tiếp tục mở khối hổ phách màu xanh lam còn lại ra xem. Bên trong khối hổ phách này có một con rùa, mai của nó có màu vàng. Bên dưới mai còn có những đường phù vân, đây chính là luyện yêu phù. Ngô Bình sau khi tách miếng hổ phách ra làm đôi thì phát hiện con rùa đã chết queo từ đời nào. Xác nó vừa tiếp xúc với không khí là hóa thành tro, chỉ còn chiếc mai bằng vàng sót lại. Ngô Bình thò tay vào trong mai rùa thì phát hiện bên dưới có một tấm bùa, chính là luyện yêu phù ban nãy. Tại sao luyện yêu phù này lại ở trong mai rùa nhỉ? Lẽ nào con rùa này từng là yêu quái? Anh còn đang ngờ vực thì ở trong mai rùa có tiếng động kỳ lạ. Anh nhìn vào trong thì phát hiện ở bên trong còn có một hạt nhỏ màu vàng. Anh lấy hạt màu vàng này ra xem thì phát hiện nó to chừng hạt ngô và một nửa trong suốt. Hình như là yêu đan, Ngô Bình không chắc chắn lắm nhưng cứ thu lại trước đã. Sau đó, cả buổi sáng, Đường Tử Di và Ngô Bình dính lấy nhau. Ở đây chỉ có hai bọn họ cô nam quả nữ, đương nhiên không sợ ồn ào đến những người khác. Từ tầng 1 đến tầng 2, từ tầng 2 lại đến tầng 3 dây dưa mãi không dứt. Đủ các tư thế. Không biết từ lúc nào đã đến giờ cơm, Đường Tử Di lúc này đã mệt lả, toàn thân đau nhức nằm trên giường không muốn cử động. Ngô Bình liền dùng chân khí thuần dương để giúp cô lưu thông kinh mạch. Sau đó anh gọi cho nhà hàng Hoàng Tân giao đồ ăn đến đó. Trong lúc chờ cơm, anh đi sang nhà Hạ Lam. Lúc này, Hạ Lam đang chơi với Lạc Nhi trong vườn hoa. Nhìn thấy anh, Lạc Nhi lập tức ảo tới, ríu rít gọi bố nuôi. Ngô Bình cười đáp, Lạc Nhi,
con có thích nhà mới không? Lạc Nhi đáp, con thích lắm. Hạ Lam khẽ mỉm cười hỏi, anh ăn cơm chưa? Hay là ở lại cùng ăn cơm đi? Ngô Bình xua tay đáp, không cần, tôi đã gọi cơm bên ngoài rồi. Nhà tôi hôm nay đang có khách. Anh ở lại chơi với Lạc Nhi một lát rồi quay lại biệt thự của mình. Khi trở về anh đã thấy Từ Quý Phi đang ngồi trong phòng khách đợi mình, còn Đường Tử Di đang rót trà mời ông ấy. Thấy Từ Quý Phi, Ngô Bình vội hỏi, anh ba, anh đến có chuyện gì vậy? Từ Quý Phi đứng dậy khẽ thở dài đáp, em trai, chắc Khang đã chơi bài ngửa với anh rồi, tối nay sẽ gặp mặt quyết đấu. Ngô Bình không hề ngạc nhiên hỏi, vậy người đứng sau ông ta là ai? Từ Quý Phi, theo anh nghe ngóng được thì tối nay võ thần của gia tộc đệ nhất sẽ tới đó. Ngoài ra còn có không ít cao thủ, đều là cao thủ của gia tộc đệ nhất. Ngô Bình gật đầu, xem ra tối nay phải động thủ rồi. Anh ba, anh định xử lý Trác Khang thế nào? Từ Quý Phi thở dài đáp, dù gì cũng từng là đệ tử của anh, cùng lắm thì phế cung phu, giữ lại cái mạng. Ngô Bình hiểu ý câu này chính là toàn bộ sản nghiệp, gia tài của Trác Khang đều phải lấy lại, chỉ để lại cho ông ta đúng một cái mạng. Anh không nói gì vì đây là chuyện của Từ Quý Phi nên anh cũng không tiện tham gia vào. Từ Quý Phi, em trai, anh phải phiền chú tối nay đi với anh một chuyến. Nếu thua anh sẽ rút khỏi Vân Kinh, về Thạch Thành dưỡng già. Ngô Bình bình thản đáp, có em thì không thua được đâu. Từ Quý Phi cười đáp, tất cả nhờ cả vào chú. Đúng rồi, để anh gọi đồ đệ mới của anh đến gặp chú nhé. Ngô Bình gật đầu, bảo cậu ấy tới đây một chuyến cũng được. Từ Quý Phi gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau thì chuông cửa reo lên, Đường Tử Di ra mở cửa. Một chàng trai ngoài 20 tuổi, cao to đẹp trai bước vào. Chàng trai này đã đạt tới cảnh giới luyện khí thành sức mạnh. Cậu ta cúi người hành lễ với Ngô Bình, cậu chủ Ngô. Từ Quý Phi nói, em trai, cậu ấy tên là Phùng Tiểu Thanh, là đồ đệ mới của anh. Tiểu Thanh, sau này phải gọi Ngô Bình là sư thúc. Tương lai có được bao nhiêu thành tựu toàn bộ phải xem sư thúc có gật đầu đồng ý hay không. Ngô Bình hiểu ý của Từ Quý Phi chính là muốn truyền bộ phương pháp hít thở long tượng cho Phùng Tiểu Thanh. Nếu như anh không gật đầu thì Từ Quý Phi không thể truyền bộ phương pháp hít thở này cho Phùng Tiểu Thanh bởi vì đây là bí kíp của anh. Phùng Tiểu Thanh lập tức quỳ xuống đất, cung kính hành lễ với Ngô Bình, vãn bối Phùng Tiểu Thanh hân hạnh được gặp sư thúc. Ngô Bình đáp, đứng dậy đi, không cần đa lễ. Phùng Tiểu Thanh đứng dậy, hai tay để sát mép chỉ quần, hơi cúi đầu xuống. Trong mắt cậu ta thoáng hiện sự kinh ngạc. Người được sư phụ cậu ta sùng bái, coi như một vị thần trông lại còn trẻ hơn cả cậu ta. Ngô Bình quan sát Phùng Tiểu Thanh một lượt rồi hỏi, Tiểu Thanh, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Đang làm công việc gì vậy? Phùng Tiểu Thanh vội vã đáp, thưa sư thúc, năm nay con 25. Vừa học xong nghiên cứu sinh, hiện giờ vẫn chưa có công ăn việc làm. Ngô Bình gật đầu, không tệ, nghe khẩu âm thì có vẻ cậu là người Vân Kinh. Từ Quý Phi đáp, sư đệ, nhà họ Phùng là một trong bốn đại gia tộc ở vùng Giang Nam. Về tài lực thì họ không thua kém gì nhà họ Đường. Vùng Giang Nam không chỉ có một mình Vân Kinh mà còn bao gồm ba tỉnh và một thành phố, phạm vi rất rộng. Có thể trở thành một trong bốn gia tộc lớn nhất khu vực Giang Nam thì đương nhiên tài lực pha ỷ vô cùng hùng hậu. Ngô Bình cười nói, anh ba đang định cho cậu ấy làm người kế nhiệm mình sao? Từ Quý Phi, Tiểu Thanh ở nhà họ Phùng bị đám anh em cùng cha khác mẹ cô lập. Nếu anh giúp thì cậu ấy có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Phùng. Phùng Tiểu Thanh ở lại nói chuyện thêm vài câu thì xin phép cáo lui. Cậu ta vừa đi khỏi, Ngô Bình hỏi, anh ba, đồ đệ này của anh có tin tưởng được không? Từ Quý Phi gật đầu đáp, anh đã âm thầm theo dõi cậu ấy suốt 2 năm trời. Nhân phẩm của cậu ấy không vấn đề gì, cũng thông minh, lại rất có nghị lực, xứng đáng để bồi dưỡng. Ngô Bình, vậy thì tốt, một lúc sau đồ ăn của nhà hàng Hoàng Tân đã được gửi tới. Ngô Bình mở thêm vài bình rượu, sau đó cùng ăn cơm với Từ Quý Phi. Sau khi uống 3 ly rượu, Ngô Bình cuối cùng cũng hỏi điều mà trong lòng mình luôn thắc mắc, anh ba, tại sao Trác Khang lại phản bội? Từ Quý Phi uống cạn ly rượu, kể lại một câu chuyện xưa. 15 năm trước Trác Khang là một tên giang hồ, đắc tội với rất nhiều người đến nỗi bị kẻ thù của mình truy sát khắp 3 con phố và bị thương rất nặng. Khi thấy Trác Khang sắp bị đám kẻ thù kia giết đến nơi thì Từ Quý Phi xuất hiện, đánh bại những kẻ kia và chữa khỏi vết thương cho Trác Khang. Trác Khang cảm ơn cứu mạng, sau khi vết thương khỏi liền mặt dày cầu xin Từ Quý Phi dạy mình cung phu. Từ Quý Phi ban đầu không đồng ý, nhưng Trác Khang quỳ trước cửa nhà ông ấy suốt 3 ngày 3 đêm.
Đến ngày thứ tư, Từ Quý Phi đành thở dài nhận Trác Khang làm đồ đệ. Nhưng tư chất của Trác Khang rất bình thường, đi theo Từ Quý Phi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chỉ tu luyện được tới cảnh giới khí. Thế nhưng Trác Khang lại có kinh nghiệm hành tẩu giang hồ, nhờ có sự trợ giúp của Từ Quý Phi mà dần dần trở thành vua của thế giới ngầm ở Vân Kinh. Số lượng người Trác Khang kết giao ngày càng nhiều và ông ta bắt đầu tự xây dựng thế lực riêng của mình. Sau này Trác Khang còn bái một võ vương làm bố nuôi, đồng thời kết giao với nhiều cao thủ trên giang hồ khác. Sau này khi Phùng Tiểu Thanh xuất hiện, Trác Khang cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp nên ông ta đã âm thầm tìm tới gia tộc đệ nhất. Ông ta muốn mượn thế lực của gia tộc này để đuổi Từ Quý Phi ra khỏi Vân Kinh, giữ lấy vị trí của mình. Từ Quý Phi bắt buộc phải duy trì trật tự thế giới ngầm ở Vân Kinh bởi Từ Thúc Khiêm đang làm thị trưởng Vân Kinh. Quan trọng hơn nữa là ở đây có một nguồn lợi khổng lồ. Vì lẽ đó, sư đồ ngày xưa giờ đã trở mặt thành thù rồi đi đến tận ngày hôm nay. Kể xong những việc này, Từ Quý Phi nói, sư đệ, chú là người nhà nên anh có gì nói đó. Hôm nay nếu như chúng ta thắng thì lợi nhuận từ Vân Kinh một nửa sẽ là của chú. Ngô Bình cười đáp, anh ba, phần lợi ích này em không thể nhận. Từ Quý Phi xua tay, không, chú nhất định phải nhận. Chú là nhân tiên, có danh nghĩa của chú thì Phùng Tiểu Thanh mới có thể đứng vững. Hơn nữa, số tài sản mà Trác Khang đang nắm giữ, chú cũng có thể nhận một nửa. Nghe Từ Quý Phi nói vậy, Ngô Bình cười đáp, anh ba, anh cho em một miếng bánh lớn như vậy khiến em không biết phải làm thế nào. Chương 563, đệ nhất võ thần. Từ Quý Phi nghiêm mặt đáp, chú đường đường là nhân tiên, người khác có đem tài sản dâng cho chú thì chú nhận cũng là lẽ thường tình. Từ Quý Phi nói lời này không phải để bỡ đỡ, thực sự với tu vi và tài năng y võ song toàn như Ngô Bình thì hiện tại có vô số người muốn kết giao với anh. Thậm chí, có kẻ hận một nỗi không thể đem toàn bộ gia tài hai tay dâng lên cho anh. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp, em và Trác Khang có hợp tác với nhau dự án Vịnh Bạch Long. Thế này đi, em chỉ cần cổ phần của ông ta trong dự án Vịnh Bạch Long, còn lại thì sẽ thuộc về anh ba. Dự án Vịnh Bạch Long đã được đầu tư vào khoảng 40 tỷ tệ. Ban đầu Trác Khang đổ vào đó 15 tỷ tệ, tương đương 37,5% cổ phần. Ngô Bình đầu tư 10 tỷ, tương đương 25% cổ phần. Hiện giờ giá thị trường của dự án Vịnh Bạch Long đã lên tới hơn 160 tỷ tệ. Trác Khang trong tay đang có số cổ phần trị giá ít nhất là 60 tỷ tệ. Ngô Bình muốn lấy số cổ phần trong dự án Vịnh Bạch Long đó là bởi số tiền này khá trong sạch còn những tài sản khác của Trác Khang lai lịch vô cùng bất minh. Cộng thêm số cổ phần của Trác Khang thì Ngô Bình sẽ nắm trong tay khoảng 60% cổ phần của dự án Vịnh Bạch Long, giá trị thị trường lên tới hơn 100 tỷ tệ. Từ Quý Phi đáp, vậy cứ làm như chú nói. Anh sẽ đem lợi nhuận từ dự án Vịnh Bạch Long giao cho chú. Sau đó ông ấy mỉm cười nói tiếp, ngoài ra, mỗi năm anh cũng sẽ chia thêm hoa hồng cho chú. Ngô Bình cũng không khách sáo nữa mà đáp, vậy em sẽ nghe theo anh ba. Dừng lại một lát, anh nói tiếp, đêm nay, em sẽ giao đấu với võ thần của dòng họ đệ nhất. Gần ra trận phải rèn lại gươm nên giờ em sẽ đi luyện công một lát. Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài sân, bắt đầu luyện thiên tinh sát quyền. Thiên tinh sát quyền này có uy lực vô cùng lớn, nhưng buộc phải mượn lực thiên tinh mới có thể khai triển. Thiên tinh sát quyền có tổng 5 thế là tinh huy, tinh kích, tinh tịch, tinh lạc và tinh nguyên. Ở mỗi thế, lực thiên tinh sẽ phát huy ra những mức độ sức mạnh khác nhau. Lúc này Ngô Bình đang tu luyện thế đầu tiên là tinh huy. Có lực thiên tinh và luyện hình đại thành trợ giúp nên thế thứ nhất cũng không khó, chỉ nửa tiếng là đã luyện thành. Sau đó Ngô Bình tiếp tục luyện thế thứ hai là tinh kích. Thế này có uy lực lớn gấp đôi thế thứ nhất, tuy nhiên độ khó đương nhiên cũng cao hơn. Phải mất đến hơn một tiếng đồng hồ Ngô Bình mới luyện được thành công. Đến khi luyện sang thế thứ ba thì anh cảm thấy lực thiên tinh đã không còn nghe theo ý mình điều khiển nên quyết định bỏ dở luôn, chuyển sang luyện nhóm động tác thứ năm của đoàn thể thuật. Nhóm động tác này của đoàn thể thuật anh đã tập được 3 động tác đầu, hiện giờ anh sẽ mượn luyện hình đại thành để một mạch tập hết 5 động tác đằng sau. Từ Quý Phi đứng bên cạnh nhìn Ngô Bình luyện công mà mắt chữ O miệng chữ A. Động tác của Ngô Bình, ông ấy chỉ tập phỏng theo một chút mà cảm thấy toàn cơ thể vô cùng khó chịu, kinh mạch như muốn nứt ra. Vậy mà Ngô Bình lại tập được một cách trôi chảy như vậy. Sau khi tập xong cả 8 động tác của nhóm đoàn thể thuật này thì anh cảm thấy có một nguồn sức mạnh huyền diệu đang âm thầm đi vào cơ thể mình. Ngô Bình luyện thiên tinh sát quyền và đoàn thể thuật đến tận khi trời tối. Sau cùng, anh ngồi thiền nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ.
Đến khi sắp tới giờ hẹn, Ngô Bình mở mắt, nói anh ba, chúng ta đi thôi. Từ Quý Phi gật đầu, lúc này ông ấy vô cùng tự tin vào khả năng của Ngô Bình. Đường Tử Di thì ngược lại vô cùng lo lắng, nói, chồng à, anh nhất định phải cẩn thận đấy. Ngô Bình cười đáp, Tử Di, em ở nhà đợi anh sẽ về sớm thôi. Hai người họ lên xe, đi về phía một địa điểm ngắm cảnh nổi tiếng ở Vân Kinh là Tử Kim Đài. Tử Kim Đài là một đài ngắm cảnh trên đỉnh núi Tử Kim. Bình thường ở đây có rất nhiều khách du lịch nhưng tối nay nơi này lại vô cùng yên tĩnh, không có lấy một mống khách du lịch. Từ Quý Phi và Ngô Bình đi theo bậc đá từ chân núi lên, chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh. Lúc này trên đỉnh núi Tử Kim cao hàng nghìn mét so với mặt đất đã có mười mấy người đang đứng, trong số đó có hai người Ngô Bình quen biết là Trác Khang và Đệ Nhất Anh Kỳ. Đệ Nhất Anh Kỳ nhìn thấy Ngô Bình tới thì ánh mắt hiện lên đầy vẻ thù hằn. Anh ta cười lạnh nhìn Ngô Bình như thể đang nhìn một người đã chết. Trác Khang đang khom lưng uốn gối, nhìn thấy Ngô Bình tới thì không hề ngạc nhiên. Ông ta cao giọng nói, chú em, cậu không liên quan đến việc này, tôi mong cậu sẽ không nhúng tay vào. Ngô Bình lạnh lùng nhìn Trác Khang, đáp Trác Khang, tôi đã nói rồi, gọi tôi là cậu chủ Ngô đi. Trác Khang hơi ngượng, đáp sao phải làm đến nước này chứ? Một võ vương như cậu đứng trước mặt võ thần thì vốn chẳng là gì. Nói rồi, ông ta né sang một bên, sau lưng ông ta là một người đàn ông không thể đoán được tuổi tác. Người đó mặc một bộ đồ luyện võ màu xanh lam, đi giày vải, tóc khá dài xõa xuống vai. Gương mặt người này hơi gầy, mắt tam giác, lông mày mỏng, cao chừng 1m85. Khí tức tỏa ra từ người này rất mạnh, ông ta đứng đó sừng sững, vững chãi như một ngọn núi. Người đàn ông nhìn về phía Ngô Bình, hỏi cậu chính là Ngô Bình. Cậu là người đánh anh Kỳ. Ngô Bình, là tôi. Hôm nay tôi tới, thứ nhất là để ra mặt cho anh ba tôi. Thứ hai là để được thử sức với võ thần, mong ông không làm tôi thất vọng. Người đàn ông cười lớn, đáp hay lắm. Một hậu bối có tu vi kém tôi mà lại có dã tâm lớn đến vậy, tôi thấy rất thú vị. Cậu yên tâm, tôi sẽ không giết cậu. Nếu thua thì cậu sẽ phải phục vụ cho gia tộc Đệ Nhất mãi mãi. Ngô Bình, tôi cũng vậy. Tôi cũng sẽ không giết ông. Nếu ông thua thì phải làm thuộc hạ cho tôi, gọi tôi là chủ nhân. Đệ Nhất võ thần hừ một cái rồi đáp, được. Chúng ta đặt cược như vậy đi. Đệ Nhất Anh Kỳ lớn tiếng nói, ông Bảy, giết hắn đi. Đệ Nhất võ thần không thèm đếm xỉa đến lời anh ta mà bước lên phía trước vài bước. Ngô Bình cũng bước lên vài bước, quyền ý của hai người đối chọi nhau, khiến cả hai bên đều kinh ngạc. Đệ Nhất võ thần kinh ngạc bởi không ngờ Ngô Bình lại có quyền ý mạnh mẽ đến vậy. Ngô Bình cũng không ngờ Đệ Nhất võ thần cũng luyện được quyền ý, lại còn là quyền ý tiểu thành. Đệ Nhất võ thần hít sâu một hơi. Nói tôi bế quan lâu như vậy chính là để luyện quyền ý. Thật không ngờ vừa xuất quan đã gặp cậu. Được lắm, đánh bại được cậu, tôi sẽ lên tới quyền ý đại thành. Ngô Bình đáp, trong thiên hạ này người có được quyền ý không nhiều, ông xứng đáng là đối thủ của tôi. Đánh bại ông, có thể cũng khiến quyền ý của tôi thăng cấp. Hai người nói dứt lời liền bước về phía đối phương. Một bước rồi hai bước, khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn ba bước mới dừng lại. Ngô Bình xuất quyền trước. Đệ Nhất võ thần cũng xuất quyền chặn đòn tấn công của anh. Kỳ lạ ở chỗ, tốc độ đánh của họ đều cực kỳ chậm, cứ như hai cụ già đang luyện thái cực quyền vậy. Đệ Nhất Anh Kỳ thấy rất kỳ lạ, anh ta hỏi người bên cạnh, ông Bảy bị sao vậy? Sao lại xuất quyền chậm thế? Nếu đánh nhanh hơn thì đã trúng rồi. Người bên cạnh anh ta là một ông cụ. Ông cụ này đáp, cậu không hiểu, họ đã dùng hết sức rồi. Lúc này, trên cành cây tùng cổ thụ trên đỉnh núi. Một vài chú chim giật mình bay đi, một đoạn cành thông nhỏ rơi xuống. Nhưng khi cành thông rơi xuống cách đỉnh đầu hai người họ chừng 5 mét thì đột nhiên nổ bùm một cái. Cành cây ban nãy nát vụn thành bột, mùi gỗ tùng thơm nhẹ tỏa ra khắp không trung và lưu lại một lúc lâu. Từ Quý Phi kinh ngạc nhận ra trong phạm vi 5 mét xung quanh hai người họ đã hình thành một trường lực đáng sợ, không ai có thể đến gần. Nếu không chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí mất mạng. Quả thực vậy. Cuộc giao đấu giữa hai người họ không còn là xuất chiêu thông thường mà là cuộc so kè nội lực hùng mạnh giữa hai bên. Xung quanh họ đã hình thành nên một trường lực. Bên trong trường lực này, mỗi chiêu thức đều có uy lực rời non lấp bể, vô cùng đáng sợ. Chương 564, thủ đoạn của ông Hoa. Cuộc tỉ võ của hai người họ trong mắt người ngoài mà nói thì không phải một trận chiến kịch tính. Thế nhưng, những người xung quanh vẫn nín thở quan sát từng cử động của hai người họ. Trong trường lực,
Ngô Bình cười lạnh nói, hóa ra đệ nhất võ thần trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy. Đệ nhất võ thần, thần khiếu của cậu còn chưa được khai mở, cậu không thể nào là đối thủ của tôi. Ngô Bình cười lạnh, chỉ là một cái thần khiếu mà thôi, ông vẫn còn quá yếu. Nói rồi, Ngô Bình đột nhiên ngưng tụ quyền ý, từ lòng bàn tay anh phóng ra một vệt sáng vàng trông như sao băng. Vệt sáng này lao về phía đệ nhất võ thần, đệ nhất võ thần nhận ra chiêu thức này không hề tầm thường nên cẩn trọng lùi ngay về phía sau. Nhưng đúng lúc này Ngô Bình thi triển quỷ thần bộ, áp sát đệ nhất võ thần, chặn đường lui của ông ta. Quyền đó vẫn nhằm hướng đệ nhất võ thần mà lao tới khiến ông ta không thể nào tránh kịp, đành tìm cách đỡ đòn. Đệ nhất võ thần thét lên một tiếng, sau đó tiếp trưởng của Ngô Bình. Trưởng của hai người chạm nhau, chỉ nghe một tiếng đoảng vô cùng lớn. Ngô Bình đứng yên tại chỗ còn đệ nhất võ thần đã bị anh đánh lui. Trưởng Ngô Bình vừa thi triển chính là thiên tinh sát quyền thức thứ nhất tinh huy. Sức mạnh kinh hoàng của lực thiên tinh ở trong cơ thể Ngô Bình tấn công khiến đệ nhất võ thần tạm thời mất đi sức chiến đấu, toàn thân tê dại, thậm chí đến ý thức còn mơ hồ. Nhưng Ngô Bình không nhân cơ hội này để tiếp tục tấn công ông ta mà thu quyền lại, mặt không cảm xúc nhìn đệ nhất võ thần. Khoảng nửa phút sau, đệ nhất võ thần mới hồi phục lại ý thức. Ông ta thở dài nói, tôi thua rồi. Ban nãy nếu như Ngô Bình tiếp tục thừa thế tấn công thì hiện giờ ông ta đã chết rồi. Ngô Bình, tôi còn chưa dùng toàn bộ sức mạnh, nếu không thì ông đã bại từ lâu rồi. Lời này không phải khoác lác, hai tay anh có sức mạnh nâng được hàng vạn cân, một khi sử dụng hết sức mạnh thì đệ nhất võ thần chỉ một chiêu là gục. Đệ nhất võ thần sững người vài giây, sau đó ông ta đột nhiên quỳ xuống đất, nói, đệ nhất đức nhân tham kiến chủ nhân. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói, đứng dậy đi. Đệ nhất đức nhân đứng dậy, tay buông thõng đứng sang bên cạnh. Trác Khang lúc này mặt xám ngoét, ông ta vội vã đi tới trước mặt Từ Quý Phi rồi quỳ xuống, nước mắt tuôn như mưa, nhỏ tiếng nói gì đó. Chuyện của hai sư đồ họ Ngô Bình cũng không tiện tham gia nên anh gọi đệ nhất đức nhân ra một chỗ, hỏi, nghe nói ông đã biến mất mấy chục năm. Những năm nay ông đi đâu vậy? Đệ nhất đức nhân, thưa chủ nhân, gia tộc đệ nhất phát hiện ra một hang động cổ, ba người chúng tôi đều ở trong đó tu luyện. Ngô Bình không có hứng thú với chuyện của dòng họ này. Anh nói, chuyện của Trác Khang gia tộc đệ nhất các ông đừng tham gia nữa. Mặc dù ông coi tôi là chủ nhân nhưng tôi sẽ không hạn chế tự do của ông, nếu như không có chuyện gì cần tôi cũng sẽ không đi tìm ông. Đệ nhất đức nhân mừng rỡ đáp, cảm ơn chủ nhân. Trên mặt đệ nhất anh kỳ là sự sững sờ không thể tưởng tượng nổi. Anh ta gọi với theo, ông bảy, tại sao ông lại quỳ trước mặt hắn? Mau đánh chết hắn đi chứ. Đệ nhất đức nhân mặt đanh lại, khẽ phất tay một cái. Đệ nhất anh kỳ bay lên không trung, thổ huyết, .sau đó anh ta rơi xuống đất ngất xỉu. Chủ nhân, xin hãy tha thứ cho sự ngu muội của nó, đệ nhất đức nhân nói nhỏ. Ngô Bình, tôi không tính toán với anh ta, sau này nếu ông gặp phải phiền phức gì có thể tới tìm tôi. Được rồi, giờ các người có thể đi. Đệ nhất đức nhân vái Ngô Bình một cái, sau đó đưa người của gia tộc đệ nhất nhanh chóng rời khỏi đó. Lúc này trên tử kim đài rộng lớn chỉ còn lại Từ Quý Phi, Ngô Bình và Trác Khang. Trác Khang vẫn quỳ trên mặt đất, trên gương mặt Từ Quý Phi không thể nhận ra đang buồn hay đang vui. Sau đó, ông ấy vỗ mạnh một cái lên đỉnh đầu Trác Khang. Trác Khang dùng mình một cái sau đó bắt đầu run rẩy. Ngô Bình biết Từ Quý Phi đã phế tu vi của Trác Khang. Bây giờ Trác Khang đã trở thành một người bình thường không có tu vi. Trác Khang lão đảo đứng dậy hành lễ với Ngô Bình, sau đó chân nam đá chân chiêu đi xuống núi. Ngô Bình, Trác Khang đồng ý cho anh ba phế tu vi sao? Từ Quý Phi đáp, không còn lựa chọn nào khác, trong vòng 3 ngày Trác Khang sẽ đem toàn bộ tài sản đứng tên mình giao cho chú. Anh sẽ cho Trác Khang một khoản tiền dưỡng già để sống nốt phần đời còn lại trong dầu xăng đủ đầy. Ngô Bình thở dài nói, một ngày làm thầy cả đời làm thầy, đáng ra Trác Khang không nên chọn đi con đường này. Từ Quý Phi đáp, thực ra anh có dự định khác dành cho Trác Khang. Chỉ tiếc là Trác Khang không đủ bình tĩnh để chờ đến lúc đó. Ngô Bình tò mò hỏi, anh ba định sắp xếp gì cho Trác Khang vậy? Từ Quý Phi, vốn anh định để Trác Khang hợp tác với chú để chú giúp Trác Khang tẩy trắng quá khứ, sau này kế nhiệm anh. Ngô Bình trầm mặc, quả thực, nếu anh đồng ý giúp Trác Khang thì ông ta sẽ dễ dàng phát tài. Dự án Vịnh Bạch Long kia đã chứng minh điều đó. Từ Quý Phi nói tiếp, em trai, anh vẫn phải theo sát phía Trác Khang nên xin cáo từ trước. Sau khi tiễn Từ Quý Phi đi khỏi đó, Ngô Bình quay lại biệt thự Vịnh Bạch Long.
Nương Tử Di vẫn đang lo lắng chờ đợi. Thấy anh an toàn trở về, cô mới thở phào nhẹ nhõm, lao tới ôm chặt lấy anh. Ngô Bình khẽ vuốt tóc cô, nói, không phải anh đã không sao rồi sao? Anh đánh bại đệ nhất võ thần rồi sao? Cô hỏi. Ngô Bình, đệ nhất võ thần cũng chỉ đến vậy. Nếu không phải đã luyện quyền ý từ trước thì ông ta không chịu nổi 10 đòn. Nương Tử Di trong lòng vô cùng hãnh diện. Người đàn ông lọt vào mắt xanh của cô quả thực không khiến cô thất vọng. Đúng lúc này, Ngô Bình nghe thấy một giọng nói quen thuộc, tôi nói, cậu không nhìn thấy tôi phải không? Ngô Bình ngẩn người, sau đó nhìn thấy ông Hoa. Ông Hoa sang đậu trên chiếc đèn nhìn về phía Ngô Bình bằng ánh mắt đùa cợt. Ông Hoa, sao lại tới đây? Ngô Bình rất ngạc nhiên. Ông Hoa, tôi đi tới địa tiên giới một chuyến. Không ngoài dự đoán, nhà họ Huy sắp xong đời rồi. Cậu chuẩn bị sắp xếp đi Thạch Thành với tôi một chuyến. Ngô Bình, đi Thạch Thành làm gì vậy? Ông Hoa, căn cứ nhà họ Huy là ở đó. Ngày kia, mấy thế lực lớn sẽ liên thủ để hủy diệt nhà họ Huy, cướp tài sản của họ. Đến lúc đó, cậu sẽ thay mặt tôi tham gia hành động. Ngô Bình trợn tròn mắt, tôi tham gia á? Ông Hoa, đương nhiên, việc này rất có ích đối với việc nắm giữ tỉnh ca sau này của cậu. Ngô Bình nhìn ông Hoa hỏi, tại sao tôi lại phải lên nắm quyền ở tỉnh ca chứ? Ông Hoa, nhà họ Huy muốn xây dựng căn cứ ở Cõi Trần. 30 năm trước đã bắt đầu chuẩn bị, gia tộc này có rất nhiều tài lực. Những gia sản này lẽ nào cậu không muốn? Ngô Bình chớp mắt hỏi, vậy lẽ nào những thế lực tham gia cùng chúng ta không muốn? Ông Hoa, bọn họ không muốn. Ngô Bình, có lẽ nhà họ Huy kiểm soát tài sản của họ thông qua một đại lý. Nếu tôi muốn lấy được gia sản của họ thì phải kiểm soát được người nhà họ Huy. Ông Hoa, không sai, cho nên tôi đã giúp cậu tìm ra cách. Cậu có thể chọn một kẻ làm con rối của cậu, sau đó thông qua kẻ đó kiểm soát tài lực của nhà họ Huy ở tỉnh Ca. Ngô Bình, nhà họ Huy này gia sản có bao nhiêu? Ông Hoa, vẫn chưa biết chính xác, đợi khi tấn công vào đó sẽ biết thôi. Ngô Bình nheo mắt lại, những người kia biết thân phận của ông sao? Họ căn cứ vào đâu mà muốn hợp tác cùng ông? Ông Hoa đáp, mấy năm nay không phải tôi chỉ ngồi chơi xơi nước đâu. Ở địa tiên giới có người của tôi. Tình hình cụ thể sau này tôi nói với cậu. Ngô Bình nhún vai đáp, được, tôi không hỏi nữa. Ông Hoa đột nhiên vỗ cánh bay lên, tôi đi làm chút việc, sáng sớm ngày kia sẽ tới tìm cậu. Người trẻ nên sinh hoạt điều độ, không nên quá phóng túng, nếu không sẽ đau nhức toàn thân đấy. Nói rồi ông Hoa bay đi, Nương Tử Di đỏ mặt, nói, chồng à, con vẹt này thông minh thật đấy. Là vẹt anh nuôi sao? Ngô Bình, không phải vẹt thật đâu, đó là một địa tiên đấy. Nương Tử Di kinh ngạc, địa tiên. Lúc này đã là 2 giờ sáng, quả đào đã chín. Ngô Bình và Nương Tử Di ngồi canh bên cây đào chờ quả đào chín. Ngô Bình hiếm khi có thời gian rảnh rỗi như vậy để ở bên Nương Tử Di. Nương Tử Di rất vui, hai người lại dính lấy nhau mãi không dứt. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu lên cây đào tiên, bên ngoài lớp vỏ của quả đào to cỡ nắm đấm đã chuyển sang màu hồng đậm và tỏa ra hương thơm rất dễ chịu. Ngô Bình sáng mắt lên, đào tiên chín rồi. Chương 565, Luân hồi đại kiếp. Anh rón rén hái xuống một trái đào, bổ thành miếng rồi đích thân đút cho Đường Tử Di. Đường Tử Di ăn một miếng đào ngọt như tan ngay trong miệng. Sau đó có một nguồn năng lượng khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái từ dạ dày tản ra khắp cơ thể. Ăn xong một quả đào tiên, Đường Tử Di như thể bị say, cô vùi vào lòng Ngô Bình ngủ ngon lành. Ngô Bình mỉm cười bế cô lên giường. Thơm một cái lên má cô rồi đi hái nốt những trái đào đã chín, bọc vào trong giấy mềm rồi cho vào không gian chữ đồ của chiếc nhẫn. Sau đó, anh bắt xe đến nhà hàng Hoàng Tân ăn cơm rồi đi tới biệt thự Thái Khang. Hiện giờ anh đã cho thuê biệt thự Thái Khang nhưng thỉnh thoảng vẫn phải qua xem xét. Khi anh đến biệt thự Thái Khang thì nhìn thấy Hạ Minh Ngọc đang ở trong vườn hoa, còn Hạ Ninh thì đang chơi đùa với một chú mèo trong sân. Hạ Minh Ngọc nhìn thấy Ngô Bình thì sững người lại, sau đó vô cùng mừng rỡ. Nói tiểu Ngô, cuối cùng cháu cũng xuất hiện rồi. Ngô Bình cười đáp, cô à, thời gian này ở đây cô đã quen chưa? Hạ Minh Ngọc cười đáp, quen rồi, môi trường ở đây vô cùng tốt. Cô và tiểu Ninh đều rất thích. Hạ Ninh cũng ôm con mèo đi tới, hỏi, anh tới để hỏi tôi chuyện giúp anh làm thủ tục thực tập ở bệnh viện sao? Ngô Bình giật mình nhớ ra, đáp, đúng vậy, cô đã hỏi giúp tôi chưa? Hạ Ninh, tôi đã tìm viện trưởng hỏi rồi. Anh có thể tới bất cứ lúc nào. Hiện giờ anh có thể làm một thực tập sinh dưới trướng tôi. Ngô Bình mỉm cười,
anh thực sự cần một số kinh nghiệm thực hành y khoa để hoàn thiện khả năng chữa bệnh của mình. Được, đợi tôi có thời gian sẽ đến bệnh viện tìm cô. Bệnh viện mà Hạ Ninh đang làm việc là bệnh viện trực thuộc Đại học Vân Kinh. Đây là một hệ thống bệnh viện nổi danh toàn quốc, về mọi mặt có thể xếp thứ 5. Ở đây có phòng nghiên cứu đạt tiêu chuẩn quốc tế. Có thể làm thực tập sinh ở đây đối với kỹ thuật y khoa của Ngô Bình rất có lợi. Ngoài ra, Ngô Bình làm vậy còn do có nguyên nhân khác. Hiện giờ anh đang ở giai đoạn khai mở linh khiếu. Theo ghi chép của người đi trước, khi mở ra linh khiếu thứ 3 và linh khiếu thứ 6 thì sẽ bị đổ bệnh, gọi là thoái bệnh. Đến lúc đó cơ thể sẽ vô cùng yếu ớt, thậm chí còn yếu hơn cả người bình thường. Lần thoái bệnh đầu tiên gọi là tiểu thoái bệnh. Tiểu thoái bệnh là một cơn bệnh nặng nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Còn lần thứ hai gọi là đại thoái bệnh, có thể dẫn đến mất mạng, quá trình này vô cùng nguy hiểm. Tiểu thoái bệnh thì thường chục ngày nửa tháng, nếu dài thì là nhiều tháng hoặc nửa năm. Ngô Bình tự tin mình sẽ nhanh chóng mở được linh khiếu thứ 3, đến lúc đó anh sẽ rơi vào tình trạng thoái bệnh. Thứ nhất không thể hành tẩu giang hồ, thứ hai không thể tu luyện, vậy lúc đó anh có thể đến bệnh viện thực tập, nhân cơ hội này nghiên cứu kỹ hơn về kỹ thuật y khoa. Họ nói chuyện vài câu thì Hạ Minh Ngọc mời anh vào nhà, sau đó Hạ Minh Ngọc nhanh chóng đi lên tầng 2 tránh mặt. Là một cô gái thẳng nhưng Hạ Ninh hoàn toàn không hiểu ý đồ của mẹ mình. Đột nhiên cô ấy nói nhỏ, Ngô Bình, chúng ta là bạn bè. Tôi có chuyện này muốn thỉnh giáo anh. Thấy dáng vẻ cẩn trọng của Hạ Ninh, Ngô Bình không khỏi tò mò, là chuyện gì vậy? Hạ Ninh đáp, ở bệnh viện có một người đàn ông đang theo đuổi tôi. Ngô Bình bật cười, có người theo đuổi là chuyện tốt mà. Hạ Ninh khẽ thở dài, hình như tôi bị thiếu năng lực giao tiếp của phái nữ. Hiện giờ anh ta đang theo đuổi tôi nhưng chỉ mấy ngày nữa là sẽ từ bỏ. Hạ Ninh rất xinh đẹp, kỹ năng chuyên ngành cũng tốt, đã từng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng đến cuối cùng đám đàn ông kia đều bỏ cuộc. Cho nên, hiện giờ cô ấy không khỏi lo lắng người này cũng sẽ chạy mất dép. Ngô Bình cảm thấy rất kỳ lạ, cô mà cũng sợ không có người theo đuổi sao. Hạ Ninh vẻ mặt hoang mang đáp, hình như tôi không thích đàn ông. Ngô Bình giật mình hỏi lại, vậy cô thích phụ nữ sao? Hạ Ninh lườm anh một cái, đáp phụ nữ thì càng phiền hơn nữa, còn không cả bằng đàn ông. Ngô Bình bắt đầu thấy thú vị, anh hỏi, cô không thích đàn ông, cũng không thích phụ nữ, vậy cô thích cái gì? Hạ Ninh suy nghĩ một lát rồi đáp, anh nói xem nam nữ ở bên cạnh nhau có ý nghĩa gì? Ngô Bình bị hỏi câu này thì ngẩn người ra. Anh suy nghĩ một lát rồi đáp, có thể khi ở bên nhau thì cảm thấy rất vui vẻ, sau này còn sinh con đẻ cái bồi dưỡng thế hệ mai sau. Hạ Ninh nhún vai đáp, tôi thì không cho rằng như vậy. Nếu như để sinh ra con cháu đời sau thì chỉ cần sinh con là được rồi, cần gì phải ở bên nhau. Còn về vui vẻ thì tôi hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ. Ngô Bình cạn lời, cô gái này hình như đầu óc hơi có vấn đề. Hạ Ninh khẽ thở dài nói, tôi thực sự không muốn yêu đương, cũng không muốn có bạn trai. Ngô Bình đáp, nếu không thích thì không cần miễn cưỡng, cứ từ chối thôi. Hạ Ninh sáng mắt lên, anh cũng cho rằng nên làm vậy sao? Ngô Bình cười đáp, tôi tôn trọng quyết định của cô. Hạ Ninh rất vui vẻ đáp, rất tốt, sau này chúng ta có thể sinh con. Phụt! Ngô Bình phun hết chỗ nước trà trong miệng ra, trợn tròn mắt hỏi, sinh con. Hạ Ninh mặt nghiêm túc, gật đầu, đúng vậy, tôi và anh đều là người rất tài giỏi. Thế giới quan lại giống nhau. Nếu hai chúng ta sinh con thì chắc chắn đứa bé sẽ rất tài giỏi. Có phải não cô bị uống nước rồi không? Ngô Bình gõ đầu Hạ Ninh, sao có thể tùy tiện sinh con như vậy chứ? Hạ Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao không thể tùy tiện sinh con? Không phải sứ mệnh của loài người là tạo ra thế hệ sau hay sao? Ngô Bình không biết phải trả lời thế nào, anh lắc đầu đáp, Hạ Ninh, cô là phụ nữ, phải biết tự trọng. Hạ Ninh hừ một cái rồi đáp, tôi còn chưa từng ngủ với đàn ông. Đây gọi là không tự trọng sao? Ngô Bình cảm thấy Hạ Ninh đầu óc có chút không bình thường nên không kìm được mà mở mắt thấu thị để nhìn xem trong não cô ấy có thực sự có chỗ nào khiếm khuyết hay không. Ai ngờ vừa nhìn vào bên trong thì anh phát hiện ra trong não bộ của cô ấy có ánh sáng màu vàng và một hình nhân nhỏ đang ngủ say. Hình nhân nhỏ này là phiên bản thu nhỏ của Hạ Ninh, giống cô ấy như đúc. Nó đang nhắm mắt giống như một bào thai nằm trong quầng sáng màu vàng trông vô cùng an tĩnh. Luân hồi đại kiếp, Ngô Bình giật mình đứng bật dậy, kinh ngạc thốt ra bốn chữ. Hạ Ninh cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi cái gì mà luân hồi đại kiếp? Ngô Bình lại ngồi xuống nói, không có gì, Hạ Ninh. Lát nữa tôi đưa cô ra ngoài chơi nhé.
Hạ Ninh mình cười đáp, được, hôm nay tôi được nghỉ nên có rất nhiều thời gian. Ngô Bình liền kéo tay cô cùng đi ra khỏi nhà. Lúc này Hạ Minh Ngọc đang mai phục trên tầng 2 nhìn thấy cảnh này thì không khỏi tuét miệng cười. Xem ra đứa con gái ế kinh niên này sắp tống được đi rồi. Ngô Bình lái xe đưa Hạ Ninh đến khu vui chơi giải trí, sau đó cùng cô chơi rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh. Thế nhưng, từ đầu đến cuối, Hạ Ninh đều cực kỳ bình tĩnh, không có chút mảy may sợ hãi. Xem ra suy đoán của mình không sai rồi, Ngô Bình lẩm bẩm. Luân hồi đại kiếp là kiếp nạn mà địa tiên cấp 6 phải trải qua. Trong kiếp nạn này, cả cơ thể và ý thức của địa tiên đều rơi vào vòng luân hồi. Trong quá trình luân hồi sẽ có rất nhiều nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng, hoặc có thể mất toàn bộ tu vi. Nhưng một khi thành công vượt qua kiếp nạn thì sẽ trở thành địa tiên cấp 7, chính là địa tiên cấp cao nhất. Hạ Ninh kiếp trước chính là một địa tiên cấp 6. Địa tiên cấp 6 còn gọi là cảnh giới trường sinh. Đến được cảnh giới này, có thể coi như trường sinh bất lão, trở thành lão tổ tông trong giới địa tiên. Địa tiên cảnh giới trường sinh thường có hiểu biết cao thâm, trí khôn vượt bậc và có tu vi vượt xa, hoàn toàn áp đảo tất cả các địa tiên cấp dưới. Lúc này Ngô Bình mới hỏi, từ nhỏ đến lớn từng có ai cực kỳ đặc biệt quan tâm, đặc biệt tốt với cô chưa? Hạ Ninh chớp chớp mắt, nói, đặc biệt tốt với tôi sao? Hình như là có, trước khi tôi được 5 tuổi, cô chú Chu hàng xóm cực kỳ tốt với tôi. Nhưng sau này, họ đã chuyển đi nơi khác, từ đó tôi không gặp lại họ nữa. Ngô Bình thở dài, thì ra người bảo vệ của Hạ Ninh đã chết rồi. Theo như anh được biết, trước khi rơi vào luân hồi thì địa tiên cấp 6 sẽ sắp xếp trước một vài người bảo vệ mình. Thế nhưng theo như quan sát của anh thì xung quanh Hạ Ninh không có người bảo vệ. Như vậy chỉ có thể có một khả năng, chính là người bảo vệ của cô ấy đã chết rồi. Chương 566, Đào Tiên trưởng thành. Không có người bảo vệ nghĩa là khả năng Hạ Ni vượt qua kiếp nạn là rất nhỏ, vì yêu ma quỷ quái sẽ gây phiền toái cho cô ấy, khiến cô ấy xui xẻo, cuối cùng sẽ trải qua một cuộc sống bi thảm và chết trong đau thương. Ngô Bình nhìn thấy đỉnh đầu Hạ Ninh có mây đen che phủ, điều này có nghĩa là sắp có chuyện không may xảy đến với cô ấy. Đã ở cảnh giới địa tiên tầng thứ 6 rồi mà chết thì uổng quá, Ngô Bình thầm nghĩ, mình phải tìm cách gì đó để bảo vệ cô ấy mới được. Nghĩ thế, anh lập tức cười nói, Hạ Ninh, thật ra có bạn trai cũng hay mà, anh ta sẽ quan tâm, mua đồ ăn ngon và quần áo đẹp cho cô. Khi cô buồn, anh ta sẽ ở bên cạnh chọc cho cô vui. Hạ Ninh cười nói, anh đang khuyên tôi kiếm bạn trai đấy à? Ngô Bình, không phải là khuyên, là tôi gợi ý thôi. Hay từ giờ trở đi, tôi sẽ thử làm bạn trai của cô, để cô trải nghiệm những lợi ích khi có bạn trai nhé. Hạ Ninh sáng mắt lên, được đấy. Ngô Bình nào muốn làm bạn trai cô ấy, anh chỉ kiếm một cái cớ để tiếp cận cô ấy, tiện cho việc bảo vệ thôi. Ngô Bình điều chỉnh lại cảm xúc rồi hắng giọng nói, thế bắt đầu luôn nhé. Hạ Ninh chớp mắt nói, ok. Ngô Bình vòng tay qua eo Hạ Ninh, sau đó ôm cô ấy vào lòng rồi hỏi, em thích mẫu bạn trai tính cách thế nào, tổng tài bá đạo, hay nhân vật phản diện hung ác, vương gia lạnh lùng hay cao thủ võ lâm, hay kiểu dịu dàng ấm áp, chọn chế độ đi. Hạ Ninh phì cười nói, má ơi, có nhiều nhân vật để chọn thế cơ à? Được, thử vai tổng tài bá đạo trước đi. Cô ấy vừa nói dứt câu thì cả hai cùng cười phá lên. Buổi trưa, Ngô Bình dẫn Hạ Ninh đến Hoàng Tân Lầu ăn trưa, buổi chiều lại tháp tùng cô ấy đi xem kịch nói và trượt tuyết. Tối đến thì cả hai đi tới càn quét ở con phố ăn vặt, ăn no căng bụng rồi lại đi chơi. Chờ khi về tới Sơn Trang Thái Khang thì đã 11 giờ đêm. Hạ Minh Ngọc thấy muộn vậy rồi mà Ngô Bình vẫn đưa Hạ Ninh về nhà thì tỏ ra vô cùng thất vọng, bà ấy nói với Ngô Bình, tiểu Ngô, mai này mà muộn rồi thì hai đứa thuê phòng ở ngoài luôn đi. Ngô Bình về rồi, Hạ Ninh nằm trên giường mà khóe miệng vẫn mỉm cười. Hôm nay, cô ấy thấy rất vui và thoải mái. Từ nhỏ tới lớn, đây là ngày đầu tiên mà cô ấy vui như vậy. Hạ Ninh thầm nghĩ có một người bạn trai cũng tuyệt đấy chứ. Về phía Ngô Bình, anh cũng đã về ngôi nhà ở Vịnh Bạch Long. Đúng như anh đoán, Đường Tử Di đã ngủ, hiệu quả của đào tiên rất mạnh, ít nhất cô ấy sẽ ngủ đến sáng mai mới tỉnh được. Anh không gọi Đường Tử Di dậy, mà dùng chân khí thuần dương để xoa bóp cho cô ấy, giúp cô ấy hấp thu hết công hiệu của đào tiên. Đào tiên sẽ làm tăng lực sinh mạng cho Đường Tử Di, ngoài ra còn giúp thể chất tốt hơn như được thay da đổi thịt. Ngô Bình massage cho Đường Tử Di một lát rồi hỏi Đào Tiên, khi nào thì mày mới kết trái hả? Đào Tiên, tháng sau, giờ trời lạnh quá, mà cũng sắp hết năm rồi nên tôi không tiện kết trái.
Ngô Bình gật đầu, thế đành đợi thêm vậy. Anh đang chuẩn bị đi ngủ thì Diệp Huyền báo đã gửi 10 tỷ của nhà họ Tả vào tài khoản của Ngô Bình. Nhà họ Tả đã nhiều lần đắc tội với Ngô Bình, giờ mất tiền cũng đáng. Thật ra, Diệp Huyền đã nhận được số tiền này lâu rồi, nhưng đó là khoản bất minh nên cần vài thao tác mới chuyển cho Ngô Bình được. Nhận được tiền xong, Ngô Bình chợt nhớ đến Bao Thái ở Thạch Thành. Anh từng hạ ám thủ trong người ông ta, rồi bắt ông ta nộp 3 tỷ. Từ đó trở đi, Bao Thái như lặn mất tăm, điều này khiến anh thấy hơi lạ. Mai đến Thạch Thành, mình phải đi nghe ngóng mới được, Ngô Bình lẩm bẩm. Sáng hôm sau, Đường Tử Di đã tỉnh lại, cô ấy phát hiện ra mình có một lớp da chết màu đen, dính trên người rất khó chịu, đã thế còn có mùi khó ngửi. Cô ấy hét lên rồi vội vàng chạy vào nhà tắm. Ngô Bình, Tử Di, đó là tạp chất đào thải từ trong cơ thể em ra, không sao đâu. Anh vừa nói dứt câu thì ông Hoa bay từ ngoài cửa sổ vào, sau đó đậu trên vai Ngô Bình rồi nói, chúng ta xuất phát thôi, đến Thạch Thành. Ngô Bình, được. Anh chào Đường Tử Di rồi phóng xe đến Thạch Thành. Anh vừa lái xe vừa hỏi, ông từ Đường Môn tới, thế bên đó có chuyện gì không? Ông Hoa, không, nhưng Đường Môn loạn lắm, sau này cậu phải cẩn thận đấy. Ngô Bình gật đầu, đúng là Đường Môn khó mà bình yên được. Đường Môn mà có thể tiến vào địa tiên giới thì sẽ không xảy ra những chuyện như vậy đâu, tiếc thật. Ngô Bình hỏi, vào địa tiên giới ư? Ông Hoa, với thực lực của Đường Môn thì hoàn toàn có thể vào được, sau đó chiếm đóng luôn mà. Nhưng vào kiểu gì, Ngô Bình hỏi. Ông Hoa, nếu có một tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3 hoặc 3 tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 2 trấn thủ là vào được thôi. Nghe thấy tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3, Ngô Bình nghĩ ngay đến bạn của Lạc Trường Sinh, lẽ ra anh sẽ chữa bệnh cho ông ấy, nhưng do bận nhiều việc nên giờ vẫn chưa gặp được. Vì thế, anh gọi ngay cho Lạc Trường Sinh, trước để hỏi thăm về người nhà mình, biết mọi người đang chơi vui vẻ bên Đông Doanh thì mới hỏi tiếp, ông Lạc. Bảo bạn ông gọi cho tôi đi, tôi đang ở Thạch Thành. Lạc Trường Sinh, vâng, để tôi gọi ông ấy luôn. Ngô Bình, mọi người định chơi ở Đông Doanh thêm mấy hôm nữa. Lạc Trường Sinh, xem chừng phải một tuần nữa, cô Mi đang chơi vui lắm. Ngô Bình, được, nếu rảnh thì tôi sẽ sang đó. Hơn một tiếng sau, xe của Ngô Bình đã đến Thạch Thành, anh đi thẳng đến nhà của mình ở phố Lệ Thủy. Anh vừa đỗ xe xong thì thấy có hai người ở phía đối diện đi tới, họ đều có tu vi ở cảnh giới luyện khí. Một người trong đó mặc đồ thể thao, đang mỉm cười rồi đưa cho Ngô Bình một điếu thuốc, hỏi anh bạn, cho tôi hỏi thăm một chút. Ngô Bình nhận lấy điếu thuốc, anh hỏi thăm ai? Anh ta chỉ vào nhà Hạ Lam rồi hỏi, chủ cũ của nhà này đi đâu rồi? Ngô Bình biết người này có khả năng thuộc Hắc Thiên Giáo nên đáp, tôi không hay ở nhà nên cũng không rõ. Người đó gật đầu, à, tôi đã mua lại căn nhà này rồi, sau này chúng ta sẽ là hàng xóm, có gì giúp đỡ nhau nhé. Ngô Bình, được, rảnh tôi sẽ sang chơi. Nói rồi, hai người ấy bỏ đi. Ngô Bình rất muốn đi theo để điều tra, nhưng hôm nay anh còn có việc quan trọng cần làm nên tạm gác chuyện này lại. Ngô Bình vào phòng rồi hỏi ông Hoa, khi nào hành động. Ông Hoa, chờ trời tối, cậu hãy làm mồi rồi nhử chủ lực của nhà họ Huy tới, sau đó mình diệt cả hội luôn. Ngô Bình hừ nói, ông bảo tôi làm mồi nhử à? Ông Hoa, nhà họ Huy ở xa đây lắm, họ phải phát hiện ra cậu thì mới có động lực mà phi đến chứ. Với thực lực của cậu thì cậu chủ nhà đó không đấu lại được, nên chắc chắn sẽ phải nhờ một cao thủ tới. Chỉ cần họ thò mặt đến là mình thành công được một nửa rồi. Ngô Bình, sau đó thì sao? Ông Hoa, nhà họ Huy sẽ xong đời. Vì đến tối mới hành động nên Ngô Bình bắt đầu tu luyện cách hít thở, chuẩn bị đả thông linh khiếu thứ hai. Lần này, anh lựa chọn linh lực ất mộc để thực hiện. Linh khiếu thứ hai ở đùi phải và gan. Hai tiếng sau, chờ khi gom đủ linh lực ất mộc, Ngô Bình bắt đầu đả thông phần này, một lần, hai lần rồi ba lần. Sau vài lần không thành công, anh liên tục đổi cách, khiến linh lực ất mộc ngưng tụ thành hình cây châm, sau đó thử đâm rách vách ngoài của linh khiếu. Lại một tiếng đồng hồ nữa trôi qua, có một tiếng hét vang lên, ông Hoa đang phơi nắng trên sân thượng giật bắn mình. Cả căn nhà như rung lên. Chương 567, linh lực ất mộc. Ông Hoa vội vàng bay xuống phòng Ngô Bình thì thấy anh vẫn đang tu luyện, khí tức trong cơ thể rất khủng bố. Ngô Bình không rảnh để nói chuyện với ông Hoa, linh khiếu của anh đã bị linh lực ất mộc đồng hóa. Sau khi chân khí tiến vào linh khiếu thì đã có tính chất đặc biệt của linh lực ất mộc.
Linh lực ất mộc và tiên lực thuần dương không gây cản trở cho nhau, mà việc ai nấy làm. Ngô Bình có thể phóng ra chân khí thuần dương riêng, hoặc chân khí ất mộc riêng. Cuối cùng cũng thành công rồi, anh mỉm cười rồi mở mắt ra. Lúc này, chợt có người gõ cửa bên ngoài. Ngô Bình đi xuống dưới tầng mở cửa, người gõ chữ chính là hai người mới chuyển đến. Người mặc đồ thể thao cười nói, anh bạn, ông chủ nhà tôi muốn gặp anh. Ngô Bình thờ ơ nói, muốn gặp tôi thì đến đây. Người đó cau mày rồi nói, anh bạn, ông chủ tôi có thân phận cao quý, anh đừng làm căng. Bụp, Ngô Bình bực mình rồi đá bay tên đó, sau đó nói với một tên khác, bảo chủ các người đến đây gặp tôi. Tên còn lại hoảng hốt, lập tức chạy đi, mặc kệ đồng bọn của mình. Không lâu sau, cửa nhà Ngô Bình mở ra, có ba người đi vào. Sau khi nhìn thấy nhau, cả Ngô Bình và những người đó đều ngẩn ra. Người đó chính là Trương Tây Linh của Hắc Thiên Giáo. Ông ta đã mất một cánh tay, mặt mày trông cũng già nua hơn. Là cậu ư? Trương Tây Linh bối rối, hóa ra cậu chưa chết. Lần trước khi đi vào mộ của Bình Loạn Hầu, Trương Tây Linh đã làm kinh động tới thiên thi và bị tổn thất nặng nề. Đi theo Trương Tây Linh là Hòa Thượng Suraya và Thiên Độc Ngọc Tử. Thiên Độc Ngọc Tử mất một nửa bên chân, còn Hòa Thượng Suraya thì chột một mắt. Ngô Bình cười nói, lâu rồi không gặp ông Trương. Thiên Độc Ngọc Tử cười lạnh nói, thằng kia, mày chưa chết cơ à? Nói mau, có phải hôm đó mày đã phát hiện ra điều gì trong mộ cổ không? Lần đó, Ngô Bình và Thiên Độc Ngọc Tử có xích mích với nhau, hắn nói những lời khó nghe, còn Ngô Bình đã thề sẽ giết hắn trong vòng một năm. Anh cười nói, Thiên Độc Ngọc Tử, bảo sao mà anh không cao lên được, tâm tư đè nặng lên đầu rồi còn đâu? Thiên Độc Ngọc Tử nổi điên, mày thích chết à? Hắn lấy đà bằng một chân rồi tấn công Ngô Bình, trong ấn tượng của hắn, Ngô Bình chỉ là một tu sĩ cảnh giới thần, còn hắn đã ở cảnh giới nhân tiên nên muốn giết anh thì cực kỳ đơn giản. Vì thế, hắn rất coi thường Ngô Bình. Trương Tây Linh không ngăn cản, ông ta cũng hoài nghi Ngô Bình đã cố tình trốn mất vào hôm đó. Thấy Thiên Độc Ngọc Tử ra tay với mình, Ngô Bình hừ lạnh rồi thi triển tinh huy để phản công. Hai trưởng pháo va chạm, một tiếng động vang lên, cổ tay và xương cánh tay của Thiên Độc Ngọc Tử đã gãy. Hắn la hét thảm thương rồi bay lùi lại. Trương Tây Linh giơ tay đỡ lấy lưng hắn, sau đó lạnh lùng nói, mới mấy tháng không gặp mà cậu đã đột phá lên cảnh giới nhân tiên rồi. Ngô Bình rút kiếm Hắc Long ra rồi lạnh giọng nói, ông Trương, hôm nay tôi phải giết Thiên Độc Ngọc Tử, ông tránh ra. Trương Tây Linh cười lạnh, cậu định giết người của tôi ngay trước mặt tôi ư? Cậu mới ở cảnh giới nhân tiên thôi, lấy đâu ra tư cách ra lệnh cho tu sĩ địa tiên hả? Tu sĩ địa tiên thì giỏi lắm chắc, ông hoa bay ra rồi đậu lên vai Ngô Bình rồi nói với anh, lấy thẻ gỗ mun ra lòe họ đi. Ngô Bình nghe thấy thế thì làm theo ngay. Nhìn thấy tấm thẻ đó, Trương Tây Linh biến sắc mặt rồi hỏi, cậu là truyền nhân của Vu Bà Bà ư? Ngô Bình lập tức mạnh dạn nói, không liên quan đến ông. Tránh ra, để tôi giết Thiên Độc Ngọc Tử. Trương Tây Linh cau mày, Ngô Bình, dù cậu là người của Vu Bà Bà, nhưng cũng không được ức hiếp Hắc Thiên Giáo. Cậu muốn giết Thiên Độc Ngọc Tử thì phải bước qua xác tôi đã. Ngô Bình cười lạnh, được thôi, đao kiếm vô tình, ông cẩn thận đấy. Dứt lời, anh vung kiếm lên chém Thiên Độc Ngọc Tử. Trương Tây Linh hét lên rồi lao tới tấn công Ngô Bình. Ngô Bình không hề hoảng sợ, anh dốc toàn lực tấn công. Chiếc bao tay ẩn dưới lớp áp đánh lên tay của Trương Tây Linh, làm tay ông ta đau nhói, sau đó bay ra xa. Vèo! Trương Tây Linh lùi bước. Thiên Độc Ngọc Tử thấy có một đường kiếm màu đen ập xuống đầu thì hét lên, sau đó vô thức giơ tay lên đỡ rồi lùi lại. Nhưng không kịp nữa rồi, vì tốc độ của Ngô Bình nhanh hơn hắn nhiều. Chỉ thấy một đường kiếm màu đen lóe lên, đầu người rơi xuống đất, mắt vẫn đang trợn trừng, chết rồi mà vẫn còn vẻ hoảng sợ và không cam tâm. Thi thể mất đầu của Thiên Độc Ngọc Tử đứng như trời trồng, một lát sau mới đổ xuống. Cậu, Trương Tây Linh không cứu viện kịp nên vừa tức vừa ngạc nhiên. Ngô Bình thu kiếm lại rồi nói với Trương Tây Linh, Trương Tây Linh, nếu ông muốn trả thù cho hắn thì tốt nhất hãy ra tay luôn đi. Trương Tây Linh hít sâu một hơi rồi nói thôi, người đã bị cậu giết rồi, tôi ra tay còn làm gì được nữa. Không phải Trương Tây Linh không muốn ra tay, mà vì cảm thấy Ngô Bình rất khủng khiếp. Ban nãy, ông ta đã dồn hết sức vào một trường, không ngờ vẫn bị đánh bay. Không biết tên này giờ mạnh đến mức nào rồi nữa. Huống hồ. Ông ta cũng không muốn đắc tội với Vu Bà Bà. Bà ấy là cao nhân cảnh giới địa tiên tầng thứ tư, ông ta không dây vào được.
Ngô Bình, nếu ông không ra tay thì mời về cho. Trương Tây Linh sầm mặt rồi quay người bỏ đi. Hòa thượng Suraya bê thi thể của Thiên Độc Ngọc Tử rồi lặng lẽ đi theo. Ông Hoa nói, nếu tôi là cậu thì đã giết cả ba luôn rồi. Ngô Bình lắc đầu, dẫu sao Trương Tây Linh cũng là cao thủ cảnh giới địa tiên, hơn nữa vẫn còn thủ pháp chưa thi triển. Nếu phải liều mạng, tôi cũng khó mà giết được ông ta, vớ vẩn còn bị thương ấy chứ. Ông Hoa, đám này tự nhiên xuất hiện ở đây, kiểu gì cũng có chuyện. Ngô Bình, chỉ cần đừng chọc vào tôi là được. Anh tiếp tục tu luyện, linh lực ất mộc chảy khắp cơ thể. Hiệu quả của nó tốt hơn tiên lực thuần dương nên giúp ích cho cơ thể nhiều hơn. Điều kỳ diệu nhất là sức mạnh này phù hợp để luyện đan. Không biết trời đã tối từ bao giờ, Ngô Bình chuẩn bị đến buổi đấu giá ngầm của Thạch Thành. Tối nay, cậu chủ của nhà họ Huy là Huy Thụy Trạch cũng sẽ tới tham gia. Nếu Ngô Bình cũng xuất hiện ở buổi đấu giá, chắc chắn Huy Thụy Trạch sẽ ra tay với anh, mà nếu thế thì kế hoạch của anh thành công một nửa rồi. Ông Hoa nói cho Ngô Bình biết đồ trong buổi đấu giá này đều có giá trên trời nên cực kỳ quý hiếm. Mỗi năm chỉ tổ chức một lần, mỗi lần có 10 món. Ngô Bình lái xe đến một nông trường ở ngoại ô tên là Khẩn Lợi. Nông trường này khá lâu đời rồi, diện tích canh tác khoảng 100 mẫu. Ngô Bình lái xe vào bãi đậu xe, sau đó đi vào trong. Qua một cánh cửa lớn, anh lấy thiệp mời ra, vì phải có thiệp thì mới được vào. Anh vừa vào trong đã có người ra dẫn đường, đi thêm vài trăm mét thì họ tiến vào một căn phòng kính rất rộng. Phòng này có diện tích hơn 1.000 mét vuông, nóc nhà bằng thủy tinh. Sàn trong nhà kính được lát bằng gỗ và thảm lông dê, hai bên tường treo tranh sơn dầu, trần nhà có đèn sáng chói. Ngô Bình đi thêm một lát thì nhìn thấy những người tham gia buổi đấu giá lần này. Cạnh đó là tiệc tự phục vụ, thích ăn gì thì lấy. Còn nhiều nhân viên phục vụ đang đi qua đi lại. Ngô Bình vừa liếc nhìn đã thấy một người quen là Đào Như Tuyết. Cô ấy đang nói chuyện với mấy người khác, đột nhiên cảm nhận được ánh mắt của Ngô Bình nên cô ấy vui mừng rồi đi tới. Ngô Bình, anh cũng đến đây à, cô ấy hỏi. Chương 568, quỷ trùng ăn não. Ngô Bình cũng cảm thấy ngạc nhiên, nói, thì anh đến tham gia buổi đấu giá thôi, em cũng thế à. Đào Như Tuyết gật đầu, buổi đấu giá hôm nay có một cây linh chi nghìn năm, em rất thích. Những người khác cũng đi về phía họ, một người thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi mặc vest cười nói, Như Tuyết, giới thiệu một chút chứ nhỉ. Đào Như Tuyết nói, à, giới thiệu với mọi người, đây là Ngô Bình bạn học kiêm bạn thân của tôi. Ngô Bình, đây là Vương Thận, đối tác của em. Vương Thận cười nói, không biết anh Ngô làm trong ngành nào. Vương Thận không phải người trong giới tu hành, vì thế không biết năng lực của Ngô Bình. Ngô Bình đáp, tôi là bác sĩ. Ra là bác sĩ, được đấy. Anh còn trẻ thế này, chắc mới tốt nghiệp hả? Nhà chúng tôi cũng đầu tư vào nhiều bệnh viện, nếu anh có hứng thú thì tôi có thể xếp công việc cho, Vương Thận nói với giọng rất kiêu ngạo. Đào Như Tuyết cười nói, Ngô Bình là một thần y nức tiếng xa gần, bệnh của tôi trước kia cũng do anh ấy chữa khỏi. Thấy Đào Như Tuyết tâng bốc Ngô Bình như vậy, Vương Thận cảm thấy không vui, gần đây anh ta đang theo đuổi Đào Như Tuyết. Nhà họ Vương chủ yếu kinh doanh dược phẩm và dụng cụ y tế, nếu hai nhà bắt tay với nhau thì sẽ cùng phát triển vững mạnh. Nửa năm trở lại đây, tập đoàn Miêu Dược của nhà họ Đào phát triển nhanh chóng mặt, mức doanh thu trong năm phải đạt tới 150 tỷ, lợi nhuận phải đến 30 tỷ. Giá cổ phần của Miêu Dược cũng tăng chóng mặt, tăng từ hơn 200 tỷ lên hơn 500 tỷ rồi. Ngoài ra, theo thông báo của họ thì sang năm, mức doanh thu của họ phải đạt 200 tỷ, lợi nhuận tăng lên thành 40 tỷ. Đến lúc ấy, giá trị của Miêu Dược sẽ tăng vọt. Vương Thận không hề biết Miêu Dược phát triển được như vậy là nhờ Ngô Bình, anh đã giao cho Đào Như Tuyết làm đại lý loại thuốc mới, sau đó giới thiệu cho nhà họ Thiệu, để hai nhà cùng hợp tác. Chờ khi loại thuốc bổ gan mới ra, anh sẽ lại cho Đào Như Tuyết đẩy mạnh tiêu thụ tiếp. Vương Thận phát hiện Đào Như Tuyết có thái độ rất thân thiết với Ngô Bình, đây không phải chuyện tốt với anh ta nên lập tức nói, thế ư. Trùng hợp quá, tôi cũng quen một bác sĩ nổi tiếng, ông ấy cũng đang ở đây, để tôi giới thiệu cho hai người làm quen nhé. Không chờ Ngô Bình đồng ý, Vương Thận đã đi tới vẫy tay với một người đàn ông trung niên rồi cười nói, thần y Vạn. Người đàn ông cười đáp, cậu Vương, tôi cũng đang tìm cậu đây. Vương Thận, thần y Vạn, tôi vừa gặp một tiểu thần y, cùng ngành với ông đấy. Người này chính là Vạn Phùng Xuân, Ngô Bình đã nghe danh của ông ta từ lâu, hai người cũng đã từng gặp mặt. Vạn Phùng Xuân trông chỉ như mới ngoài 40, ông ta để ba chòm râu,
dáng người không cao, đầu nhọn, mặt dài, mắt híp. Khi ông ta nhìn thấy Ngô Bình thì chợt xứng người rồi thốt lên, là cậu ư. Lần trước, ông ta đã thua Ngô Bình về y thuật và mất cái túi xanh nên giờ vẫn hận anh thấu xương. Nay gặp lại, ông ta lập tức thấy lo, thậm chí là hoảng sợ. Ngô Bình cười híp mắt nhìn ông ta rồi nói, ông Vạn, lâu lắm mới gặp. Vạn Phùng Xuân cười gượng, thần y Ngô, lâu không gặp cậu, giờ vẫn ổn chứ? Ngô Bình, ổn lắm, ông thì sao, nói rồi, anh quan sát ông ta một lượt xem còn vật quý nào khác không? Vạn Phùng Xuân căng thẳng nên nụ cười cứ cứng dần. Ngô Bình chợt túm lấy tay Vạn Phùng Xuân, ông ta chỉ thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ tiến vào cơ thể mình, cậu ở cảnh giới nhân tiên rồi ư? Vương Thận nghệt mặt ra, gì cơ? Sao một thần y nổi tiếng như Vạn Phùng Xuân lại phải khúm núm với Ngô Bình thế? Lẽ nào anh đúng là thần y thật? Ngô Bình cau mày, anh vừa kiểm tra người Vạn Phùng Xuân một lượt thì phát hiện ông ta có vấn đề, có một luồng sức mạnh kỳ lạ đang vây quanh não bộ của ông ta. Anh hỏi, ông Vạn, đầu ông có vấn đề à? Nếu là người khác thì Vạn Phùng Xuân đã nổi đóa rồi chửi thẳng mặt rồi, nhưng đây lại là Ngô Bình nên ông ta chợt mừng rỡ rồi hỏi cậu phát hiện ra ư? Ngô Bình tò mò hỏi, trong đầu ông có thứ gì thế? Vạn Phùng Xuân vội kéo anh ra một chỗ rồi thì thầm, thần y Ngô, xin cậu hãy cứu tôi. Ngô Bình, thì ông phải kể tình trạng cho tôi nghe đã, không thì tôi biết cứu kiểu gì, ông lại làm trò thất đức gì đúng không? Vạn Phùng Xuân cười trừ rồi kể lại mọi chuyện. Tháng trước, Vạn Phùng Xuân gặp một bệnh nhân mắc bệnh lạ, người đó luôn miệng kêu đau đầu. Sau khi bắt mạch, ông ta phát hiện trong đầu người có một con ký sinh trùng. Vì thế, ông ta đã dùng thuật châm cứu và thuốc để dụ nó ra. Con trùng ấy dài nửa mét, mảnh như sợi tơ, nó vừa chui ra đã bay lên, sau đó nhảy vào mắt trái của Vạn Phùng Xuân, sau đó chui vào trong đầu ông ta. Vạn Phùng Xuân sợ hết hồn, vội vàng dùng cách ban nãy để dụ nó ra, nhưng không có tác dụng. Từ đó, ngày nào ông ta cũng bị đau đầu, sống không bằng chết. Hôm nay, ông ta đến buổi đấu giá với hy vọng mua được ít dược liệu quý để xử con ký sinh trùng ấy. Ngô Bình nghe xong thì cười nói, ông xui rồi, đến ký sinh trùng thời tiền sử mà cũng gặp. Vạn Phùng Xuân trợn tròn mắt, cậu biết nó à? Ngô Bình gật đầu, nó tên là quỷ trùng ăn não, vô hình vô chất nên rất khó chữa. Khi ông chữa trị cho bệnh nhân, nó cố ý chui ra để chuyển sang đầu ông đấy, vì tu vi của ông cao hơn nên não sẽ ngon hơn. Vạn Phùng Xuân muốn bật khóc, thần y Ngô, xin cậu hãy cứu tôi. Ngô Bình nói, cũng được thôi, nhưng tôi nghe nói phí chữa bệnh của ông cao lắm. Mà y thuật của tôi lại cao siêu hơn ông nên phí chữa bệnh cũng không thấp đâu. Vạn Phùng Xuân vội nói, được, bao nhiêu cũng được. Ngô Bình, rồi, chờ đấu giá xong rồi tôi xem cho. Vạn Phùng Xuân thở phào một hơi, bao thù hằn trước kia với Ngô Bình đã bay hết sạch, ông ta cười nói, thần y Ngô. Trước kia tôi có mắt như mù, cậu bỏ qua cho tôi nhé. Sau này, nếu tôi gặp bệnh khó chữa thì sẽ giới thiệu cho cậu. Ngô Bình một tiếng, ông Vạn, hôm nay ông đang nhắm đến loại dược liệu nào? Vạn Phùng Xuân lập tức lấy một tờ danh sách ra, bên trên có liệt kê các sản phẩm trong buổi đấu giá, Ngô Bình đọc qua rồi nói có ba linh dược cơ à? Vạn Phùng Xuân gật đầu, tôi đang định đấu giá thủy tinh địa tâm, nó thuần dương nên chắc xử lý được con quỷ trùng ăn não. Ngô Bình, ông nghĩ đúng đấy, nhưng trong thủy tinh chứa nguyên lực địa hỏa nên ông không điều khiển được đâu. Vớ vẩn còn tự thiêu đấy. Vạn Phùng Xuân cười trừ, tại không còn cách nào khác nên tôi phải liều thôi, giờ có cậu giúp tôi rồi thì tôi không phải mạo hiểm nữa. Ngô Bình, thế này đi, ông hãy đấu giá món đó cho tôi, coi như phí chữa bệnh. Vạn Phùng Xuân mừng rỡ, được, cứ để tôi. Vương Thận đứng ở phía xa thấy Vạn Phùng Xuân cung kính theo đuôi Ngô Bình mà phát chán. Anh ta thấy mình như đang nằm mơ vậy. Anh ta hỏi Đào Như Tuyết, Như Tuyết, rốt cuộc anh bạn của em có lai lịch thế nào? Đào Như Tuyết hiểu ý của Vương Thận nên đáp, anh không nghe thấy Vạn Phùng Xuân nói gì sao? Anh ấy ở cảnh giới nhân tiên rồi. Vương Thận, nhân tiên gì cơ? Đào Như Tuyết không giải thích mà nói, y thuật của anh ấy hơn Vạn Phùng Xuân nhiều. Vương Thận trầm mặc, nhờ tài y thuật phi phàm mà Vạn Phùng Xuân trở thành y vương của tỉnh Nam Ngũ. Vậy mà Ngô Bình còn giỏi hơn ông ta, rốt cuộc anh tài năng đến mức nào? Chương 569, Chi Nhân Chi Mã. Lúc này, trên sân khấu chợt vang lên tiếng nói. Thưa các quý vị khách quý, buổi đấu giá Kim Thụy mỗi năm diễn ra một lần chuẩn bị bắt đầu, mời quý vị ổn định chỗ ngồi. Các quan khách lập tức về chỗ, để chờ buổi đấu giá diễn ra.
Đào Như Tuyết ngồi cạnh Ngô Bình rồi cười nói, cách đây không lâu, em gọi cho anh mà anh bơ em nhé. Ngô Bình ngạc nhiên nói, mấy tháng anh không lên mạng rồi, có chuyện gì thì phải gọi thẳng cho anh chứ. Đào Như Tuyết, anh là đàn ông cơ mà, lẽ ra phải chủ động gọi cho em chứ. Ngô Bình mỉm cười rồi nói sang chuyện khác, Như Tuyết, tối nay em định mua linh chi hả? Đào Như Tuyết lấy danh sách đấu giá ra rồi nói, nó đây, là linh chi nghìn năm đấy. Ngô Bình gật đầu, để anh nhìn hộ em xem có giá trị thật không nhé. Vạn Phùng Xuân cũng ngồi cạnh Ngô Bình, ông ta cười nói, thần y Ngô, cậu có ưng món nào chưa? Ngô Bình liếc nhìn danh sách rồi nói, sản phẩm đấu giá thứ hai là một viên thiên thạch, tôi đang chờ xem thế nào. Còn có món thứ 9 là cái tổ trùng đóng băng nữa. Vạn Phùng Xuân nói, thần y Ngô đã nhắm đến thì chắc chắn không phải vật tầm thường. Loáng cái, người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu, đó là một ông lão, ông ấy cười nói, thưa các vị, sản phẩm đấu giá đều tiên chuẩn bị xuất hiện rồi, mọi người chuẩn bị đi ạ. Mọi người đều nhao lên nhìn lên sân khấu, ngay sau đó đã nhìn thấy một cây linh chi lớn đang người đẩy ra. Người dẫn chương trình, đây là một cây linh chi nghìn năm. Sinh trưởng trên núi tuyết có độ cao hơn 6.000 mét, giá trị dược tính không thể đoán được, mỗi lần tăng giá ít nhất là 500 triệu. Ngô Bình nhìn từ xa đã thấy trong cây linh chi này có hai lỗ thủng to như quả bóng bàn, trong đó có chưa một hình người và một hình ngựa. Chi nhân chi mã. Tim Ngô Bình đập như đánh trống, anh nói với Đào Như Tuyết, em nhường anh cây linh chi này nhé. Bao giờ về, anh sẽ bù cho em một củ sâm vương. Đào Như Tuyết sáng mắt lên nói, anh có sâm vương à? Ngô Bình, sâm vương nhị phẩm hẳn hoi, anh mua mất 15 tỷ đấy. Đào Như Tuyết cười nói, thế thì em ngại lắm, cây linh chi này sao sánh bằng củ nhân sâm ấy được? Ngô Bình, cứ dùng được là được. Loáng cái, bên dưới đã có người trả giá. Tôi trả 5 tỷ, người đó ngồi ở hàng ghế đầu. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy đó là Huy Thụy Trạch của nhà họ Huy. Ngay sau đó đã có người khác trả 6 tỷ. Tiếp đó giá cứ tăng lên vù vù lên 8 tỷ. Giá này là vừa tầm với một cây linh chi nghìn năm rồi nên chỉ còn lại hai người cạnh tranh với nhau. 8 tỷ rưỡi, Ngô Bình bắt đầu tham gia. Huy Thụy Trạch ngoái lại nhìn, khi thấy là Ngô Bình thì anh ta tỏ vẻ lạnh lùng rồi lên tiếng, 9 tỷ. Người đang cạnh tranh với Huy Thụy Trạch nghe thấy giá này thì bỏ cuộc luôn. Ngô Bình, 10 tỷ, anh cố ý tăng hẳn 1 tỷ, mục đích là kích động Huy Thụy Trạch. Anh ta cau mày. Thật ra anh ta cũng không quá cần cây linh chi này, nhưng thái độ của Ngô Bình khiến anh ta rất bực mình nên lạnh giọng nói, 11 tỷ. Ngô Bình, 12 tỷ. Huy Thụy Trạch quay lại rồi làm động tác cưa cổ để uy hiếp Ngô Bình. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, sau đó dựng ngón tay giữa lên với anh ta. Huy Thụy Trạch không nâng giá tiếp nữa, cuối cùng cây linh chi nghìn năm đã thuộc về Ngô Bình. Sau đó, món đồ đấu giá thứ hai đã lên sàn. Đó là một khối thiên thạch to như quả hưa hấu đang tỏa ra hai tia sáng màu lam và đỏ. Người dẫn chương trình nói, thưa các vị, đây là khối thiên thạch ngoài trái đất, chúng tôi đã mang đi giám định rồi, khối kim loại ở bên trong có một thuộc tính đặc biệt, giá khởi điểm của nó là 10 tỷ, mỗi lần tăng giá ít nhất 1 tỷ. Ngô Bình nhìn chăm chú vào khối thiên thạch đó rồi nghĩ thầm, chắc là âm dương thần thiết. Nó có thể dùng làm pháp khí, vì là một loại kim loại cực hiếm. Ngoài ra, nó còn có thể dùng để chế tạo trận pháp. Mọi người bắt đầu đấu giá, giá của khối thiên thạch đã được thổi lên thành 15 tỷ, Ngô Bình cũng tham gia, anh trả 16 tỷ. 17 tỷ, thấy Ngô Bình tham gia, Huy Thụy Trạch cũng chen vào. Sau đó, giá đã được đẩy lên thành 20 tỷ, Ngô Bình nói, 21 tỷ. Huy Thụy Trạch, 22 tỷ. 23 tỷ, Ngô Bình bình tĩnh tăng giá, anh đang có 80 tỷ tiền mặt nên dư sức đấu với Huy Thụy Trạch. 24 tỷ. Ngô Bình mỉm cười mà không tranh nữa. Tối nay, nhà họ Huy sẽ bị tiêu diệt, rồi khối thiên thạch này sẽ thuộc về anh thôi. Huy Thụy Trạch cứ tưởng Ngô Bình sẽ theo đến cùng, ai dè anh lại bỏ cuộc, anh ta tỏ rõ vẻ khó chịu. Trước đó, mua khối thiên thạch này không hề nằm trong kế hoạch của anh ta. Các món đồ tiếp theo được mang lên đấu giá, nhưng Ngô Bình đã hết hứng thú. Trong khi đó, Vạn Phùng Xuân đã mua được thủy tinh địa hỏa với giá 10 tỷ 500 triệu. Cuối cùng đã đến món đồ thứ 9, đó là khối hóa thạch có một tổ ong ở bên trong. Người dẫn chương trình nói, thưa quý vị, đây là tổ trùng thời tiền sử, các chuyên gia nhận định nhộng ong bên trong có tác dụng kỳ diệu. Tổ ong tiền sử có giá khởi điểm là 6 tỷ, mỗi lần trả giá ít nhất 500 triệu.
Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì phát hiện đó không phải nhộng ong, vì nhộng ong đã bị mốt con trùng chén lâu rồi. Đây là một loại bọ cánh cứng có màu đỏ, trong tổ ong này có 7 con bọ cánh cứng với kích thước khác nhau, nhưng chung một giống. Ngoài ra vẫn còn một ít mật ong, khoảng vài cân gì đó. Trên vỏ của con bọ cánh cứng có phù văn tự nhiên, thấy thế, Ngô Bình biết ngay chúng chính là loại bọ cánh cứng độc hỏa của thời Thiên Quốc. Chúng có thể phóng ra 9 loại độc hỏa, ngọn lửa này có thể thiêu chết tu sĩ thiên tiên nên vô cùng đáng sợ. Tuy là vậy, nhưng các cao thủ thời Thiên Quốc vẫn không màng nguy hiểm để đi khắp nơi bắt chúng, sau đó luyện thành hóa thân. Loài bọ cánh cứng này rất cứng đầu, nước lửa bất xâm, lại không có kẻ thù trong tự nhiên. Hơn nữa, độc hỏa của chúng có thể giết chết tu sĩ tiên thiên, không thể hóa giải nên dùng chúng để luyện thành hóa thân là sự lựa chọn hàng đầu. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định mua nó. Mọi người không mấy hứng thú với tổ trùng này nên Ngô Bình đã mua được với giá 8.5 tỷ. Sau đó đến món cuối cùng, Ngô Bình phát hiện ngay khi thấy nó, Huy Thụy Trạch đã ngồi thẳng dậy như sốt sắng lắm. Anh bắt đầu quan sát thứ này. Đó là một khối lập phương màu vàng cao 20 phân, mặt ngoài có phủ văn kỳ lạ. Người dẫn chương trình nói, thưa các vị, đây là báu vật của châu Âu, tên là bí lập phương. Nghe nói, bên trong nó có chứa một bí mật kinh thiên. Nhưng từ trước đến nay, chưa người châu Âu nào khai phá được. Bây giờ, nó được mang ra bán đấu giá với giá khởi điểm là 35 tỷ, mỗi lần trả giá thấp nhất 5 tỷ. Ngô Bình nhìn chăm chăm vào khối lập phương ấy thì thấy bên trong rất mơ hồ, đến đôi mắt xuyên thấu của anh cũng không nhìn rõ được. Chương 570, Thần Chiếu. Phiên đấu giá bắt đầu, giá đã được đẩy lên thành 38 tỷ, có hơn sai người cạnh tranh với nhau, không ai chịu lùi bước. Ngô Bình đang do dự không biết có nên mua khối này không thì trong đầu chợt vang lên một giọng nói, thần Y Ngô, tôi biết lai lịch của thứ này, xin cậu đừng bỏ qua nó. Ngô Bình biết có người đang dùng thần niệm để nói chuyện với mình nên hỏi ông là ai. Người đó đáp, tôi là Thần Chiếu, bạn của Lạc Trường Sinh. Ngô Bình cười nói, hóa ra là bạn của Lạc Trường Sinh, sao ông biết tôi ở đây? Thần Chiếu, tôi đến tham gia đấu giá, không ngờ lại gặp được thần Y Ngô nên đang thấy rất mừng. Ngô Bình, ông bảo tôi mua khối này ư, ông biết lai lịch của nó à? Thần Chiếu, theo tôi biết thì bí lập phương này có từ thời Thiên Quốc và tên là Tiên Cơ, nó là vật ngoài trái đất, thuộc một thế lực tiên đạo cực lớn mạnh. Còn dùng để làm gì thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn nó rất phi thường nên đáng để mua đấy ạ. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi cắn răng tham gia đấu giá. 40 tỷ, anh nói. 41 tỷ, có người theo ngay. 42 tỷ. Ngô Bình nói tiếp. Loáng cái, giá đã lên 50 tỷ, giờ chỉ còn lại 3 người cạnh tranh với nhau, gồm Huy Thụy Trạch, Ngô Bình và một người đàn ông châu Âu để râu quai nón. 51 tỷ, Ngô Bình tiếp tục trả giá. Theo anh thấy, mình hay Huy Thụy Trạch mua được món này đều như nhau, vì không lâu nữa, tất cả đồ của nhà họ Huy sẽ thuộc về anh thôi. Huy Thụy Trạch lườm Ngô Bình rồi nói, 52 tỷ. Hình như người đàn ông râu quai nón cũng quyết mua bằng được khối lập phương này nên cũng theo đến cùng. Lúc này, giọng nói của Thần Chiếu lại vang lên, thần Y Ngô, tôi nghe người đàn ông râu quai nón nói chuyện điện thoại với ai đó rằng ông ta có 20 tỷ euro, nếu không vượt qua số tiền này thì ông ta sẽ mua được. Ngô Bình cười trừ, đổi sang tiền mình là 150 tỷ, tôi không tranh được đâu. Nếu thần Y Ngô cần thì tôi có thể khiến ông ta ngừng đấu giá. Ngô Bình sáng mắt lên, được. Phiền ông. Quả nhiên, người đàn ông râu quai nón lập tức bất động, mặt nghệt ra. Ngay sau đó, Huy Thụy Trạch đã trả lên 54 tỷ. 53 tỷ lần 1, 54 tỷ lần 2, chốt, người dẫn chương trình gõ bía, cuối cùng khối lập phương đã thuộc về Huy Thụy Trạch. Buổi đấu giá kết thúc, Ngô Bình lấy đồ rồi trả tiền, sau đó chào đào như tuyết rồi ra về. Anh vừa đi ra ngoài rồi tới xe thì đã có nhiều người xuất hiện ở gần đó. Thằng kia, mày cũng to gan đấy, một giọng nói đầy vẻ tức giận vang lên. Ngô Bình ngoảnh lại thì thấy Huy Thụy Trạch đang nhìn mình chằm chằm. Anh cười lạnh nói, lần trước để anh chạy thoát mất, sao rồi, về nhà nên to gan hơn rồi à mà dám tới chọc vào tôi tiếp. Huy Thụy Trạch sầm mặt nói, thằng kia, lần trước là tao chuẩn bị không kỹ, nhưng lần này thì khác, mày chết chắc rồi. Thế à, Ngô Bình hừ nói, ở đây không tiện ra tay, đi theo tôi. Huy Thụy Trạch nói, cũng được, để tao cho mày sống thêm một lát nữa. Ngô Bình không lái xe mà đi bộ, đi được một lúc thì anh bước vào một rừng cây, sau đó đứng lại.
Nhóm Huy Thụy Trạch đi theo, anh ta cười nói, chỗ này được đấy, mày cũng chết đúng chỗ. Ngô Bình nhìn họ thì thấy người đi theo Huy Thụy Trạch ở cảnh giới nhân tiên, anh nói, có hai tu sĩ nhân tiên này mà anh định đối phó tôi à? Huy Thụy Trạch tỏ vẻ bớn cợt nói, ai bảo chỉ có tu sĩ nhân tiên hả? Anh ta vừa nói dứt câu, đã có một bóng xám lao từ trên cao xuống. Người đó là một ông lão mặc đồ màu xám, tuổi khoảng 6-70, dáng người nhỏ, đôi mắt lạnh băng đáng sợ. Huy Thụy Trạch nói, ông Tư, tên này mạnh phết đấy, còn có trảm quỷ phù nữa. Phiền ông ra ta xử lý nó giúp tôi. Ông lão nói, trẻ vậy mà đã có tu vi cao như này rồi, đúng là nhân tài. Nhưng tiếc quá, cậu phải chết ngay thôi. Trong đầu Ngô Bình lại vang lên giọng nói của thần chiếu, thần Y Ngô, người này ở cảnh giới địa tiên, thực lực khá mạnh, có cần tôi giúp không? Ngô Bình nói, được, phiền ông. Anh vừa nói dứt câu thì có gió lớn nổi lên, đất cát bay mù mịt. Chờ khi mọi người mở được mắt ra thì ông lão mặc đồ màu xám đã không thấy đâu nữa, hình như đã bị gió cuốn đi rồi. Huy Thụy Trạch hoảng loạn gọi, ông Tư, ông Tư. Nhưng anh ta gọi khản cả giọng mà cũng không thấy người đâu. Ngô Bình cười nói, anh Huy, đừng gọi nữa, ông Tư của anh không về nữa đâu. Huy Thụy Trạch gào lên, thằng khốn, mày đã làm gì thế hả? Ngô Bình lạnh lùng nói, Huy Thụy Trạch, giờ không còn tu sĩ địa tiên bảo vệ anh nữa, anh còn giết được tôi không? Huy Thụy Trạch nghiến răng nói, kể cả thế thì mày vẫn phải chết, tự quỷ, ra hết đi. Ngay sau đó, 12 luồng hắc khí xông ra từ trong người Huy Thụy Trạch, tiếp đó gào thét tấn công Ngô Bình. Cùng lúc đó, Huy Thụy Trạch quay đầu bỏ chạy, anh ta biết mình không đánh lại Ngô Bình nên đành trông chờ tự quỷ cầm chân anh để mình thoát thân. Xong, Ngô Bình đang đeo trên cổ chuỗi hạt châu có 36 hạt, chúng tỏa ra ánh sáng đặc biệt, khiến bầy tự quỷ không dám lại gần. Anh không chút chần chừ mà đuổi theo Huy Thụy Trạch. Hai vệ sĩ của Huy Thụy Trạch hét lên rồi tấn công Ngô Bình từ hai phía, anh giơ hai tay lên đánh bay họ, sau đó thong thả giữ Huy Thụy Trạch lại. Huy Thụy Trạch dựng tóc gáy rồi hét lên, không được giết tao. Ngô Bình đương nhiên không giết anh ta ngay, mà lấy hết đồ anh ta vừa đấu giá được, sau đó mới tát cho anh ta một cái, nói, anh Huy, anh oai lắm cơ mà. Giờ thấy sao hả? Huy Thụy Trạch tức muốn hộc máu, nhưng đang yếu thế nên đành nhịn, Ngô Bình, đúng là mày rất mạnh, nhưng nhà họ Huy tao là thế lực lớn của địa tiên giới, mày không đấu lại được đâu. Giờ mày hãy thả tao ra và trả tao đồ, tao sẽ xí xóa chuyện trước kia. Ngô Bình lại tát cho anh ta thêm cái nữa, nghe anh nói thế, tôi lại càng muốn chiêm ngưỡng thực lực của nhà anh đấy. Dứt lời, Ngô Bình đá cho Huy Thụy Trạch một phát rồi nói, tôi ở Thạch Thành chờ người nhà anh, nói rồi, anh bỏ đi luôn. Huy Thụy Trạch tức run người, tên này quá ngông, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói, mình sẽ cho nó sống không bằng chết. Phải thông báo cho gia chủ ngay, để người truy sát nó mới được. Ngô Bình đi được một đoạn thì đứng lại nói, ông thần, ông ra đi. Một bóng người âm u xuất hiện, đó là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, mặc áo bào màu xám, đầu búi tóc và dùng châm để cố định. Ông ấy chắp tay với Ngô Bình, thần Y Ngô. Ngô Bình, ông thần, cảm ơn ông. Người này chính là thần Chiếu, cao thủ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3. Ông ấy cười nói, thần Y đừng khách sáo, dù tôi không ra tay thì cậu vẫn xử được họ mà. Ngô Bình, ông xử lý người đó rồi à? Thần Chiếu đáp, tôi đánh ngất ông ta rồi ném trong núi thôi, chờ ông ta tỉnh lại thì sẽ quên hết. Ngô Bình nói, xem ra ông thần là người lương thiện, không thích sát sinh. Thần Chiếu nói, tốt nhất nên vậy, để tránh gánh nghiệp. Ngô Bình gật đầu, đúng. Sau đó, anh dẫn thần Chiếu về khách sạn, vào phòng rồi nói, ông thần, vết thương của ông rất nặng, tôi phải chuẩn bị ít đồ đã. Trên đường về anh đã nắm qua về tình trạng của thần Chiếu. Thần hồn của ông ấy bị tổn hại, trong người còn có một luồng tà lực đang cắn nuốt sức sống. Thần Chiếu nói, vậy là cậu có thể chữa được vết thương của tôi ư? Ngô Bình gật đầu, được chứ? Thần Chiếu mừng rỡ rồi hành lễ với anh, cảm ơn thần Y Ngô. Lúc này, Vạn Phùng Xuân gọi tới. Thì ra, ông ta cũng cần Ngô Bình chữa trị giúp. Ngô Bình đi nhanh quá, ông ta không đuổi theo kịp nên giờ mới cuống lên. Ngô Bình bảo ông ta đến khách sạn, không lâu sau, Vạn Phùng Xuân đã đến. Khi nhìn thấy thần Chiếu, ông ta run lên rồi vội chắp tay, tham kiến chân nhân. Chân nhân là cách gọi dành riêng cho tu sĩ cảnh giới địa tiên tầng thứ 3, khi nào tu vi tăng tiếp thì sẽ được gọi là chân quân. Thần Chiếu không che giấu khí tức, còn Vạn Phùng Xuân là bác sĩ nên lập tức biết cảnh giới của ông ấy ngay.
thần chiếu ừng một tiếng rồi thôi. Ngô Bình nói, ông Vạn, ông ngồi đi. Vạn Phùng Xuân dè dặt ngồi xuống rồi cười nói, thần y Ngô, xin hỏi khi nào cậu có thể chữa trị cho tôi ạ? Ngô Bình, cứ bình tĩnh, tạm thời ông chưa làm sao đâu. Vạn Phùng Xuân nghe xong thì nói tiếp, thần y Ngô, tôi sẽ thuê một phòng ở bên cạnh, để tránh làm phiền bên này. Ngô Bình xua tay, ông đi đi. Vạn Phùng Xuân đi rồi, Ngô Bình ngồi xếp bằng xuống rồi chờ tin. Loáng cái đã 12 giờ, bên ngoài cửa sổ có tiếng động, anh vội ra mở cửa thì ông Hoa bay vù vào. Ông Hoa có vẻ bực dọc rồi mắng nhiếc, mẹ lũ chó, thế mà lại giết người. Ngô Bình ngạc nhiên, giết ai cơ? Ông Hoa, còn ai vào đây nữa? Họ giết Huy Thụy Trạch rồi, tên này mà chết thì cậu không lấy được kho báu của nhà họ Huy đâu. Ngô Bình cau mày, thế những người khác đâu? Ông Hoa, chết hết rồi, không còn một ai. Giờ nhà họ Huy đã bị gạch tên khỏi địa tiên giới. Dứt lời, ông Hoa mới để ý thấy thần chiếu, sau đó im luôn. Ngô Bình mặc kệ rồi nói, chết rồi thì thôi. Ông Hoa, chúng ta mau hành động thôi, đi tìm kho báu nhà họ Huy, không mà bị cướp hết bây giờ. Ngô Bình gọi thần chiếu rồi cùng ông Hoa đến nhà họ Huy. Khi đến nơi, Ngô Bình nhìn thấy toàn thi thể, nhiều người đang chạy hỗn loạn ở đây đều tìm kho báu của nhà họ Huy. Ngô Bình xuất hiện mà họ cũng không để ý. Thần chiếu sầm mặt vì thấy có 5 tu sĩ địa tiên ở đây. Ông Hoa nói, ngẩn ra đấy làm gì, mau tìm đi, ai tìm được là của người đó. Ngô Bình khởi động khả năng nhìn xuyên thấu rồi lục tìm khắp nơi, anh đi đến đâu là thần chiếu và ông Hoa theo đến đấy. Họ tìm trong vài căn nhà nhưng không có thu hoạch gì, Ngô Bình hỏi, ông Hoa, kho báu nhà Huy ở đây thật không? Ông Hoa, thật mà, nguồn tin này chuẩn lắm, chắc đâu đó quanh đây thôi. Ngô Bình tiếp tục tìm kiếm, khi anh vào một căn nhà thì có người chặn lại, đó là một người đàn ông trung niên, ông ta lạnh lùng nói, đi chỗ khác. Ông Hoa cười lạnh, này, kiểu gì thế hả? Việc ai người ấy làm, ai tìm được thì là của người đó, ai cho ông cản đường chúng tôi? Người đó nói, đây là lệnh của lão tổ nhà tôi. Ông Hoa tức điên, Ngô Bình nói, được rồi, các người cứ tìm trước đi. Nói rồi, anh đi sang chỗ khác, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Tìm mãi mà không thấy gì, cả Ngô Bình và những người khác đều vậy. Ông Hoa, xem ra tin của ông sai rồi, chúng ta đi thôi. Ở đây bị lật tung lên rồi, có ai tìm được gì đâu, Ngô Bình đã hết hy vọng. Ông Hoa buồn bực, lạ nhờ, lẽ nào tình báo của tôi sai rồi. Đúng lúc này, Ngô Bình chợt phát hiện gần có một hang chuột, có một bầy chuột sống ở bên trong, đường đi của chúng thông suốt cả căn nhà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.